sau nhiều năm cùng nữ nhân này ở chung, nhất là ba năm tại cực Tây đã làm cho quan hệ giữa hai người được kéo gần không ít. Mặc dù vẫn chưa có cách nào nói là thân mật khăng khít nhưng so với trước kia thì được cải thiện không ít. Đa tà công tử, mộ phái linh thước tha đứng dậy mà nói, năm đó mới từ cực Tây quay về ta cũng không nghĩ tới mới sẽ cùng nàng chia tay, nhưng sau lại bị nhốt trong chuyện ma cốc hơn 20 năm, nàng vẫn cố thủ tại chỗ này cũng coi như là có tâm. Phái linh thân là thị thiếp của công tử lại chịu đại ân của công tử, không ở chỗ này chờ đợi thì có thể đi nơi nào? Huống hồ thiếp cũng không tin công tử thật sự vì vậy mà chết mộ phái linh khóe miệng mỉm cười trả lời. Không nghĩ là nàng đối với ta thật là có vài phần tin tưởng. Bất quá lúc đó thật sự là cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa là không thể quay về. Nàng mặc dù có chút đan dược tương trợ nhưng tu vi tiến cảnh nhanh như vậy cũng xem như là thần tốc. Không biết đối với việc kết đan không lâu nữa thì nàng có mấy phần nắm chắc. Hàn Lập sau khi cười ha ha thì chuyển đề tài hỏi nữ nhân này thiếp thân nào có cái gì năm chắc, tỷ lệ kết đan nguyên vốn là 10 không được một có thể kết đan hay không cũng chỉ có thể xem thiên ý mộ phái linh nghe nói thế thì trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nói. Thiên ý, hắc hắc, việc này cũng khó nói nhưng ta thật ra có thể trợ giúp nàng một tay, qua đó có thể gia tăng thêm hai ba thành nắm chắc hàn lập nhìn nữ nhân này nhoẻn miệng cười nói. Thật sao, điều này sao có thể, công tử không phải nói đùa chứ, thiếp chưa bao giờ nghe nói qua thiên nam còn có linh dược bực này mộ phái linh môi đỏ mỏng khe nhếch trên mặt giật mình. Linh dược trong tay ta hơn phân nửa không phải là đồ vật ở thiên nam, nên nàng không nghe nói qua cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng ta có thể cam đoan lây tư chất của nàng nếu dùng linh dược này thì xác suất kết đan có thể lên tới gần một nửa. Chuyện này cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hàn lập thần sắc như thường thong dong nói. Mộ phái linh cùng hàn lập ở chung đến nay biết hắn chưa bao giờ nói khuya đại cái gì nên trong lòng có bảy tám phần tin tưởng nhưng sau khi hơi tự đánh giá một chút thì nàng vẫn có chút trần chờ. Công tử bây giờ nói cho thiếp thân biết việc này chẳng lẽ là còn có cái gì phân phó sao? Nếu có chuyện gì công tử cứ nói rõ ra đi mộ phái linh nhẹ giọng nói. Hàn lập có chút nao nao ngoài ý muốn nhưng sau khi hơi trầm ngâm một chút thì cũng không quanh co lòng vòng nữa. Nàng còn nhớ rõ trước định lúc đầu nhận nàng làm thiếp thân không? Hắn một mở miệng trực tiếp hỏi đến chỗ trọng yếu, đương nhiên là nhớ rõ. Tiền bối đáp ứng cho thiếp thân thời gian 30 năm để tu luyện, trong thời gian đó sẽ không lấy đi nguyên âm chi thân của Thiếp thân mộ phái linh đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó lập tức nét mặt ửng đỏ có vẻ kiều diễm vô cùng nói: Tính ra thời gian ước định bây giờ cũng không sai biệt lắm. Bất quá nàng cũng không cần lo lắng, ta cũng không nhắm thời khắc mấu chốt ngươi kết đan mà làm khó dễ cho nàng. Nhưng trước khi kết đan ta có một số việc muốn nói rõ ràng một chút. Căn cứ quan hệ lợi hại trong đó nàng cứ cân nhắc một chút. Ta không hy vọng là sau khi dùng hết linh dược trợ giúp nàng kết thành kim đan thì nàng cuối cùng lại đột nhiên đổi ý, sinh tâm oán hận với những chuyện tình phát sinh sau đó. Hàn Lập biết nữ nhân này có chút hiểu lầm nhưng vẫn không vội vàng chậm rãi nói. "Công tử nói lời này là có ý tứ gì?" Mộ Phái Linh trong lòng sửng sốt không khỏi ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi. "Ta hy vọng sau khi nàng kết thành kim đan thì từ bỏ công pháp tu luyện ban đầu mà chuyển sang tu luyện một loại công pháp gọi là Điên Đảo Phượng Bồi Nguyên công." Hàn Lập ánh mắt lộ ra một tia cổ quái nói. Điên phượng bồi nguyên công, mộ phái linh có chút kinh ngạc, đây là một loại song tu công pháp rất hiếm thấy chuyên để cho nữ tử tu luyện. Công pháp này một khi tu luyện đến cực trí thì có có thể thông qua nữ tử trong lân đầu hợp hoan khiến cho tu vi của song phương nam nữ có không ít chỗ tốt nhưng trong đó việc tu vi tăng tiến lại là thứ yếu mà quan trọng nhất là công pháp này đối với việc đột phá bình cảnh có kỳ hiệu khó tin. Đương nhiên ta không ngại nói rõ ra rằng công pháp này nữ tử tu luyện là chính nhưng nam tử mới là người được hưởng chỗ tốt nhiều nhất cho nên ta mới đền bù cho nàng trước hết sức hiệp trợ cho nàng kết thành kim đan ta bây giờ tu vi đã đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ điên phượng bồi nguyên công đối với việc đánh sâu vào bình cảnh tiến lên nguyên anh hậu kỳ hữu dụng nên muốn nàng phải đem công pháp này tu luyện đến cảnh giới kết đan hậu kỳ mới được nàng nêu đáp ứng chuyển sang tu luyện pháp quyết này thì sau khi kết đan ta vẫn tiếp tục cung cấp cho nàng đan dược có ích cho tu sĩ kết đan kỳ giúp nàng tu luyện nhanh hơn việc khác không dám nói nhưng tối thiểu có thể giúp cho nàng tiết kiệm được hơn trăm năm khổ tu đương nhiên nếu nàng cảm thấy không thích thì hàn mỗ cũng không miễn cưỡng. Nàng tự mình đánh sâu vào bình cảnh kết đan kỳ, sau đó vô luận là có kết đan thành công hay không thì ta đều giải trừ cấm thần thuật trong thần thức của nàng, trả lại tự do cho nàng. Từ nay về sau nàng và ta đều không có liên quan nữa hàn lập trên mặt thần sắc không thay đổi nhưng trong miệng lại bình tĩnh dị thường nói. Mộ phái linh nghe mấy lời này thì cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng nhất thời rối loạn dị thường, trên ngọc dung thần sắc âm tình bất định. chương 861, Thư Mời tu luyện điên phượng bồi nguyên công thì nữ tử phải bảo trì tấm thân xử nữ. Nếu không một khi phá thân thì mọi thứ đều trở thành mây khói. Cho nên nếu như nàng chưa tiến tới kết đan hậu kỳ thì ta cũng không muốn cùng nàng thi tâm. Vây nàng và ta vẫn giữ mối quan hệ như cũ. Đương nhiên nếu như nàng có thể giúp ta tiến tới nguyên anh hậu kỳ thì ta cũng có thể hứa là sẽ trợ giúp người ngưng kết nguyên anh thành công. Nếu như có được một gã nguyên anh hậu kỳ hết sức tương trợ thì việc nàng ngưng kết nguyên anh thì cũng không phải là chuyện xa vời hàn lập không chắc mắt nhìn trăm chăm mộ phái linh chậm rãi nói. Những lời nói này không phải là nói chơi, bởi nếu như hàn lập có được tu vi nguyên anh hậu kỳ thì hoàn toàn có thể đi thu thập được bạn yêu thảo cấp 8. Rồi dùng nó luyện chế ra linh dược có sự trợ giúp của cửu khúc linh sâm thì đối với kết anh có sự trợ giúp rất lớn. Dù sao đối với hắn mà nói thì bát cấp yêu thú cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Mộ phái linh cúi đầu im lắng trong chốc lát, rồi sau đó mới ngẩng khuôn mặt đẹp như ngọc thạch hướng tới Hàn Lập hỏi. Công tử, điên phong bội nguyên công này tu luyện có việc gì đặc biệt hay là có vấn đề nguy hiểm gì hay không vậy? Không có, công pháp này ngoại trừ thua kém một chút nếu so với đỉnh cấp công pháp, nhưng so với các loại công pháp bình thường thì thời gian tu luyện còn nhanh hơn 3 lần. Còn về phần nguy hiểm về sau thì hoàn toàn không có. Còn dùng nó đối đầu với kẻ địch thì có phần thua sút một chút Hàn Lập không trần trừ đáp, nếu vậy thì phái linh sẽ làm theo sự an bài của công tử tư chất của thiếp thế nào thiếp rất là rõ ràng nếu như không có sự trợ giúp của công tử thì lần này kết đan thực sự rất khó thành công còn nói đến kết anh thì chuyện này lại càng mơ hồ hơn nữa người nữ này nhìn hàn lập chấn định nói nàng đã nói như vậy thì ta thực sự rất là hài lòng cùng đi chung với ta một thời gian dài như vậy ta là kiểu người gì thì nàng chắc cũng hiểu được bảy tám phần Mặc dù thân phận của nàng chỉ là thê thiếp nhưng ta cũng không có yêu cầu gì quá đáng với nàng. Nàng cứ việc an tâm mà kết đan, đến lúc đó ta sẽ đưa linh dược cho nàng sử dụng trên mặt của Hàn Lập thần sắc không đổi, dường như hắn đã biết trước việc người này đồng ý rồi. Đa tạ đại ân của công tử, đạo lý có ân thì phải báo đáp thì phái Linh này hiểu rất rõ. Cuộc đời của thiếp thân này xem như là đã phó thác cho công tử rồi, sau khi mộ phái Linh thi lễ thì trên mặt lộ ra vẻ quả quyết nói. Với biểu hiện thật tình này của mộ phái Linh thì rõ ràng cô ta đã tỏ ý phụ thuộc vào Hàn Lập. Mà không có chút nào so đo thiệt hơn, dù sao có được Hàn Lập với thần thông không dưới tam đại tu sĩ mà mình lại là tỷ thiếp của một người như vậy thì có thể nói ở thiên nam này không thể nào tìm ra được một người thứ hai giống vậy. Hơn nữa cô ta hiểu rất rõ là ân tình mà Hàn Lập ban cho cô ta không nhỏ. Nếu như lúc trước không có đàn dược của Hàn Lập thì đừng nói đến việc đánh sâu vào việc kết đan mà có lẽ ngay cả bây giờ cũng chỉ ở mức chút cơ trung kỳ mà thôi. Vì vậy với cơ hội này mộ phái linh liền không trần trừ mà gật đầu đáp ứng ngay. Sau khi nghe Hàn Lập nói chuyện thẳng thắng vậy, quan hệ của hai người liền lập tức trở nên gần hơn. Trong lúc nói chuyện với nhau thì thần sắc của vị nữ này đối với Hàn Lập ra chiều thân cận hơn. Thần sắc của cô ta có liên quan đến đến việc kết đan. Với cơ hội khó có này mộ phái linh liền tập trung tinh thần chăm chú nghe Hàn Lập chỉ điểm, đôi mắt đẹp không chấp chút nào cả. Thời gian trôi qua hơn nữa ngày mộ phái linh cảm thấy mình thu hoạch không ít chuyện tốt liền cáo từ rời đi. Lần này Hàn Lập chỉ điểm có rất nhiều điểm quan trọng nên cô ta cần có thời gian để tìm hiểu. Vì vậy cần phải chuẩn bị trước, Hàn Lập cũng không giữ cô ta lại mà chỉ ân cần dặn dò hai ba câu rồi để cho cô ta quay trở về Tư Phong. Ngân Nguyệt dẫn nữ tử này đi ra khỏi động, trong khi chờ Ngân Nguyệt quay trở lại đại sảnh thì Hàn Lập ngồi trên ghế trong tay nắm một cái ngọc giản rồi dùng thần thức quét nhìn qua nội dung ở trong một cái. Trong ngọc giản này chính là ghi lại phương pháp luyện chế ra thất diễm phiến. Chủ nhân người thực sự muốn trợ giúp người này tu luyện tới kết đan học kỳ ngân nguyệt lẳng lặng không một tiếng động đi tới kế bên hàn lập nhẹ giọng hỏi như thế nào có việc gì không ổn sao hàn lập thu hồi thần thức lại hai hàng lông mày nhíu lên việc này không có gì nhưng ta cảm thấy có một việc kỳ lạ là lấy thân phận của chủ nhân bây giờ thì trực tiếp chọn lấy một vị nữ tu kết đan kỳ làm thì thiếp cũng không có gì khó khăn vì sao lại phải chọn cô ta chứ ngân nguyệt sau khi chớp mắt phải cái có chút nghi hoặc hỏi không có gì trải qua mấy năm quan sát ta thấy vị nữ tu này phàm chất cũng tốt vì vậy mới bỏ công sức ra để bồi dưỡng lúc này đây nhận nàng làm thị thiếp không chỉ lợi dụng nàng để đột phá bình cảnh mà còn thật sự muốn đào tạo trở thành một trợ thủ đắc lực về sau sau này thời gian ta bỏ ra để tu luyện sẽ rất dài vì vậy cần phải có một người thân cận và đáng tin cậy để liên lạc qua lại với bên ngoài hiện tại ta đã là trưởng lão của lạc vân tông cho nên không thể bỏ mặc mọi việc mà chỉ lo chuyện tu hành còn uyển nhi cũng không phải là loại người thích nhúng tay vào việc của tông môn xem ra cũng không thích quản nhiều chuyện mà theo ta thấy thì vị nữ tử này không giống như uyển nhi không phải là loại người một lòng chỉ truy tìm thiên đạo về sau nhất định sẽ không chịu nổi cảnh tịch mịch cho nên có thể thay ta quản lý các việc trong tông môn thì cũng thật sự là phù hợp hàn lập tỉnh táo nói ra một hơi dài như vậy sau đó lại mở miệng nói tiếp ngoài ra còn có một chuyện quan trọng khác đó việc một khi tu luyện điên phượng bồi nguyên công thì nữ tử này phải cam tâm tình nguyện phối hợp thì mới được nếu không ra ân lớn như vậy thì đối với bình thường nữ tu kết đan kỳ thì như thế nào lại nguyện ý tập trung tu luyện một loại công pháp không biết tên trong một thời gian dài như vậy từ lúc chúc cơ kỳ ta đã trợ giúp nàng tu luyện cho tới kết đan thậm chí sau này tiến tới giúp cô ta ngưng kết nguyên anh thì lúc ấy cô ta mới không có hai lòng giống cô ta đã nói nếu không có ta trợ giúp thì cả đời này cô ta cũng chỉ dừng lại ở chúc cơ kỳ mà thôi Mặc dù trong lòng ta có một chút ý muốn lợi dụng nàng nhưng mà hiện tại danh phận của cô ta cũng chỉ có chút ủy khuất mà thôi. Mà ta cũng đã cấp cho cô ta nhiều trợ giúp như vậy xem ra cũng không cảm thấy thẹn với lòng của mình. Hàn lập nói xong như vậy, khẽ thở dài, trong tay linh quang chợt lóe lên rồi ngọc giản liền biến mất không thấy nữa. Như vậy đi, chỉ là tiểu tì lo lắng không đúng mà thôi ngân nguyệt nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên cười rộ lên. Về sau ngươi cũng sẽ không còn nhàn nhã nữa được đâu. Bây giờ ta tiến tới Nguyên Anh Trung Kỳ qua mấy ngày nữa cũng sẽ bế quan đem một tia cuối cùng của kiền lam băng diễm luyện hóa hoàn toàn. Sau đó mới tìm hiểu thêm về hư thiên đỉnh để tìm cách mở nó ra. Chuyện bên trong động phủ này, vẫn như cô ta giao hết lại cho người quản lý Hàn Lập cười cười liếc nhìn Ngân Nguyệt một cái rồi ung dung nói. Chủ nhân đem tia băng diễm cuối luyện hóa, thật sự là một việc đáng mừng Ngân Nguyệt sau khi nghe nói như vậy liền giật mình, sau đó liền mừng rỡ nét mặt yêu kiều rực sáng. Tốt! cuối cùng cũng đã hoàn thành bước đầu việc mở đỉnh. Tiếp theo thì không biết phải làm gì để mở tiếp đây. Được, ta đây cũng có chút mệt mỏi, hôm nay cần phải nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì thì để mai xử lý đi Hàn Lập thản nhiên nói một câu, từ từ đứng lên hướng tới phòng ngủ mà đi. Ngân Nguyệt nhìn bóng lưng của Hàn Lập biến mất thì còn lại một mình ngơ ngác một chút rồi cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi đại sảnh. Sau một đêm vô sự, Ngày thứ hai sau khi Hàn Lập tỉnh lại thì Ngân Nguyệt lại vào bẩm báo cho biết là có trình sư huynh và Lữ Lạc hai người này đã đến đây. Sau khi rửa mặt một chút, rồi chỉ cho Ngân Nguyệt cách mở cấm chế, theo mình đi ra ngoài. Quả nhiên thấy hai người đang đứng bên ngoài động phủ chờ. Hàn Lập mỉm cười hướng hai người mời vào. Trong sảnh ba người phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Lão Trình liền mở miệng xin lỗi. Hàn Sư đệ mới nghĩ ngơi một hai ngày hai người chúng ta vốn không nên tới quấy giày nhưng sự tình có chút cấp bách vì vậy không thể không tới đây được hai vị sư huynh không cần khách khí chúng ta những người tu tiên chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì liền phục hồi như trước ngay làm sao có gì là quấy dày chứ hàn lập cười cười nói sư đệ nói như thế sư huynh cũng cảm thấy an tâm thật ra ngày hôm qua ngay khi sư đệ trở về thì mấy vị đồng đạo của cổ kiếm môn cùng với bách xảo viện nghe tin hàn sư đệ phản hồi sư môn liền đồng loạt gửi thư mời tới muốn ta cùng với sư đệ tới gặp mặt Mặc dù sư đệ đã gia nhập Lạc Vân Tông ta một khoảng thời gian nhưng mà các vị đạo hữu còn lại của hai tông còn chưa gặp qua. Nhân dịp này muốn gặp mặt nhau một chút, dù sao thì ba tông phái chúng ta cũng là sống còn có nhau. Ngày mai Bách Sảo viện đã luyện chế ra được một cái pháp bảo. Vì vậy bọn họ tổ chức nghi lễ nhận chủ, họ cũng đã xác định thời gian rồi, cho nên muốn mời Cổ Kiếm Tông cùng với chúng ta tới xem lễ. Nghi thức nhận chủ, ta còn nhớ Bách Sảo viện đối với luyện khí thì danh tiếng không nhỏ mời chúng ta xem lễ. Vậy thì pháp bảo này không phải là loại tầm thường rồi hàn lập lộ ra vẻ ngoài suy nghĩ, trên mặt lộ ra tia hưng phấn. Cái này trong thư không có nói rõ, nhưng mà lần lấy máu nhận chủ này của bách xảo viện lại là một gã đệ tử tư chất thật sự phi thường tốt. Không tới 100 năm đã kết đan thành công và hắn đã trở thành niềm kỳ vọng những trưởng lão ở đấy lữ lạc ở kế bên cũng xen vào nói rồi cùng lúc lật bàn tay một cái thư mời màu vàng đưa ra. Chỉ có 100 năm ngắn ngủi mà đã kết thành kim đan, chính xác là có chút kinh người. Tốt, vậy ngày mai ta cùng hai vị sư huynh đi xem. Ta cũng có chút tò mò về việc này Hàn Lập mỉm cười tiếp nhận thư mời liếc mắt xem qua một cái, nhàn nhã nói. Tốt, sư đệ chấp nhận tham gia là tốt rồi. Nghe nói đại trưởng lão Kim Võ Hoàn của cổ kiếm môn cũng vừa mới bế quan xong. Nếu ta nhớ không lầm thì lần này hắn bế quan cũng khoảng 7, 80 năm rồi. Lúc bắt đầu bế quan chỉ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới giờ xuất quan không biết là tu vi đã đạt tới mức nào rồi có hay không tiến thêm một bước dài trình sư huynh nghe hàn lập đồng ý tham gia tụ hội trong lòng cảm thấy mừng rỡ nói cổ kiếm môn đại trưởng lão hàn lập giật mình ngẩn ra nhưng lập tức khóe miệng nhếch lên trong lòng thầm đánh giá người kia thế nào sau đó đột nhiên hạ người xuống quan sát đánh giá lão vài lần rồi trao mày lên trình sư huynh vừa rồi ta dùng thần thức dò xét qua thân thể của người dường như không được tốt lắm Trước đây ở trong trụy ma cốc sư huynh không có duyên tìm thấy được thọ mệnh đan dược hay sao chứ? Hàn Lập có chút lo lắng hỏi. Lão giả nghe Hàn Lập nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Sư đệ không nói, ta cũng biết được, bây giờ ta cách đại hạn cũng không còn xa lắm, cũng chỉ trong khoảng 10 năm nữa mà thôi. Và cũng có thể tùy thời tỏa hóa bất kỳ lúc nào. Về phần trụy ma cốc mặc dù ta cũng có nhận được một kiện bảo vật nhưng không phải là thứ ta cần. Con đường tu tiên của ta cũng không thành công, Sinh lão bệnh tử là của thiên đạo luân hồi, không có gì phải hối tiếc nữa. Về sau việc của Lạc Vân Tông đành giao cho hai vị sư đệ trông coi rồi. Sau khi nói xong như vậy thần sắc của lão vẫn bình thường. Hiển nhiên đối với việc này trong lòng chắc hẳn đã có chuẩn bị. Chương 862: Phi kiếm cùng khôi lỗi. Trong lòng Hàn Lập thở dài một tiếng, khi hắn còn ở Linh Miểu Viên cũng đã tìm thấy rất nhiều linh dược, nhưng mà lại không có loại nào là loại kéo dài thọ mệnh cả. Thật đúng là vô năng vô lực, sư huynh không cần phải lo lắng, nói không chừng vài năm sau lại có cơ duyên khác. Hàn Lập cũng chỉ có thể nói như vậy để an ủi mà thôi. Lão giả lắc lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, xem ra đối với việc sinh tử đã thấu triệt ở trong lòng. Sau đó thì Hàn Lập cũng không nhắc tới việc này nữa. Mà bàn tay lật lên một khối ngọc giản màu trắng xuất hiện. Hai vị sư huynh, lúc này ta nhớ đến một việc, ta hiện đang cần một số tài liệu vì vậy cần có một số đệ tử của bản tông đi ra phường thị thu thập giúp bởi vì chủng loại cần dùng không ít cho nên thu thập được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu chỉ cần hết sức là được mấy thứ này cần bao nhiêu nhiều hay ít linh thạch chỉ cần không quá đáng thì cứ việc mua lấy sau khi thu mua đủ thì tới gặp ta để lấy lại tất cả các chi phí hàn lập đem ngọc giản ra rồi tùy ý nói cho ta xem một chút lữ lạc có chút hứng thú tiếp nhận lấy ngọc giản dùng thần thức quét qua một cái trên mặt dần dần hiện ra một tia cổ quái sư đệ trách không được là ngươi nói là phải làm hết sức những thứ này hơn phân nửa là những thứ khó tìm thấy có vài loại hình như là chỉ nghe nói đến trong truyền thuyết ở thiên nam của chúng ta dường như không có mấy thứ này lữ lạc kinh ngạc nói ồ đây là loại tài liệu gì vậy đưa cho vi huynh xem qua một chút trình sư huynh nghe nói như vậy xong liền lộ vẻ tò mò đưa tay bắt lấy ngọc giản xem qua một lần sau đó có chút giật mình quả nhiên là những thứ tài liệu khó tìm thấy chẳng lẽ muốn luyện chế ra pháp bảo hay sao? Pháp bảo, tạm thời cứ xem là như vậy đi. Hàn Lập mỉm cười rồi cũng không có nói ra chi tiết sự việc. Trình sư huynh thấy vậy cũng không có hỏi gì thêm nữa. Miệng liền gật gù đáp ứng việc này. Sau đó lập tức an bài đệ tử đi khắp nơi ở Thiên Nam thu thập các loại tài liệu này. Nói tới đây thì lão giả cùng với Lữ Lạc liếc mắt nhìn nhau một cái. Rồi bỗng nhiên Lữ Lạc lấy túi chữ vật căng phòng bên hông tháo xuống đưa tới trước Hàn Lập. Đây là gì? Hàn Lập có chút không nghĩ ra, theo bản năng liền tiếp nhận vật ấy, có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn hai người. Chẳng lẽ sư đệ đã quên, năm đó người từng nhờ nội tông đệ tử thu thập một số tài liệu cổ quái cùng với canh tinh. Những năm gần đây ngoại trừ tìm được một khối nhỏ canh tinh còn những đồ vật khác cũng đã thu thập xong hết rồi. Ta vốn muốn cấp cho sư đệ một cái tin mừng, không nghĩ tới sư đệ lại muốn có nhiều tài liệu hơn nữa. Xem ra sư đệ đối với luyện khí bình thường không giống nhau lữ lạc mỉm cười nói lại tìm được một khối canh tinh. Hàn Lập vừa nghe nói tới vật này trong lòng mừng rỡ vội vàng mở túi chữ vật ra xem. Trong túi có khoảng 7-8 loại tài liệu, ngoài ra còn có một khối canh tinh màu vàng nhỏ bằng hạt đào nằm ở chung trong đó. Về phần tài liệu còn lại thì chính là các loại tài liệu dùng để luyện chế ra thượng của Nguyên Anh khôi lỗi còn thiếu. Nếu không thì trước đây khi tiến vào trụy ma cốc thì hắn đã luyện chế xong khôi lỗi cấp bậc Nguyên Anh rồi. Những tài liệu này đúng là những thứ ta đang cần, đa tạ hai vị sư huynh giúp đỡ. Mấy thứ này rất là xa xỉ, sợ rằng tốn đi không ít linh thạch trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khi đề cập tới chi phí thì hai lão già này liền khoát tay từ chối. Sư đệ sao lại nói như vậy chứ? Mấy thứ này mặc dù có hao tốn đi một chút linh thạch, nhưng ngày xưa khi mà Mộ Lan nhân xâm chiếm thì sư đệ đã thay mặt bổn tông xuất chiên hai trận. Bổn tông bù đắp lại sư đệ một chút linh thạch thì cũng là chuyện phải làm. Sư đệ cứ việc lấy mà dùng đi nếu sư huynh đã nói như vậy thì sư đệ đây cũng không khách khí nhận lấy hàn lập nghe như vậy liền ngẩn ra suy nghĩ một chút rồi cười cười đem túi chữ vật ấy nhận đi lão giả thấy hàn lập không có ý từ chối trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng đúng rồi trình sư huynh lúc trước khi ta bị hút vào khe hở không gian thì có hai khẩu phi kiếm chưa kịp thu hồi lúc đó sư huynh có thấy qua hay không hàn lập dường như nhớ tới một chuyện liền không suy nghĩ mà hỏi thêm ngày đó khi hắn bị hút vào khe hở không gian nên không biết tông thích của hai khẩu phi kiếm này lão giả ở bên ngoài thì chắc là biết được tin tức về nó rồi chuyện này sư đệ không nhắc thì ta cũng nói cho sư đệ biết lúc đó ngươi lưu lại hai khẩu phi kiếm ở bên ngoài vi huynh không kịp thu hồi giúp liền bị tên cổ ma đó chạy tới lấy đi mất sau đó khi chúng ta vây đánh tên cổ ma đó thì không thấy ai nói đến việc thấy nó lấy ra sử dụng cả xem ra đối với bổn mạng pháp bảo của sư đệ nó không cách nào ma hóa sử dụng được chỉ có phiền toái một việc là bây giờ không biết yêu ma đó đang ở đâu. Xem ra phi kiếm đó khó mà tìm lại được, dường như lão giả đoán trước được việc này nên có chút xin lỗi nói. Cổ ma ở nơi nào? Chuyện này có chút phiền phức đây, nhưng mà cũng không quá quan trọng, bất quá cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Chỉ cần tái luyện chế ra hai khẩu phi kiếm là được hàn lập sắc mặt khẽ biến nhưng liền hồi phục lại như thường. Ta đây cũng nghĩ như vậy, bổn mạng phi kiếm của sư đệ nhiều như vậy, mất đi hai cái cũng không là nhiều vì vậy không cần phải mạo hiểm đi tìm tên cổ ma này làm gì lão giả nghe vậy thần sắc buông lỏng có chút yên tâm mà nói nếu như sợ hãi tên cổ ma này thì vị trình sư huynh đây đã đánh giá hàn lập thấp đi ba phần tự nhiên là không muốn vị trưởng lão lạc vân tông này gặp chuyện gì ngoài ý muốn hắn muốn lạc vân tông về sau tại tu tiên giới có thể đại phóng hào quang sau đó hai người trình sư huynh và lữ lạc cùng với hàn lập nói thêm một chút về chuyện của bổn tông rồi cũng cáo từ nhau mà đi Hàn Lập đứng đậy đem hai người tống xuất ra khỏi cấm chế đại trận rồi mới từ từ phản hồi vào trong động phủ. Chủ nhân, bây giờ người lại có thêm một khối canh tinh. Có thể luyện chế lại hai thanh phi kiếm để bố trí lại đại canh kiếm trận mới vừa đi vào bên trong đại sảnh từ trên vách tường ngân quang chấp động, ngân nguyệt vô thanh vô tức xuất hiện, cười tủm tìm nói. Đâu có dễ như vậy chứ, nguyên bộ pháp bảo thanh trúc phong vân kiếm thì với khối canh tinh nhỏ như vậy đâu thể nào luyện chế ra được chứ, mà hai thanh phi kiếm bị mất đi cho dù dùng phi kiếm khác thay thế thì cũng không cách nào tùy ý sử dụng được mà hai thanh phi kiếm của đại canh kiếm trận nọ nhất định là phải thu hồi về mới được hàn lập nghe ngân nguyệt nói như vậy sắc mặt trầm xuống nói nhưng mà hai thanh phi kiếm nọ lại rơi vào tay của cổ ma mặc dù tu vi của chủ nhân thăng tiến nhanh chóng nhưng chưa chắc là đối thủ của nó tìm nó đúng là không tốt rồi ngân nguyệt có chút lo lắng nói cái này không cần ngươi nói ta cũng biết Bây giờ ta không có nắm chắc 10 phần nhưng cũng không dám coi thường vọng động. Chờ khi nào mở ra được hư thiên đỉnh hoặc là có thể luyện chế ra được thất diễm phiến thì ta mới tính chuyện đi tìm tên cổ ma này ánh mắt hàn lập chấp động vài cái quay trở lại ghế ngồi nghiêm nghị nói. Hàn tiểu tử ngươi thế nào lại quên đi việc luyện chế ra khôi lỗi chứ? Cổ ma đó mặc dù lợi hại nhưng giờ ngươi đã hồi môn và thu được các loại tài liệu luyện chế ra khôi lỗi thì đối với tên cổ ma này thì không có gì đáng ngại cả. Đối mặt với nó mặc dù không thắng được nó, nhưng mà tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề gì cả đột nhiên từ trong thần thức của hàn lập lại vang lên tiếng nói của đại diễn thần quân dường như thấy rằng hàn lập không đề cập đến khôi lỗi của hắn thì hắn không chịu được nói ra hàn lập khóe miệng có chút nhếch lên cười khẽ bây giờ đối với việc luyện chế khôi lỗi đã hao phí rất nhiều tâm huyết tự nhiên vãn bối không dám coi thường nó huống hồ với các loại tài liệu chân quý như vậy thì dám chắc khôi lỗi chắc chắn là lợi hại rồi nhưng mà phương pháp luyện chế ra khôi lỗi này thì tiền bối lại giấu giếm không chịu nói ra thì làm sao vãn bối có thể tin tưởng được chứ? Hừ, ngươi không cần đem kế kích tướng ra nói với ta. Tại ngươi chưa tìm được các loại tài liệu nên ta đây mới không nói ra thuật luyện chế khôi lỗi đây chứ. Nếu như khôi lỗi này được luyện chế ra được thì đối với ta lúc còn đương thời nó cũng không ở dưới ta nữa. Ngươi nên nhận thức được điều này đại diễn thần quân hãnh diện nói. Không ở dưới tiền bối lúc đương thời, lần này Hàn Lập đúng là bị dọa một cú ra trò. Trên mắt lộ ra vẻ khó tin, như thế nào, người không tin âm thanh của đại diễn thần quân có chút lạnh nhạt, tỏ vẻ không hài lòng. Chưa nói tới có tin hay không, loại khôi lỗi này thì tiền bối cũng mới nghĩ ra cách luyện chế mà thôi sợ rằng sau khi luyện chế ra xong thì uy lực không như mong muốn. Sợ rằng là tiền bối chỉ có thể nói ra như vậy mà thôi vẻ mặt của Hàn Lập trở lại bình tĩnh và thản nhiên nói. Ha ha, lời này nghe qua cũng có chút đạo lý nhưng mà bằng với tài trí của lão phu thì làm sao có thể nói sai được chứ nói về uy lực của khôi lỗi này thì ngươi cứ việc yên tâm đi đại diễn thần quân thật đúng là hỉ nộ vô thường trong nháy mắt lại cười ha hả hàn lập mỉm cười không thèm để ý tới người này nữa đứng dậy mà đi ra ngoài mặc dù ngày mai sẽ phải đi tham gia xem lễ nhưng bây giờ vẫn cần phải đem một tia cuối cùng của kiền lam băng diễm luyện hóa cho xong chỉ còn một vấn đề là sau khi luyện hóa kiền lam bang diễm thì hắn vẫn còn lại một chút thời gian thì sẽ lấy tài liệu mới có này ra để luyện chế ra hai cái thượng cổ khôi lỗi cấp bậc nguyên anh nghĩ tới đây hắn liền sờ sờ tới cái túi chữ vật mới đeo bên hông lúc trước khi ở trong trụy ma cốc đã từng nhìn thấy qua thiên tinh thượng nhân sử dụng qua khôi lỗi mặc dù không cự lại được với cổ ma nhưng thực lực thì không phải bàn tới nữa rõ ràng là thực lực không dưới tu sĩ nguyên anh kỳ sau khi nghĩ như vậy xong hàn lập liền đi vào bên trong mật thất Sáng sớm ngày thứ hai thì Hàn Lập cùng với hai người Trình sư huynh gặp mặt rồi đi thẳng tới Bách Sảo Viện. Bởi vì ba môn phái cùng chung trong một dãy núi, vì vậy không bao lâu thì đã đi tới một chỗ khác của Vân Mộng Sơn mạch đó là Bách Sảo Viện. Nhắc lại trước đây, khi Hàn Lập còn là thân phận của thấp giai đệ tử đến tham gia thí kiếm đại hội của Tam tông. Bây giờ ngẫm lại thật là có chút buồn cười, ba người của Hàn Lập khi mới vừa bay qua vùng phụ cận của cấm chế đại trận của Lạc Vân tông thì đã thấy ba tên đệ tử kết đan kỳ đã đứng chờ ở đây vừa thấy ba người hàn lập bay tới, ba người này liền hóa thành ba đạo độn quang bay tới chào đón. Tham kiến ba vị tiền bối, vãn bối phụng mệnh các vị sư thúc ở đây để cung nghênh ba vị tiền bối một tên lão giả cầm đầu quang hoa nhất liếm, liền xuất hiện ra trước ba người của hàn lập cung kính thi lễ và nói. Đồng thời hai gã đứng phía sau cũng thi lễ bái kiến. Ba vị sư điệt không nên khách khí, mời dẫn đường phía trước trình sư huynh lanh nhất cười, bình thản nói ánh mắt của Hàn Lập lướt chuyển qua người của lão giả này trên mặt lộ ra vẻ cười cười. Thật là vừa khéo, lão giả này chính là người đã chủ trì thí kiếm đại hội. Lấy người tu tiên có trí nhớ siêu cường, hắn không thể không có khả năng nhận ra người trước mặt là ai. Lúc này trên mặt liền có sự thay đổi nhưng hắn liền giấu giếm đi. Xem ra người này mặc dù có tu vi thấp nhưng tâm cơ thì không phải vậy. chương 863, Càn Khôn Tháp Ba người của lão giả họ phó đi trước dẫn đường cho đám người của Hàn Lập đi qua cấm chế đại trận rồi tiến vào bên trong bách xảo viện. Lúc này đám người Hàn Lập không còn bị vây xung quanh bởi các dãy núi nữa mà là đáp xuống một cái sân rộng. Phía trước có một con đường dẫn tới một cái vách núi to lớn. Phía trên là một cái đài cao lớn. Cái đài này cao khoảng trên 100 trượng, có khoảng 5 tầng. Mới nhìn thì thấy không giống một tòa lầu mà nó phảng phất giống như là một cái tháp bằng đá to lớn. Còn phía sau tòa lầu này không nhìn thấy nơi tận cùng của ngọn núi bởi vì có rất nhiều hang động lớn nhỏ được tạc vào trong vách đá. Bên trong thỉnh thoảng thấy có các đệ tử của Bách Sảo Viện xuất hiện đi đi lại lại, mọi người trong ai cũng không giống như bình thường. Lão giả họ phó cũng không dẫn mọi người đi tới lầu mà lại đi thẳng tới một cái vách núi cao thẳng đứng. Phía dưới ngọn núi này có cả một cái phế hỏa trì. Chẳng những giúp cho việc luyện khí tăng cao mà hơn nữa đối với những tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp rất nhiều chỗ tốt. Cho nên bách xảo viện chẳng những đem hết các luyện khí thất đặt phía trên vách núi đá mà còn có các đệ tử bậc cao tự kiến thiết các động phủ của mình ở phía bên trong lòng núi nữa trình sư huynh hiển nhiên hiểu rõ sự tình của bách xảo viện nên thuận miệng lên tiếng giảng giải cho Hàn Lập nắm rõ. Nói xong cũng không cần mọi người nghe hay không, Hàn Lập nghe xong như vậy trong lòng vừa động, trên mặt lộ ra một nét đăm chiêu. Hướng lên phía trên phi độn đi khoảng một ngàn trượng thì tới một cái cửa động thật to thì dừng lại. Nơi này hiển nhiên không phải là nơi mà những đệ tử cấp thấp có thể đi tới. Nơi này không giống như phía dưới rất là nhiệt náo. Ở đây ngoại trừ hai lão giả ra thì hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng của ai cả. Trình sư huynh, lữ đạo hiếu, lão phu ở đây chờ quý vị mà không có đi ra ngoài đón tiếp. Mong rằng hai vị đạo hiếu không buồn lòng, vị này có phải là hàn đạo hiếu? Quả nhiên tuổi còn rất trẻ, tiền đồ thật là rộng lớn. Ồ, hàn đạo hiếu đã tiến cấp nguyên anh trung kỳ rồi sao? Ba người từ trên cửa động xuất hiện, một lão giả tóc đỏ hồng, da tay ngâm đen hướng tới trình sư huynh và lữ lạc mỉm cười, rồi lại dừng ánh mắt trên người của Hàn Lập liếc qua một cái. Sắc mặt chợt đại biến hô lên, đứng bên cạnh lão là một người với làn da khô quắc, vẻ mặt âm lệ cũng đồng dạng lộ vẻ hoảng sợ. Làm cho phùng huynh chê cười, Hàn sư đệ cũng mới vừa tiến cấp nguyên anh trung kỳ mà thôi, sau này còn nhờ hai vị sư huynh chỉ điểm thêm cho Hàn sư đệ trình sư huynh cười lên ha hả rồi nói. Chúng ta chỉ điểm, Trình Huynh không phải nói chơi chứ hai vị trưởng lão của Bách Sảo Viện sau khi run sợ một hồi rồi từ từ bình tĩnh lại. Hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái trong lòng không khỏi cười khổ. Còn lão giả họ phùng lại càng không biết phải nói gì nữa. Hai vị đạo hữu không nên khiêm nhường, hàn mồ tu luyện chỉ hơi nhanh một chút, nhưng dù sao thì căn cơ cũng không vững lắm. Sau này tu luyện có cái gì bất ổn thật lòng muốn nhờ hai vị đây ra tay giúp đỡ, hướng dẫn một phen hàn lập liền ôm quyền cũng khách khí nói không chút ngạo mạn hay lên mặt gì cả hai gã tu sĩ nguyên anh kỳ đối diện ngay cả nói cũng không dám ấn tượng mà hàn lập biểu hiện thật là đúng mực sau đó bọn họ cũng mời mọi người vào trong nói chuyện thật ra liệt hỏa huynh sẽ ra để đón tiếp các vị nhưng vì phải lo chuẩn bị phần cuối cùng cho việc luyện chế pháp bảo nhận chủ nên tạm thời không thể không ra đây ba vị đạo hữu xin thông cảm cho một vị lão giả khác nói ra như vậy đinh sư huynh không cần nói vậy Ta cùng với lữ sư đệ cũng có giao tình với ba vị kể ra cũng đã trăm năm rồi, không cần khách khí. Không biết đây là loại pháp bảo gì, mà lại được tổ chức theo nghi thức nhận chủ long trọng vậy chứ? Không biết hai vị đạo hữu có thể cho biết một vài tin tức về nó không? Trên đường đi lữ lạc có chút tò mò hỏi, hắc hắc cũng không có gì là đại bảo vật, chỉ là ba huynh đệ bọn ta đã mất rất nhiều thời gian nên mới vừa luyện chế ra một hiện càn khôn tháp mà thôi lão giả họ đinh làm như không có gì quan trọng nói ra còn trên mặt mơ hồ lộ ra một tia đắc ý. Càn khôn tháp, chính là nó ư, đây chính là một trong tam đại chi bảo trấn phái của Bách Sảo Viện mà. Ta còn nhớ rõ, gần ngàn năm qua quý viện cũng không có người có khả năng luyện chế một cái trấn chi bảo mới như vậy cả vốn là trình sư huynh đang cười cười nghe nói vậy trên mặt không khỏi kiềm lại vẻ giật mình nói. Cho lúc này đây mới tổ chức lễ nhận chủ nên mới mời quý đạo hữu cùng tới xem lễ. Nhưng mà càn khôn tháp này chính là trấn sơn chi bảo của Bách Sảo Viện bọn ta đối với hai tông môn các vị không tính là cái gì thì đối với cổ kiếm môn chúng ta cũng vậy ta cũng nghe nói lúc trước trình sư huynh ở trong trụy ma cốc cũng có được không ít bảo vật trở về mà hàn đạo hiếu cũng ở trong trụy ma cốc có khả năng tiến cấp nhanh như vậy chắc là có cơ duyên gì đó rồi lão giả họ phùng nói tìm được một ít bảo vật phùng huynh vậy là nghe người khác nói lại rồi còn việc của hàn sư đệ thì ta cũng không rõ ràng được khi ta tiến vào trụy ma cốc mặc dù có được hai kiện bảo vật nhưng uy lực lại bình thường thật không có chỗ nào có thể so sánh cùng với càn khôn tháp được ngân phát lão giả lắc đầu nói hàn mẫu cũng không tìm được loại cổ bảo nào lợi hại ngược lại khi còn ở trụy ma cốc cũng đã bị hủy đi một số bảo vật nếu không phải cơ duyên hảo hợp giúp cho tu vi của tại hạ tăng lên được một tầng thì cũng đã tay không trở về rồi hàn lập tự nhiên cũng không nói rõ chi tiết về chuyện của linh miểu viên vì vậy cứ thật thật giả giả một hồi cho qua chuyện. Hàn đạo hữu tu vi tăng lên một bậc thì còn cần gì đến các loại bảo vật chứ? Nếu như tu vi của lão phu có khả năng tăng lên được một tầng thì ta cũng tình nguyện đem tất cả các bảo vật trao đổi lấy lão giả họ phùng cười khổ một tiếng, trong đó có ba phần hâm mộ ba phần trào phúng nói. Hàn lập nghe như vậy chỉ mỉm cười không nói gì thêm nữa. Băng qua một cái hoa viên trăm hoa đua nở, xong rồi bọn họ đi tới một cái đại sảnh to lớn thần kỳ. Tòa đại sảnh này rộng chừng khoảng 100 trượng. Bốn vách tường được khảm từ những tinh khối to khoảng chừng nắm tay được làm từ loại tài liệu gì đó không biết tên mà kim quang sáng chói lập lè. Vì vậy làm cho đại sảnh này không có chút gì âm u mà ngược lại tỏa ra cảm giác phú lệ đường hoàng. Ba vị đạo hữu mời ngồi, sau khi hoàn tất mọi việc thì liệt hỏa sư huynh sẽ đi tới. Ngoài ra người của cổ kiếm môn có thể sẽ tới đây nhanh thôi lão giả họ phùng bắt chuyện với đám người hàn lập rồi khách khí mới ngồi xuống. Nghe nói lần này kim lão quái của cổ kiếm môn đã chấm dứt bế quan việc này có thật hay không vậy lữ lạc vừa mới ngồi xuống liền hỏi ngay đúng là có việc này kim đạo hữu đã phát ra một truyền âm phù cho liệt hỏa sư huynh nói là sẽ tới dự lễ bất quá lão giả họ phùng nói tới đây thì ngừng lại một chút bất quá cái gì lữ lạc có chút kỳ quái còn ngân phát lão giả cũng bị làm cho tò mò hơn nghe vậy liền xoay người lại còn hàn lập thì đưa mắt nhìn khắp nơi trong đại sảnh đánh giá dường như không chú ý đến những việc khác nhưng mà Kim Đạo hữu đến đây cũng chỉ là muốn nhìn thấy Hàn Đạo hữu mà thôi. Bởi vì Hàn huynh danh khí vang dội, bây giờ có thể tính là chỉ dưới Tam đại tu sĩ mà thôi nhưng cũng có thể nói là đứng dưới không nhiều lắm. Nếu như là đơn đã độc đấu mà nói thì Thiên Đạo Minh đệ nhất tu sĩ rồi. Như vậy tiếng đồn quả không sai chút nào. Hơn nữa, giờ lại đã tiến cấp nguyên anh trung kỳ lão giả họ Đinh sau khi liếc mắt nhìn Hàn lập một cái, khóe miệng nổi lên một tia thần bí nói. Như thế nào? Kim lão quái muốn thử thần thông của hàn sư đệ hay sao lão quái này đã bế quan nhiều năm như vậy tính tình vẫn như vậy không thay đổi chút nào cả phải không trình sư huynh nhướng mày có chút không hài lòng nói việc này ta và phùng sư huynh cũng không rõ lắm nhưng mà với thần thông của hàn đạo hiếu thì cũng không cần phải e ngại bất kỳ đối thủ nào cả hơn nữa thật tình mà nói bọn ta cũng muốn kiến thức một chút thần thông của hàn huynh lão giả họ đinh cũng không ý che giấu mà trực tiếp nói thẳng ra nói như vậy Lần tụ này chính là muốn phân chia lại thứ tự của Vân Mộng Sơn rồi lữ lạc ánh mắt chấp động một cái. Hai vị đạo hữu nếu như đã nghĩ như vậy thì cũng không khác. Nhưng mà nói đến lần phân chia thứ tự bài danh này. Mấy lão bất tử của Bách Sảo Viện chúng ta cũng không có gì thay đổi. Lần này đương nhiên sẽ không tính đến. Ngoài ra cũng không nói gì đến hai tông phái tương tranh gì nhau. Nhưng Kim Đạo hữu của cổ kiếm môn một khi đã tới đây thì thế nào cũng sẽ cùng với Hàn Đạo hữu thử qua một lần cho biết nếu không thì cũng sẽ không cam chịu đem cái đệ nhất tông môn ở khê quốc gia mà nói chuyện nữa bên kia lão giả họ phùng mỉm cười nói. Hai vị đạo hữu đã biết việc này, nhưng trong thư mời lại không đề cập gì đến, thật là không thể nào hiểu nổi trình sư huynh chỉ còn biết nhớ mày. Còn Lữ Lạc thì sắc mặt âm trầm lạnh như băng nói. Lữ đạo hữu cũng không nên hiểu lầm, việc này bọn ta cũng chỉ đoán ra mà thôi, Kim đạo hữu cũng không có nói gì đến đến việc sẽ bàn luận với Hàn đạo hữu đúng như lời mà bách xảo viện chúng mà nói thì lần tụ hợp này chỉ lấy việc ba tông phái bàn luận trao đổi là chính dù sao thời gian mỗi lần trao đổi bàn luận này cũng kéo dài hơn trăm năm người mới có thêm ngoài hàn đạo hữu còn có minh hình đạo hữu của cổ kiếm môn tất cả mọi người gặp nhau bàn luận chắc chắn sẽ có nhiều chỗ tốt phùng sư huynh lắc lắc đầu không chút gì giận cả nói nghe lời giải thích này thần sắc trên mặt của lữ lạc hơi hòa hoãn còn hàn lập thì trước sau vẫn vậy không chút thay đổi từ đầu tới giờ vẫn thản nhiên tươi cười mà thôi. Lúc này đây Hàn Lập chỉ tập trung chú ý đến hai người trưởng lão của Bách xảo Việt. Trong lòng hắn cảm thấy có vài phần cao thâm khó lường. Trình sư huynh nghe giải thích xong như vậy, rồi nhanh chóng trở lại chuyện của Tông Môn. Đột nhiên từ ngoài cửa bay vụt đến một đạo truyền âm phù màu hồng, sau khi xoay một vòng rồi liền bay thẳng tới tay của lão giả họ Phùng. Lúc này, trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều hướng tới chỗ lão giả họ Phùng, lão nhìn qua một cái rồi bỗng nhiên đứng dậy thật sự là đúng dịp đây, ba vị đạo hữu ở đây chờ một chút, mấy vị đạo hữu của cổ kiếm môn cũng đã đi tới. Giờ ta phải đi nghênh đón bọn họ, ở đây thì đinh sư đệ sẽ bồi tiếp ba vị lão giả có chút xin lỗi nói. Sau đó hướng ra bên ngoài mà đi, trình sư huynh và lữ lạc nghe vậy liếc nhìn nhau một cái. Trên mặt lộ ra một tia trịnh trọng, hàn lập cũng không có bộ dáng gì là vội vã, hắn cũng không có nhớ lầm là hình như lữ lạc cũng đã nói qua về cổ kiếm môn, ngoại trừ hỏa long đồng tử cùng với hai người bọn họ có quan hệ tốt. Còn những trưởng lão khác cũng không có quan hệ gì đặc biệt với Lạc Vân Tông. Một lúc sau, từ đại sảnh có tiếng bước chân vang lên. Phùng lão giả cùng với ba vị tu sĩ khác từ từ đi vào bao gồm hai nam và một nữ. Đi phía trước là lão giả khôi ngô, lão giả này tóc đã bạc hết nhưng sắc mặt lại hồng thuận, da thịt tươi tắn. Còn cặp mắt thì lập lè sáng ngời, làm cho người ta có cảm giác hắn giống như là một loại dã thú với bản tính hung tàn, mà càng làm cho mọi người chú ý hơn đó là hắn có một đôi tay thả lỏng xuống với đôi bàn tay thật là to lớn. Nếu so với người bình thường thì nó lớn hơn gấp đôi. Ngay phía sau lão giả này là một vị trung niên cùng một thiếu phụ đoan trang. Chương 864, xem lễ. Hàn Lập thu hồi lại ánh mắt liền lập tức phát hiện ra được chỉ có hắn là có tu vi nguyên anh trung kỳ, hơn nữa cũng đã có bộ dáng tiến gần đến đỉnh. Cầu lão đầu này vừa tiến vào bên trong không có chút khách khí quét mắt nhìn lướt qua đám người trình sư huynh rồi dừng lại chỗ của Hàn Lập, thần sắc không khỏi thay đổi một chút. Vị này là Hàn đạo hữu sao? Lão phu đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhưng mà đạo hữu không là nguyên anh sơ kỳ hay sao chứ? Chẳng lẽ tu vi của Hàn đạo hữu tiến nhanh vậy sao? Mới đó mà đã tiến cấp rồi cầu lão giả mắt hiện ra một tia cổ quái, chậm rãi nói: "Là kim huynh sao? Thật làm là cho đạo hữu chê cười." hàn mỗ trước đây không lâu mới vừa tiến cấp trung kỳ hàn lập cũng liền đứng dậy chắp tay thần sắc như thường nói lão vừa nghe nói lời này trong lòng không khỏi trầm xuống ta mới vừa bế quan đi ra nghe người ta nói người có rất nhiều thần thông kỳ lạ khó tin xem ra cũng có chút khuyến đại nhưng mà cũng không kém bao nhiêu cầu lão giả im lặng một chút rồi mới lộ ra nét mặt cười khổ nói hàn lập trên miệng cũng chỉ cười cười nhưng không chờ cho hắn nói thêm thì trình sư huynh lại cười ha hả đứng lên kim đạo hiếu Người như thế nào lại cứ nhìn chầm chầm vào hàn sư đệ vậy? Hay là chúng ta cùng ngồi xuống, mấy lão giả chúng ta lâu rồi cũng không có nói chuyện với nhau đây lão giả họ trình lại phi thường nhiệt tình nói. Trình sư huynh không cần phải lo lắng, kim mỗ cũng không có ý gì chỉ là muốn nhìn kỹ một chút thôi. Trước khi tới đây kim mỗ nghe nói rất nhiều về vị hàn sư đệ đây, vì vậy làm cho ta có chút hiếu kỳ muốn đến gặp mặt kim lão quái cười lên ha hả nhưng trong lòng lại không cười chút nào cả. Có đúng vậy không, Hôm nay đã nhìn thấy Hàn sư đệ, Kim huynh chắc là cảm thấy thất vọng rồi lão giả họ Trình cười tủm tỉm nói. Hắc hắc, đương nhiên không có thất vọng, ngược lại có chút ngoài suy nghĩ của Kim Mỗ. Lạc Vân Tông có Hàn đạo hữu nói không chừng sau này chắc sẽ là nhất phi trùng thiên. Nhưng mà, ta nghe nói Hàn huynh trước đây cũng không phải là đệ tử đích truyền của quý tông mà có xuất thân từ Hoàng Phong Cốc. Kim lão quái hai mắt liếc nhìn lão giả họ Trình, cười lạnh nói. Trước đây Hàn sư đệ với Hoàng Phong Cốc có chút liên quan việc này có quan hệ gì chứ? Hiện tại chỉ biết Hàn Sư Đệ chính là một trong những trưởng lão của Lạc Vân Tông chúng ta là được lão giả họ trình bất động thanh sắc nói. Kim lão vừa nghe nói lời này hai mắt trợn lên, còn tính nói thêm nữa thì lão giả họ phùng đột nhiên lên tiếng ngắt lời và nói. Các vị đạo hiếu, tạm thời dừng nói chuyện một chút. Bách xảo viện chúng ta có một loại linh quả hương vị cũng tốt, thỉnh mời chư vị thử nhấm nháp qua một chút. Nói xong, người này lập tức vỗ nhẹ hai tay một nhóm nữ đệ tử trẻ tuổi sớm đã chờ đợi bên ngoài đã lâu bê vào vài mâm đồ đựng linh quả đi vào dâng lên thấy vậy đám người kim lão quái và lão giả họ trình đương nhiên phải nể mặt chủ nhân không nói nữa mà đều im lặng ngồi xuống đây là hỏa lưu quả chính là do một tên đệ tử của bổn viện từ một chỗ hoang dã tìm được cơm đầy nước ngọt nếu như là người thế tục mà ăn vào sẽ làm cho mắt nhìn rõ hơn lão giả họ phùng chờ các nữ đệ tử đem linh quả vào xong mới lên tiếng giới thiệu một chút Đám người của Hàn Lập thực sự chưa bao giờ nhìn qua, nên khi thấy loại linh quả này là liền thử nhấm nháp một chút. Quả này dịu ngọt dị thường, ẩn chứ không ít thiên địa linh khí bên trong. Hàn Lập cảm thấy rất ngon nên liền ăn một hơi hết ba quả. Đúng rồi, lúc này đã tụ hội sao lại chưa thấy Hỏa Long đạo hữu tới vậy? Mà vị đạo hữu này chắc hẳn là Minh Hính đạo hữu của Quý môn sao? Nghe nói pháp bảo của Hính đạo hữu là loại phi thường hiếm có, chỉ có thể sử dụng ngàn năm hoàng mộc mà luyện hóa thành mà công pháp tu luyện cũng thuộc loại đỉnh bậc của một thuộc tính tên gọi là Bách Hoa Dương Xuân Quyết lão giả họ đinh liếc mắt một cái hướng tới thiếu phụ của cổ kiếm môn, cười cười mở miệng dò hỏi. Không sai, tiểu nữ tử chính là Minh Hĩnh. Hỏa Long Sư Huynh nghe nói ở Vân Sơn Phường thì có người giao bán ấu trứng của Hỏa Anh Thú, điều này nghe có chút cảm hứng. Từ mấy tháng đã không có ở trong tông phái, còn Minh Hĩnh mặc dù đã tiến giai Nguyên Anh Kỳ cũng đã năm 60 năm, nhưng cũng ít gặp mọi người. Lúc này đây có thể gặp các vị đạo hiếu, mong rằng các vị không ngại khó chỉ điểm qua một chút vị thiếu phụ này mặc dù không tính là thiên hương quốc sắc nhưng mà nhất cử nhất động trong đó đều hàm chứa nét dịu dàng hào phóng trên người thoang thoảng bay ra một cổ hương hoa mỗi khi cử động tay chân việc này làm cho người khác có cảm giác phát sinh ra hào cảm hàn lập rất tinh tường cảm ứng được sau khi vị này nói xong đôi mắt sáng chấp một cái dường như đối với hắn có chút hứng thú hàn lập mặt mày lơ đỉnh cao mày một cái rồi lập tức thần sắc trở lại bình thường sau khi ăn quả xong mấy vị chấp trưởng của Tam Tông bắt đầu nói chuyện với nhau. Hàn lập mặc cho ngân lão, lữ lạc hai người nói chuyện với nhau, còn mình thì rất ít khi mở miệng chỉ lẳng lặng ngồi nghe mà thôi. Nếu như có nói đến hắn thì hắn cũng chỉ mỉm cười nhưng không nói gì cả. Mặc dù là như vậy nhưng do danh tiếng của Hàn lập quá lớn nên mấy lão quái của Bách Sảo Viện cùng với cổ kiếm môn đều chú ý đến tất cả mọi cử động của Hàn lập, dường như bọn họ muốn tìm hiểu cho ra người này sâu cạn thế nào. Trong lúc mọi người trong phòng đang ngồi nói chuyện với nhau thì từ ngoài cửa hồng quang chấp động, sau khi quang hoa thu liếm, một vị trung niên tu sĩ thân vận tử bào xuất hiện ra. Người trung niên này mày rậm, mắt to, khí thế lành lạnh. Ngay khi người này xuất hiện ở chỗ cửa ra vào thì lập tức lão giả họ phùng và họ đinh cùng đứng dậy đón chào. Liệt hỏa sư huynh, các vị đạo hữu của Lạc Vân Tông cùng với cổ kiếm môn cũng đã tới. Chuyện xem lễ đã được chuẩn bị xong rồi chứ? Ừm, mọi việc đã được an bài rồi. Chư vị đạo hữu xin mời đi vào xem lễ trung niên tu sĩ thuận miệng trả lời. Ánh mắt hướng tới các vị tu sĩ nhìn lướt qua một cái. Lúc này các vị tu sĩ khác cũng đều đứng dậy chào hỏi. Dù sao đây cũng là đại trưởng lão của Bách Sảo Việt, đương nhiên bọn họ không dám chậm trễ. Liệt hỏa huynh, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, không biết thiên hỏa quyết của ngươi tăng tiến như thế nào. Sau khi xem lễ xong hai người chúng ta sẽ luận bàn một chút chứ dường như kim lão quái cùng với người này có chút giao tình nên tự nhiên nói. Hừ, còn hỏi nữa, thiên hỏa quyết của ta uy lực không nhỏ nhưng ngặt một nỗi ta lại thấp hơn ngươi một cảnh giới, nếu cùng ngươi luận bàn thì chỉ có thua thiệt mà thôi. Hay là ngươi tìm người khác thử đi liệt hỏa lão quái chờ mình một cái xem thường nhưng không có tức giận nói. Lúc này Trình Sư Huynh cũng đem Hàn Lập ra giới thiệu một chút, liệt hỏa lão quái quả nhiên thấy Hàn Lập tiến cấp trung kỳ nhanh như vậy trong lòng có chút hoảng sợ, nên đối với Hàn Lập khách khí lạ thường. Sau đó, vị đại trưởng lão này của Bách Sảo Viện cũng không có nói gì thêm nữa rồi cùng mời mọi người đi tới xem nghi thức nhận chủ. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì, cả đoàn người từ trong sơn động đi tới một cái đài cao phía trên. Lúc này ở khu vực gần đáy và cả trên vách núi cũng không thấy một bóng người. Còn ở phía trước trong cái lầu thật lớn có hơn 100 tên đệ tử trúc cơ kỳ chia ra thành các tổ đội đứng đây. Còn phía trước thì có hơn 10 vị kết đan kỳ với vẻ mặt nghiêm tràng. Còn phía trước những người này hơn 10 trượng có một cái đỉnh. Đường kính của đỉnh này khoảng một trượng bốn bên có điêu khắc các hoa văn hình ngọn lửa trông rất là thần bí. Càng kỳ dị hơn nữa là lúc này ở xung quanh nó không có vật gì cả nhưng quanh thân của nó thì quang mang hoàn toàn đỏ đậm. Chỉ cần đi tới gần vật đó chừng 10 trượng liền bị cản trở lại. Nhưng tất cả những việc này cũng không làm cho mọi người phải tập trung chú ý hơn là phía trước đỉnh có một gã nam đệ tử trẻ tuổi đang quỳ lại. Nam tử này tuổi không lớn lắm lại đang quỳ gối lên một cái bồ đoàn màu vàng, thấp giọng ngâm tụng cái gì đó nhưng do vị này cúi thấp người nên không thể nhìn rõ được mặt mũi. Trong nháy mắt, đám người của Hàn Lập đã đi tới trước đám tu sĩ kia. Sau một phen sao động, rồi có hơn 10 tên đệ tử lập tức đi tới trước cung kính chào đón. Tham kiến sư thúc, tiền bối, ngọc sư đệ đã tắm rửa tế bái hơn nửa canh giờ, chỉ một thời gian nữa thì đỉnh sẽ mở ra lúc đó sẽ tiến hành nghi thức sau khi làm lễ xong. Lão giả họ phó từ trong đám người kết đan kỳ tu sĩ đi ra hướng tới đám người Hàn Lập cung kính nói. Tốt, Người hãy đi đi liệt hỏa lão quái gật gật đầu, rồi dẫn đám người hàn lập đi đến phía trước mọi người, rồi nhìn tới phía trước nơi có tên thanh niên kia đang tế bái. Liệt hỏa đạo hữu người này có phải là tên người không tới 100 năm mà đã kết đan sao? Tư chất quả nhiên hơn người, hôm nay lại có càn khôn tháp thì xem như bổn mạng pháp bảo bồi luyện. Chỉ cần qua hai ba trăm nữa thì Quý Tông sẽ có thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xuất hiện rồi cầu lão giả cẩn thận đánh giá tên đệ tử kia một chút liếc mắt một cái. Đột nhiên nói, hắc hắc, người nào có thể kết anh thành công thì cần có cơ duyên. Không phải tất cả ai có tư chất tốt thì có thể đều tiến tới nguyên anh kỳ, nếu là so sánh với đệ tử linh căn tốt thì có hy vọng thêm một chút. Cầu lão giả chỉ cười cười mà không nói gì cả, còn những người khác cũng đều trầm mặc không nói và cũng không có nói chuyện với nhau. Các đệ tử ở phía sau hôm nay không chỉ nhìn thấy bổn môn tổ sư mà còn nhìn thấy có nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy cho nên trong lòng mọi người lại càng thêm cẩn trọng, không dám có chút cử động gì. Trong nháy mắt, ngoại trừ tên đệ tử ở phía trên kia đang thấp giọng ngâm sướng thì ngoài ra không còn có bất kỳ tiếng động nào cả hàn lập chú ý nghe một chút thì biết ngay đây là một thiên văn trương bái tế bình thường cứ lập đi lập lại việc ngâm tụng mà cũng không có ý nghĩa đặt thù gì không biết mấy lão quái này đang muốn ma luyện tâm tính của tên đệ tử này hay đây chính là quy củ của nghi thức cổ quái của việc nhận chủ lấy mấy lão quái vật này tu luyện tính thời gian là năm thì chỉ có nửa canh giờ thời gian ở đây thì cũng giống như là một cái chớp mắt mà thôi trong lòng hàn lập đánh giá thấy thời gian không còn nhiều nữa nguyên bổn cái đỉnh nóng như lửa đang đứng vững vàng phía trước đột nhiên rung lên một cái rồi sau đó một tiếng vang lên từ bên trong đỉnh linh quang đại phóng vùng xung quanh đỉnh nhiệt độ ngày càng cao lên bằng mắt thường có thể nhìn thấy một vòng sóng nhiệt ửng đỏ lan ra bốn phía đám người của hàn lập đứng ở phía trước khi luồng sóng nhiệt đánh tới rồi linh quanh chợt lóe lên sau đó không có gì thay đổi cả nhưng phía sau đám đệ tử trúc cơ kỳ và kết đan kỳ thì trên người ai cũng phải có một tầng bảo hộ nhấp nhoáng lên để ngăn cản luồng nhiệt phong này. Còn về phần tên đệ tử trẻ tuổi đang quỳ gối phía trước, trên người xuất hiện một cái quang trảo màu hồng quang, ngăn cản luồng sóng nhiệt. Luồng nhiệt phóng qua đi thì mồ hôi trên người hắn liền xuất ra như nước. Tên đệ tử này thở ra một hơi rồi đứng dậy dùng ánh mắt sáng như lửa nhìn chăm chú tới cái đỉnh. Đây là một gã diện mục thanh tú, mới nhìn dường như là khoảng 27, 28 tuổi mới có nhiều tuổi mà đã kết đan thành công hỏi sao mấy vị trưởng lão của Bách Sảo Viện lại nguyện ý đem càn khôn tháp bực này trọng bảo giao cho hắn. Hàn Lập không khỏi đánh giá như vậy trong lòng, chương 865, khách không mời, thời gian đã tới, bày trận, khai đỉnh lão giả họ phùng thấy vậy, không chút do dự lớn tiếng nói. Những lời này vừa dứt từ phía sau đám người Hàn Lập liền bay vụt qua hơn 10 tên tu sĩ kết đan kỳ. Trong có hai người bay tới hai bên của đỉnh màu đỏ đậm mà đứng còn những người khác thì bay lên phía trên sau đó những người lấy ở bên hông ra những cái trận bàn với lam quang lấp lóe đưa lên cao chuẩn bị khởi động bụp một tiếng phát ra một tầng hào quang màu lam rộng lớn hiện ra ở phía trên cao màn hào quang này to lớn dị thường đem một nửa cái đỉnh bao lấy vào bên trong còn hai gã trung niên tu sĩ đứng bên cạnh cái đỉnh vừa thấy màn hào quang vừa hình thành không nói lời nào bắt quyết hai tay bắt lại đánh một đạo pháp quyết lên phía trên cái đỉnh cái đỉnh liền run nhẹ lên một chút rồi một đám hào quang ngũ sắc chấp động bay ra kêu lên vù vù, rồi chậm rãi lớn lên, phảng phất nặng khoảng một ngàn cân. Còn lại tên thanh niên họ Ngọc đang quỳ trước cái đỉnh, đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm tới cái cự đỉnh, không chớp mắt. Đột nhiên một đoàn bạch quang từ trong đỉnh bắn ra, hóa thành một ánh sáng chói mắt bắn thẳng lên trời mà bay đi. Tên thanh niên không chút nghĩ ngợi, đồng dạng hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Đạo bạch quang này bay thẳng tới phía trước vách chắn, rồi chạm vô một cái màn hào quang màu lam khẽ run một một cái sau đó trở lại bình thường lúc này đạo hồng quang từ phía sau đã bay tới quang hoa thu lại thân hình của gã thanh niên xuất hiện nâng bàn tay lên hướng tới đạo bạch quang chộp tới nhưng rồi đạo bạch quang này như có linh tính đảo qua một cái rồi hướng xuống phía dưới bay đi sắc mặt của tên thanh niên trầm xuống rồi liền biến thành một đạo thanh hồng bay theo lúc này từ trong màn hào quang hai đạo hào quang một bạch một hồng truy đuổi nhau không ngừng cảnh này nhìn thấy giống như là lưu tinh đuổi nguyệt, còn phía dưới mấy trăm tên đệ tử trúc cơ kỳ đứng nhìn lên thấy cảnh này tất cả với hai mắt trợn tròn nhìn chăm chú. Còn lại vị nguyên anh lão quái thì khí định thần nhàn đứng nhìn. Còn những người khác thì cúi đầu thấp giọng nói chuyện gì đó. Hàn Lập thì híp hai mắt lại, lười biếng đưa mắt nhìn hết thảy mọi việc. Hiển nhiên, lúc này tên đệ tử của Bách Sảo Viện vẫn chưa luyện hóa được kiện pháp bảo được xem như là bổn mạng pháp bảo của hắn mà chỉ dựa vào một kiện đỉnh cao phi hành pháp khí đuổi theo kiện pháp bảo này. Nhưng mà tốc độ lại chậm hơn một bậc, chuyện này cũng không liên hệ, mặc dù pháp bảo càn khôn tháp có tốc độ rất nhanh nhưng giờ thì trông thấy rõ là linh lực đã giảm bớt nhiều. Nhiều lắm thì khoảng nữa khác nữa thì tốc độ sẽ giảm xuống chỉ còn một mà thôi. Lúc đó thì tên đệ tử này sẽ bắt được thôi, hết thảy những việc này có lẽ đám người của liệt hỏa lão quái đã tính toán hết rồi, chỉ là bây giờ giống như như là biểu diễn mà thôi bởi nếu như tên đệ tử này không bắt được kiện pháp bảo đó thì không phải là đem nghi thức nhận chủ này ra làm trò cười cho thiên hạ sao chứ nghĩ tới đây hai mắt hàn lập hơi khép lại mặc dù phía trước màn bạch quang trói mắt dị thường nhưng mà hắn có được minh thanh linh nhãn nên liền biết được bảo vật bên trong là cái gì rồi pháp bảo này xem ra chỉ là một cái tháp nhỏ màu trắng cao khoảng ba tấc điêu khắc rất là tinh xảo mà thôi bởi ngoài những cái này ra thì nó không còn có đặc thù gì khác nữa hàn đạo hữu Người cảm giác được tên đệ tử này của Bách Sảo Viện thế nào? Có tiến cấp được Nguyên Anh Kỳ hay không? Từ phía sau Hàn Lập truyền đến một giọng nói dễ nghe của vị nữ tử. Hàn Lập ngẩn ra, chậm rãi xoay người lại thì ra đây chính là minh hĩnh mà vị nữ tu không biết lúc nào đã đến phía sau hắn. Rụt rè hướng tới hắn tươi cười hỏi, việc ta cùng với liệt hỏa đạo hữu giống nhau. Nếu như mà Bách Sảo Viện có thể tìm được một ít linh dược thì tên đệ tử này có rất nhiều hy vọng kết anh được Hàn Lập đưa ánh mắt nhìn qua người ngọc này đảo qua một cái, thân sắc không đổi nói có thể nói tư chất của người này rất là tốt nhưng nếu so với hàn huynh thì giống như là ánh đèn cầy so với vầng trăng sáng vậy cũng không có khả năng tu luyện được thần thông kinh thiên động như vậy nghe nói trong chuyện ma cốc có xuất hiện hai tên cổ ma mà hàn đạo hữu đã tự mình giết chết được một tên chỉ bằng vào việc này thôi thì sợ rằng thần thông của đạo hữu cũng không có dưới tam đại tu sĩ vị nữ tu hướng tới hàn lập nhẹ nhàng cười trong mắt hiện lên ý tứ khác nói hàn lập nghe nói vậy trong lòng nói thầm vài câu nhưng ngoài miệng lại nói minh đạo hữu đã quá lời rồi nếu không có các đạo hữu khác trợ giúp thì làm thế nào ta đây lại là đối thủ của tên cổ ma đó chứ hơn nữa cuối cùng cũng không phải do ta giết được nó chỉ là tên cổ ma này không gặp vận may nó chết khi lọt vào khe hở không gian mà thôi hàn huynh thật là khiêm nhường vậy thiếp thân cũng không cần đề cập tới việc này nữa nhưng mà nghe nói hàn huynh từ trong tay của mộ lan thần sư mà lại bình yên bỏ chạy hơn nữa lại giết được trưởng lão của Ma Tông ở Đại Tấn. Trung Quy không phải là lời đồn chứ, nghe nói vị trưởng lão này có được Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh cấp tu vi. Không biết việc này là thật hay giả vậy, thiếu phụ đưa tay cánh tay trắng như ngọc nhẹ nhàng nâng mây sợi tóc trước chán lên. Dường như cười mà không cười nói tới việc này, thân sắc lại hiện ra một tia kiều mị, hàn lập ánh mắt chấp động một chút, rồi từ trong tay áo của vị nữ tử này đong đưa thoang thoảng bay ra một mùi hương giống như lan, giống như cúc và các loại cây cỏ khác xông tới mũi của hắn. Làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, đột nhiên có cảm giác được vị nữ tử này với mình rất là thân thiết. Làm cho hắn không nhịn được muốn trả lời ngay cho vị nữ này. Mị công, không đúng, tất nhiên rồi, đối phương hai mắt trong suốt, không có dấu hiệu thi triển mị công, nhưng mà hương hoa trên người của đối phương rất là quái dị. Trước đây khi chưa ngừng kết nguyên anh, việc hàn lập gặp phải các vị nữ tu tinh thông mỹ thuật cũng không ít, nhưng chỉ trong chốt lát, dường như phát hiện ra có gì đó không đúng nguyên do là từ vị nữ tu này đã có chút thủ đoạn. Nhưng mà linh khí trên người của đối phương vẫn bình thường không chút ba động. Dường như tất cả là do mùi hương tác động lên mũi của mình. Minh Hĩnh Đạo biết cũng không ít việc, hai lần đó đối với Hàn Mỗ cũng chỉ là may mắn mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, thật ra với chuyện của Minh Hĩnh Đạo Hiếu, ta cũng từng nghe hai vị sư huynh đề cập qua, nghe nói Đạo Hiếu tu luyện bách hoa dương xuân quyết huy lực thật là khó tin có thể khắc định chế thắng một cách vô hình hàn lập khẽ cười một tiếng, thâm ý sâu sắc hướng tới vị nữ này nói. Cái gì, đạo hữu cũng biết uy lực của bách hoa dương xuân quyết thần sắc của minh lĩnh khẽ biến. Rồi cười gượng lên một chút nói, theo nàng biết thì số người biết được nàng tu luyện bách hoa dương xuân quyết cũng không ít. Nhưng bởi vì thể chất có được để tu luyện loại công pháp rất là ít. Cho nên pháp quyết này có được số người chính thức biết được rất là ít. Hàn lập tự nhiên cười, đang muốn nói cái gì đó thì thần sắc vừa động. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời trước mặt. Nữ tu thấy Hàn Lập cử động như vậy, ngẩn ngơ liền nhìn theo nhưng từ phía xa chân trời trong trơn không có gì cả. Lúc này khuôn mặt của vị nữ tu này nhăn lại, đôi mắt đẹp nhìn Hàn Lập liếc một cái, trên mặt hiện ra một tia cổ quái, nhưng mà Hàn Lập căn bản không để ý tới vị nữ này. Ngược lại ngưng thần nhìn phía xa với vẻ mặt căng ra. Đột nhiên hắn xoay đầu nhìn tới Kim lão quái ở phía xa lớn tiếng nói: "Liệt Hỏa đạo hữu, Dường như chúng ta có khách quý tới, ta đợi ở đây hay là ra ngoài đón tiếp một chút? Khách quý, đạo hữu nói đây là người phương nào? Vừa nghe Hàn Lập nói, những người khác đều ngạc nhiên nhìn lại, Liệt Hỏa lão quái lại càng vội vàng hơn nhìn khắp nơi. Có chút kinh nghi rồi hỏi, Hàn Lập thở dài, không nói và hành động gì cả. Lúc này Kim lão quái biến sắc, dường như cũng cảm ứng được việc gì, liền nhìn về phía mà Hàn Lập đang nhìn, ngay sau đó giật mình nói: "Chính xác có người tới." linh khí ba động thật là cường đại, hình như là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Kim lão quái vừa nói xong từ xa có tiếng huyết sáo dài và cao bay tới. Tiếp theo một giọng nói băng lãnh thuần hậu từ trên trời truyền xuống. Thái chân môn trí dương đang môn bái phỏng, liệt hỏa đạo hữu có ở đây, là trí dương thượng nhân, lấy thân phận của hắn sao lại đến đây chứ? Liệt hỏa lão quái có chút khiếp sợ và bối rối nói. Kim lão quái cùng với lão giả họ trình kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết một trong tam đại tu sĩ là trí dương thượng nhân sao lại đến đây. Tam tông không có ai mời hết, hàn lập sờ sờ cầm, trầm ngâm đứng im, thiên đạo minh cùng với tránh đạo thật sự cũng không thật sự hòa thuận giao hảo với nhau. Nhưng lần này trí dương thượng nhân đến đây không có ác ý. Mà lúc này hắn đã tới thì với khí thức cường đại hắn cũng không giấu giếm, thu liếm đi. Cho nên mặc dù ở khoảng cách xa như vậy cũng làm cho hàn lập dễ dàng phát hiện ra. Đi thôi, ta đợi ở đây hay là ra ngoài nghinh đón Chí dương đạo hiếu. Liệt hỏa lão quái dù sao cũng là chủ nhà vì vậy rất nhanh bình tĩnh lại nói. Những người không ai có ý kiến, bọn họ cũng không lo lắng trí dương thượng nhân đối với họ bất lợi. Dù sao đã là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thì cũng không dùng cứng đối cứng, sử dụng sức mạnh chống lại bọn họ. Lúc này mọi người không còn quan tâm đến nghi thức nhận chủ nữa. Tất cả đều từ trong màn hào quang theo một một con đường trống rỗng mở ra thẳng đến cấm chế đại trận từ phía xa mà đi. Nhưng mà trên đường đi Hàn Lập cảm thấy bay bên cạnh mình vẫn là vị nữ tu cổ kiếm môn kia. Dường như vị nữ tử này đối với hắn rất là hứng thú, thỉnh thoảng đưa mắt len lén nhìn tới giò xét. Trong lòng Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, nếu như vị nữ tu này không biết tốt xấu mà tiếp tục tìm hắn phiền toái thì hắn cũng sẽ không khách sáo giáo huấn một chút. Đến chỗ đại trận, liệt hỏa lão quái cùng với ba vị sư huynh đệ đánh ra vài đạo pháp quyết làm cho cấm chế này mở ra một cái thông đạo. Lúc này từ bên ngoài một đạo kinh hồng bay vụt vào, quang hoa thu liễm một vị trung niên tiên phong đạo cốt hiện ra trước mắt mọi người hàn lập đưa mắt nhìn một cái liền thấy một vị đạo sĩ làn ra trong suốt lưng đeo trường kiếm vị này không phải là trí dương thượng nhân thì là ai chứ trí dương thượng nhân hiện thân đi ra thì đám người kim lão quái liền đi tới chào hỏi nhưng không ngờ vị đạo sĩ liếc mắt qua một cái rồi thấy hàn lập đứng ở một bên trên mặt liền hiện ra vẻ vui mừng ha ha hàn đạo hữu quả nhiên ở chỗ này bần đạo vừa mới từ quý tông chạy tới khi biết được đạo hữu đã đến bách xảo viện làm khách. Ta liền vội vàng chạy ngay tới đây, Chí dương thượng nhân mỉm cười nói. Sao vậy, thượng nhân đang đi tìm hàn mỗ, hàn lập nhếch miệng, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Không sai, nguyên là bần đạo có việc quan trọng đi qua khê quốc. Nhưng đi được nửa đường thì lại nghe được tin là hàn đạo hữu bình yên trở về. Vì vậy ta liền lập tức chạy tới hỏi thăm đây đạo sĩ này tươi cười nói. Xem ra hàn mỗ khi tới phường thị hỏi thăm thì bị người khác nhận ra rồi nhưng mà đạo hữu sao lại sốt ruột tìm tới tại hạ. Không nghĩ là tới ôn lại chuyện cũ chứ hàn lập đảo mắt nhìn tới đối phương như muốn đã biết vì sao đối phương biết mà tìm tới mình. Nhưng có chút không rõ nguyên nhân là vì sao nên hỏi tới. Chuyện này có chút dài dòng, mấy vị đạo hữu ta cùng với hàn đạo có chút chuyện cần bàn bạc với nhau. Việc này không làm phiền đến quý đạo hữu chứ chí dương thượng nhân đầu tiên là thở dài. Sau đó vẻ mặt ôn hòa hướng tới các vị tu sĩ của tam tông khách khí nói. Nếu Chí Dương huynh tìm Hàn Đạo hữu có việc gấp thì chúng ta đây không can dự. Chúng ta xuống phía dưới chờ là được, Liệt Hỏa lão quái cười một tiếng miệng đáp ứng nói. Chương 866, yêu cầu của trí Dương. Đối mặt với một trong tam đại tu sĩ của Thiên Nam, Kim lão quái cho dù là lão quái vật cao cao tại thượng cũng không có dám lộ ra vẻ bất mãn chút nào. Liệt Hỏa đương nhiên là càng không dám làm ra chuyện gì đắc tội với trí Dương thượng nhân, lúc này hắn bắt chuyện với một tu sĩ khác rồi bay xuống phía dưới. Trình Sư Huynh cùng Lữ Lạc sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì trên mặt hơi lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá vị Trình Sư Huynh này đã từng chứng kiến thần thông của Hàn Lập nên mặc dù kinh nghi nhưng cũng không quá lo lắng mà bay xuống. Hàn Lập nhìn đám tu sĩ đang hạ xuống mặt đất ngẩng đầu nói: "Thượng nhân bây giờ có thể nói được chưa?" Chí Dương huynh trịnh trọng như thế thật làm cho Hàn Mỗ có chút cảm thấy hứng thú. Hắc hắc Trước khi nói vào việc trước tiên ta phải đa tạ đạo hữu tại trụy ma cốc đã ngăn cản một gã cổ ma chủ hồn không cho cổ ma xong hồn hợp thể nếu không sợ rằng thiên nam đã gặp phải đại phiền toái trí dương thượng nhân tiện tay thả ra một cái cách âm chảo rồi nhìn đánh giá hàn lập một phen và cười nói. Đạo hữu có phải là muốn hỏi cổ ma chủ hồn nọ hạ lạc ở đâu khóe miệng hắn khẽ nhếch khẽ cười nói. Đạo hữu thật sự là thông tuệ hơn người, đây là một trong những chuyện mà ta đang muốn hỏi, trí dương thượng nhân giật mình và lập tức vô tình nói. Chí Dương Huynh cứ yên tâm, ta có thể từ khe hở không gian thoát ra cũng là chuyện may mắn mà thôi, còn cổ ma chủ hồn từ lúc ở trong đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn nên không cần lo lắng việc này Hàn Lập nói một cách gọn ghẽ. Nếu vậy thì bần đạo yên tâm rồi nếu không cổ ma đã bỏ chạy nọ nhất định còn có thể quay về thiên nam để cùng chủ hồn thôn vệ lẫn nhau. Nhưng một khi chủ hồn bị tiêu diệt thì nó là phân hồn khẳng định là sẽ lập tức cảm ứng được và phỏng chừng là sẽ không quay về đây nữa chí dương thượng nhân thở vào một hơi, thần sắc hơi hỏa hoãn. Chí Dương Huynh, tên cổ ma phân hồn chiếm được thân thể ma vật có thật lợi hại đến mức ba gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không thể tiêu diệt được Hàn Lập lại cảm thấy hứng thú với việc này nên lên tiếng hỏi nhưng trên mặt lại lộ ra một tiêu hoài nghi. Đạo hữu đã thấy thần thông của cổ ma tại trụy ma cốc thì liệu có thể như vậy không? Lão không trả lời mà lại hỏi lại một câu, ồ, ta nghe nói yêu ma này sau khi xuất cốc đã cắn nuốt không ít tu sĩ nguyên anh, chẳng lẽ vì vậy mà khôi phục thực lực lợi hại như thế Hàn Lập lại có chút kinh ngạc nói. Hàn đạo hữu chưa biết rồi, Ma vật này tại trận chiến cuối cùng với chúng ta đã biến hóa thành yêu dạng ba đầu sáu tay khiến tu vi cơ hồ là lập tức bạo tăng gấp đôi, có thể so sánh tu sĩ hóa thân sơ kỳ. Nếu không phải ba chúng ta trước đó đã bày một tòa cấm chế đại trận và còn có hơn 10 tu sĩ nguyên anh trung kỳ ở một bên kiềm chế thì sợ rằng trận chiến đó vẫn không làm gì được nó. Lúc đó ba chúng ta không tiếc đại tổn nguyên khí thi triển bí thuật nên cuối cùng một hơi chảm rơi hai đầu và mấy cánh tay của nó nhưng vẫn để nó chạy thoát chí dương thượng nhân mặt mày ngưng trọng chậm rãi nói: yêu ma này hung hãn như thế trách không được đạo hữu sợ nó cùng chủ hồn hợp thể nếu nó lợi hại thêm ba phần thì thiên nam thật sự là không có người nào có thể ngăn cản được hàn lập cũng một nhếch miệng hít một hơi khí lạnh nói không có thể như vậy chứ cũng may là nó đã đi đại tấn nên việc này cứ để tu sĩ đại tấn lo đi trí dương thượng nhân đột nhiên cười tủm tỉm nói hàn lập nhìn lão đạo sĩ liếc mắt một cái rồi lại cảm giác được trong giọng nói của đối phương hình như có một chút hả hê xem ra lão này đối với đại tần ấn tượng cũng thật sự là không tốt. Thượng nhân nếu nói chuyện ma hồn chỉ là một trong những chuyện muốn nói, vậy là còn chuyện gì trọng yếu nữa chăng? Hàn lập chuyển giọng nói, xuất kỳ bất ý hỏi thăm. Không sai, chuyện ma hồn chỉ là tiện hỏi một chút thôi. Lần này ta tìm hàn đạo hiếu là có chuyện quan trọng khác, bất quá trước tiên bần đạo nên chúc mừng đạo hiếu tu vi tiến nhanh. Rốt cục đã tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ trí dương thượng nhân nhìn hàn lập liếc mắt một cái rồi mỉm cười nói. Đa tạ thượng nhân khen tặng, tại hạ cũng chỉ là có được cơ duyên xảo hợp Hàn Lập khách khí nói một hai câu. Ta đã nghe Ngụy đạo hữu đề cập đến chuyện Hàn huynh thân mang pháp bảo Kim Lôi Trúc và có thể khu sử ích tà thần lôi. Không biết việc này có đúng hay không sau khi hỏi xong, Chí Dương thượng nhân thần sắc nghiêm nghị nhìn Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng cả kinh, đồng tử có rụt lại đồng thời trong nháy mắt trầm mặt xuống. Hắn không biết đối phương hỏi việc này là có dụng ý gì, nhưng sau khi hơi đánh giá một chút thì cảm thấy chuyện ích tà thần lui bây giờ cũng không phải là bí mật gì, cũng không cần phải giấu giếm nên rốt cục gật đầu trả lời. Không sai, tại hạ đúng là có vài món pháp bảo kim lôi trúc. Đạo hữu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, tại hạ cũng không thích quanh có lòng vòng. Tốt, có lời đạo hữu nói như thế là tốt, hàn đạo hữu có thể khu xử ích tà thần lôi, đó chính là lý do bần đạo muốn tìm đến. Bất quá nguyên nhân trong đó lại là sự tình trọng đại, nên bần đạo sẽ không có thể nói ra ở chỗ này để tránh phiền toái không cần thiết. Chỉ có thể tiết lộ với đạo hữu một chút, đó là việc này phi thường trong đại liên lụy đến cả thiên nam tu tiên giới, hơn nữa gần đây tại vô biên hải cũng xuất hiện vô danh đại tuyển qua cũng có liên quan trí dương thượng nhân sau khi nghe hàn lập chính miệng thừa nhận là có thần thông ích tà thần lôi thì nhất thời mừng rỡ nói. Lời nói này không đầu không đuôi làm cho tại hạ không hiểu ra sao, bất quá đạo hữu muốn tìm hàn mỗ vì ta có ích tà thần lôi là vì lý do gì hàn lập không khỏi nhíu mày nói mặc dù không biết đối phương nói đến chuyện gì nhưng quá nửa sẽ không phải là chuyện tốt gì nên trong lòng lập tức cảnh giác lần này ta cũng chỉ đi ngang qua tiện ghé thăm vân mộng sơn thôi vì còn có chuyện quan trọng khác phải làm thế cho nên cũng không thể ở lại đây lâu không bằng đạo hữu sắp tới đi thất linh đảo một chuyến ta cùng ngụy vô nhai và hợp hoan lão ma cũng sẽ đến đó sau khi đạo hữu tới đó ba người chúng ta sẽ đem việc này nói rõ ràng với đạo hữu trí dương thượng nhân nhìn đám người kim lão quái ở dưới liếc mắt một cái rồi đột nhiên bình thản đề nghị nói thất linh đảo là bảy cái đảo nhỏ mới xuất hiện bên cạnh dòng suối chảy ư hàn lập nhân mặt hỏi không sai bảy tòa đảo nhỏ này bao quanh bốn phía xoáy nước nọ cũng thật sự là linh mạch khó được Ba người chúng ta mấy năm nay cũng ở trên ba tòa đảo ở đó Chí Dương thượng nhân sau khi lên tiếng về việc này thì lại thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hàn Lập trong lòng ngẩn ngơ, ở bảy tòa linh đảo này cũng không phải là chuyện cam tâm tình nguyện khiến cho hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện cả chục loại ý niệm loạn động. Nói lời cự tuyệt với yêu cầu của Trí Dương thượng nhân, hắn vẫn chưa có gan lớn như vậy. Không muốn nói đến Tam đại tu sĩ thanh danh hiển hách mà sau lưng đều đại biểu cho thế lực to lớn nên Hàn Lập cũng không muốn cùng Tam đại tu sĩ có bất cứ chuyện gì, nhưng nếu cứ thủ mù như vậy mà đi Thất Linh đảo thì Hàn Lập trong lòng cũng rất không tình nguyện, nét mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ trần chừ. Hàn đạo hữu cứ yên tâm, ta mời đạo hữu tới Thất Linh đảo là không có ác ý gì và cũng tuyệt không để đạo hữu đi làm cái gì vượt quá năng lực của mình, mà chỉ đơn thuần muốn mượn Ích Tà thần lôi của đạo hữu dùng một lát mà thôi. Hơn nữa cho dù bần đạo bây giờ không mời đạo hiếu thì nửa năm sau tất cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ ở Thiên Nam cũng sẽ nhận được thư mời do ba người bọn ta liên danh phát ra, mời tất cả đến thất linh đảo hội tụ. Ngược lại nếu lần này trợ giúp bọn ta một tay thì lần tới đạo hữu không cần phải đi nữa trí Dương Thượng Nhân tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của Hàn Lập mỉm cười giải thích nói. Nếu trí Dương đạo hữu đã nói như thế thì xem ra việc này thật sự là hết sức quan trọng. Vậy đi, ba tháng sau hàn mỗ sẽ đi thất linh đảo bái phỏng ba vị một chuyên hàn lập sau khi im lặng trong chốc lát rồi cuộc miễn cưỡng đáp ứng nói ba tháng thời gian có chút khẩn cấp đạo hữu xem có thể đi sớm hơn một ít được không chí dương thượng nhân nhướng mày trầm ngâm nói việc này sợ rằng không được tại hạ mới vừa quay về đang có vài chuyện quan trọng cần xử lý nên không có khả năng lập tức rời lạc vân tông hàn lập lắc đầu dứt khoát cự tuyệt nói được rồi ba tháng sau thời gian này cũng có thể miễn cưỡng vượt qua ba tháng sau ta và hai vị đạo hữu còn lại tại thất linh đảo xin đợi đại giá của đạo hữu chí dương thượng nhân sau khi do dự một chút thì đáp ứng nói thật ra đạo hữu lần này đi thất linh đảo nói không chừng là có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn thậm chí là đối với quý tông cũng có chỗ tốt chí dương thượng nhân lại có thâm ý sâu sắc nói hàn lập ánh mắt chấp động vài cái không rõ chuyện gì xảy ra thì chí dương thượng nhân lại mở miệng cáo từ hắn đem cách âm trào thu lại rồi lớn tiếng nói với đám người kim lão quái một hai câu cáo từ sau đó hóa thành một đạo bạch hồng quay đầu bay vào trong cấm chế đại trận đi đến Bách Sảo Việt. Hàn Lập thì đối với câu nói cuối cùng về chỗ tốt gì đó lại có chút nghi hoặc, nhưng sau khi đánh giá là căn bản không thể nào đoán được nên cũng đem việc này vứt ra khỏi đầu rồi chậm rãi rời đi. Thật là nhất định phải động thủ tỉ thí sao? Đạo hữu hẳn là biết hy vọng thắng thật sự không lớn lúc này Hàn Lập thân đang ở trong Bách Sảo Việt. Lơ lửng phía trên tòa chủ phong với tứ quần sơn bao quanh bốn phía không buồn không vui nhìn người đối diện thản nhiên nói. Mà ở phía dưới đỉnh núi có một tu sĩ khác đang ngang đầu nhìn lên không trung. Lão phu thân là đại trưởng lão cổ kiếm môn nên trung quy không thể không nói một tiếng đã đem lợi ích của tông môn chắp tay dâng cho người khác. Dù sao chuyện bài danh cao thấp để cùng Vân Mộng Sơn phân chia tư nguyên có quan hệ rất lớn. Hơn nữa lão phu cũng rất tò mò muốn xem một gã tu sĩ mới ngưng kết nguyên anh được hơn 30 năm rốt cuộc là có thần thông gì mà có thể có được đại thanh danh như thế. Bây giờ lão phu nếu có bị thua thì sau này cũng không cần cử hành bài danh chi chiến nữa mà cổ kiếm môn chúng ta từ nay về sau sẽ cam tâm ở dưới lạc vân tông lão giả đứng đối diện cách đó không xa giờ phút này vẻ mặt ngưng trọng nói. Được rồi, nếu Kim Huynh cũng nói như thế thì tại hạ cung kính không bằng tòng mệnh. Hàn lập lạnh nhạt cười không nói gì nữa. Hắn đưa tay lên phục một tiếng, một khỏa lam sắc hỏa cầu to cỡ nắm tay từ hư không hiện ra ở lòng bàn tay. Kim lão quái cũng không nói gì há mồm phun ra ba đạo kim mang, đó là ba khẩu tiểu kiếm giống nhau như đúc. Ba khẩu tiểu kiếm này vốn chỉ dài hơn một tấc ánh kim minh mông nhưng trong nháy mắt đã vây quanh thân hình chủ nhân bay vòng quanh rồi đột nhiên cuồng trướng dài tới một thước và hóa thành ba đạo cầu vòng dài một trượng xoay quanh trên không trung không ngừng. Hàn Lập chứng kiến đối phương tế ra phi kiếm, thì khiến lam sắc hỏa cầu nhẹ nhàng run lên rồi nhất thời âm thanh bạo liệt truyền ra. Lam sắc hỏa cầu trong nháy mắt bạo liệt ở trong tay, phía trong lam diễm đột nhiên bay ra một con lam sắc hỏa điều dài chừng nửa xích. Trong miệng phát ra tiếng chim hót thanh thúy. Chương 867, thắng bại. Đi, Hàn Lập nhìn phía đối diện tùy ý điểm một chỉ, Lam sắc hỏa điều nhất thời vỗ hai cánh hóa thành một đạo lam quang bắn nhanh đi. Kim lão quái thấy vậy sắc mặt trầm xuống trong lòng nhất thời giận dữ, đối phương ngay cả pháp bảo cũng không thèm tế ra một kiện mà chỉ muốn dựa vào một đòn hỏa điều công kích lại, điều này không khỏi quá coi thường hắn. Trong lòng giận dữ, Kim lão quái cười rộ lên rồi không nói gì, mười ngón tay nhanh như chớp bắt pháp quyết quyết định sử xuất luôn kiếm quyết lợi hại nhất ra để trong một kích là quyết thắng bại. Đạo kim hồng trên đỉnh đầu lão phát ra thanh âm như long ngâm rồi thoáng một cái biến mất, thay vào đó là một đạo kim ti từ hư không hiện ra trước người kim lão quái, mặc dù cực kỳ mỏng manh nhưng dài chừng mấy trượng. Sau khi kim mang liên tiếp chấp động, thì một đạo tiếp một đạo kim ti cuồn cuộn hiện lên. Trong nháy mắt đã hiện ra hơn trám đạo kim ti thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ trói mắt và sáng lạn. Hóa kiếm vi ti, hàn lập trong mắt hàn quang chợt lóe, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vì đối phương mặc dù chỉ là một kiếm tu, nhưng một lần có thể huyền hóa ra nhiều kiếm ti như vậy thật đúng là chuyện làm cho người ta nghe nói mà sợ hãi. Thật không hổ là cổ kiếm môn đại trưởng lão, quả nhiên là không tầm thường. Lúc này đám tu sĩ đang quan chiến phía dưới thấy lão già thi triển ra thần thông như vậy, thì hơn phân nửa có ánh mắt cổ quái. Xuân ti chảm, khương lão thật cay độc, vừa ra tay mà đã sử dụng tuyệt chiêu sở trường. Hàn đạo hữu khinh thường như thế sợ rằng sẽ phải chịu khổ đây liệt hỏa lão quái của bách xảo viện thấy tình hình này thì không nhịn được thì thảo nghị luận nói kim lão quái và trung niên tu sĩ trên mặt đều lộ ra một tia mừng rỡ còn lữ lạc thì sắc mặt lại khẽ biến lão giả họ trình cùng nữ tu tên gọi minh hính kia thì trên mặt vẫn bất động thanh sắc lúc này trên không trung kim lão quái hét lớn một tiếng liên tiếp phát ra pháp quyết kích lên kim ti trước người nhất thời linh quang cuồng hiện chúng kiếm ti hóa thành một đạo kim sắc cử võng cuồn cuộn bắn ra hóa thành cái lồng hướng đến lam sắc hỏa điều phía đối diện chụp xuống Kim võng này rộng chừng hơn 10 trượng mà hỏa điều dài không quá nửa thước khiến cho bất luận kẻ nào thấy vậy đều có một loại cảm giác như dùng đao mổ trâu giết gà, nhưng sau khi hỏa điều tiến vào kim ti võng thì một màn phía sau lại làm cho chúng tu sĩ phía dưới cùng thất kinh. Chỉ thấy lam sắc hỏa điều sau khi tiếp xúc với kim võng thì trong nháy mắt bạo liệt rồi quang mang liên tiếp phát ra, một đóa lam sắc quang liên trong hỏa diễm hiện hình ra. Nụ hoa sen này sau khi phóng ra quay tròn trong kim võng không ngừng bị vô số kim sắc kiếm ti chém vào nhưng kim ti chỉ là chém vào linh quang chung quanh hoa sen và tạo nên tầng tầng sóng gạn mà thôi mà vô pháp tới gần. Tất cả những ai biết về sự lợi hại của Xuân Ti chảm đều trong lòng hoảng sợ. Kim lão quái thấy vậy thì trong lòng kinh sợ không suy nghĩ gì thêm, mà vội vàng thôi động kiếm quyết trong tay. Chỉ thấy chúng kiếm ti chấp lên một trận kim quang rồi lại trở nên mong manh hơn vài phần, mỗi một sợi kim ti cũng trở nên sáng chói mắt và tiến thêm một chút vào trong lam sắc linh quang và đem linh quang cắt phá thành mảnh nhỏ có vẻ như là sắp trực tiếp chảm lên hoa sen nhưng lúc này hoa sen lại nở hòa ra, thốc một tiếng, một đoàn lam hàn quang minh mông từ trên cánh sen tán phát ra, đem phạm vi trong vòng 20 trượng quay lại, quang mang trói mắt làm cho không ai dám nhìn thẳng. Kim lão quái lập tức cảm thấy liên lạc giữa mình và phi kiếm có chút bị gián đoạn, rồi tiếp đó không có cách cảm ứng được nữa, thì không khỏi thất kinh vội vàng ngưng thần nhìn lại. Kết quả một lát sau, cầu phát lão giả sắc mặt khó coi dị thường. Chỉ thấy chỗ vừa rồi hoa sen đã biến mất vô tung vô ảnh và hiện ra một khối lam băng thật lớn, ba đạo phi kiếm ánh vàng rực rờ đang bị phong ấn trong đó, không cách nào nhúc nhích mảy may. Kim lão quái trong lòng thầm kêu bất hảo, tay vỗ vào túi chữ vật một cái, một kiện ngọc bội trắng xuất hiện ở trong tay. Nhưng chưa chờ hắn tế ra pháp bảo này, thì đột nhiên sau lưng có một tiếng sét đánh vang lên. Kim lão quái thất kinh nhưng không chút nghĩ ngợi nghiêng người độn ra. Nhưng ngay lúc này, trong phút chốc hộ thể linh quang giống như không có, bị một vật gì đó dễ dàng một kích phá vỡ, sau đó một bàn tay bao phủ bên ngoài bởi lam sắc hỏa điểm lấp lóe đã quỷ dị đặt trên vai trái của hắn, khiến nửa người cả kinh rồi hoàn toàn mất đi chi giác. Kim Đạo Hiếu, trận tỷ thí này của chúng ta đến đây là chấm dứt. Không biết ý các hạ thế nào giọng hàn lập trong trẻo nhưng lạnh lùng ở sau người hắn thản nhiên truyền đến. Hàn Đạo Hiếu thần thông quả nhiên là rất lớn, lão phu cam bái hạ phong, kim lão quái chỉ trong một chiêu bị chế trụ, khiến lão đầu tiên là trong lòng trầm xuống, nhưng sau đó lập tức dứt khoát nhận thua tại chỗ. Kim Huynh đa tả, Hàn Lập phảng phất khẽ cười một tiếng, bàn tay đặt trên vai lão nhẹ nhàng vỗ một cái rồi thu lại. Sau khi bị vỗ một cái, Kim Lão Quái lập tức cảm thấy đầu vai nóng lên và thân thể lập tức khôi phục như thường. Hắn kinh hãi vội vàng quay đầu lại thì thấy Hàn Lập đang bình tĩnh đứng cách xa hắn hơn một trượng ở phía sau, sau lưng không biết khi nào có thêm một đôi ngân xí pháp bảo, phía trên còn có điện hồ nhẹ nhẹ nhảy nhót lóe lên không ngừng. Kim Lão Quái thở ra một hơi, Đối phương đem âm hàn lực khống chế đến cảnh giới vi diệu như thế thật sự là khó tin, bất quá không phải nghe nói là người này có bốn mạng pháp là một bộ phi kiếm sao. Chủ tu công pháp hình như cũng không phải là băng thuộc tính, chẳng lẽ đối phương có thể sử dụng bí thuật đến mức lợi hại như thế, điều này làm cho hắn thật sự có chút khó có thể tin tưởng. Hàn tiểu tử, người thật không phí phạm những gì lão phu đã chỉ điểm, lại có thể đem kiềm lam băng diễm thao túng đến trình độ như vậy, chủ tu lại không phải là băng thuộc tính công pháp thật có chút đáng tiếc đại diễn thần quân đột nhiên tại trong đầu hàn lập khẽ cười mà nói. Tiền bối không nên nói giỡn, băng diễm mặc dù lợi hại nhưng chưa tới mức khiến cho vãn bối coi là công pháp chủ tu hàn lập thản nhiên truyền âm về một câu sau đó hai cánh sau lưng vô thanh vô tức biến mất, thân hình sau đó thoáng một cái hóa thành một đạo thanh hồng hiện ra bên cạnh khối lam sắc cự băng. Tay áo bảo nhìn như tùy ý phất một cái phát ra một mảnh thanh hà cuốn đi, Lam băng bị ánh sáng mở chiếu vào lập tức tan ra thành nước và thu nhỏ lại rồi một lần nữa hóa thành một đoa hoa sen màu xanh minh mông. Đoa quang liên này nhẹ nhàng phiêu phiêu bay vụt về tay Hàn Lập, sau khi chợt lóe lên thì biến mất, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ba khẩu tiểu kiếm màu vàng sau khi được khôi phục tự do thì kêu vù vù một tiếng, rồi hữu khí vô lực hóa thành ba đạo kim mang hướng phía kim lão quái quay về. Xem ra mặc dù thời gian bị Lam băng phong ấn không dài, nhưng vẫn khiến cho linh tính của phi kiếm bị hao tổn một ít. Kim lão quái sắc mặt tự nhiên là không vui, âm trầm há mồm đem tam khẩu phi kiếm thu hồi lại, mà lúc này Hàn Lập đã nhẹ nhàng phiêu phiêu hạ xuống ngọn núi. Từ lúc kiềm lam băng diễm biến thành quang liên làm đông lạnh và phong trụ phi kiếm, đến lúc Hàn Lập sử dụng phong lôi xí quỷ dị di chuyển đến phía sau kim lão quái và dễ dàng chế trụ đối thủ chỉ cơ hồ trong nháy mắt đã phân ra thắng bại, làm cho vài tên nguyên anh lão quái nguyên bổn còn muốn xem một hồi đại chiến đẹp mắt thất vọng, nhưng đồng thời lại đối với thần thông của Hàn Lập cảm thấy sợ hãi. Càng huống chi Hàn Lập chưa sử dụng một kiện pháp bảo công kích nào, càng nói rõ thực lực hai người cách xa nhau không phải là nửa điểm. Hàn Lập sau khi hạ xuống ngọn núi thì chúng tu sĩ mặc dù trước đây đều có tâm tư bất đồng thì lúc này cùng không dám chậm trễ đến chào đón. Thần thông Hàn Đạo hữu quả nhiên là cao thâm, những lời đồn đại thật không phải là sai. Chúc mừng Quý Tông từ nay là Vân Mộng Sơn Đệ Nhất Tông. Người nói những lời này tự nhiên đều là vài tên lão quái của Bách Sảo Việt, mặc dù hắn cũng có một chút không thoải mái nhưng lại tựa hồ đối với việc này không thèm để ý, ngược lại phi thường nhiệt tình mà nói. Tên cổ kiếm môn trung niên tu sĩ nọ sắc mặt có chút khó coi nhưng đối mặt với cường thế của Hàn Lập thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra chút tươi cười nhưng cũng không biết nói ra cái gì. Nữ tu sĩ minh hĩnh này ngay từ đầu trong mắt đã hiện lên thần sắc giật mình nhưng giờ phút này đã có vẻ chấn định trở lại. Lão già họ trình và lữ lạc thì tự nhiên là vui mừng khôn xiết, sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì cùng thấy từ trên mặt đôi phương vẻ vui mừng sau trận chiến đấu này sợ rằng trong vòng ngàn năm tới lạc phân tông có khả năng áp chế hai tông kia những người này đều vây quanh hàn lập thăm hỏi chuyện hàn lập vừa mới thi triển thần thông hàn lập đối mặt với mọi người nhưng thần sắc cũng không có gì thay đổi nhưng đối với chuyện kiền lam băng diễm và phong lôi xí thì chỉ là nhẹ nhàng nói lướt qua một hai câu những người này tự nhiên là không ai dám hỏi kỹ quá một lát sau kim lão quái cũng từ trên không trung hạ xuống vị cổ kiếm môn đại trưởng lão này bây giờ đã hồi phục bình tĩnh phảng phất như chưa phát sinh trận đấu pháp này mà vẫn cùng mọi người lãnh đạm cười nói, điều này cũng làm cho Hàn Lập âm thầm bội phục người này vài phần. Sau khi một lần nữa xác lập cơ chế phân chia lợi ích giữa ba tông môn tại Vân Mộng Sơn, đám lão quái vật này bắt đầu trao đổi một ít tâm đắc trong tu luyện và xuất ra một số bảo vật chân quý không dùng tới đem trao đổi. Đối với những vật phẩm trong đợt trao đổi này tự nhiên là Hàn Lập không có coi trọng, nhưng những điều tâm đắc thì cùng những người khác tham khảo không ít. Mọi chuyện phía sau cũng không có đáng nói phát sinh nữa, hơn nửa ngày sau thì việc trao đổi rốt cuộc cũng thuận lợi chấm dứt. Hàn lập từ kinh nghiệm tu luyện của đám nguyên anh lão quái này rút ra một số điều đúng là trước kia mình không có chú ý tới, điều này làm cho hắn không khỏi thầm nghĩ việc thuần túy trao đổi kinh nghiệm tu luyện như thế này sau này cũng không ngại tham gia nhiều một chút, đối với việc tu luyện vô cùng hữu ích. Sau khi trao đổi, Hàn lập chủ động đề xuất việc tham quan phế hỏa mạch của Bách Sảo Viện khiến cho đám liệt hỏa lão quái có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ứng đứng cạnh mạch hỏa trì sâu không lường được trước mặt hàn lập không khỏi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu nửa ngày sau hàn lập cùng đám kim lão quái cuối cùng trước sau cáo từ rời bách xảo viện đi hàn lập hóa thành đạo kinh hồng bay về lạc vân tông nhưng trên đường đi lữ lạc hăng hái nói chuyện không ngừng cùng lão giả họ trình trực tiếp thương lượng chuyện tiếp nhận linh thạch quạng mỏ cùng với một số nơi sinh ra tài liệu chân quý đó nơi mà cổ kiếm môn hoặc bách xảo viện còn đang chiếm cứ sau đó không lâu một số trong đó đã trở thành tài sản của lạc vân tông lão giả họ trình mặc dù không giống lữ là cực kỳ hưng phấn nhưng tâm tình cũng rất tốt hàn lập lại không có hứng thú đàm luận việc này mà chỉ mỉm cười nghe hai người nghị luận mà thôi nhưng không nghĩ tới là khi đang nhanh chóng trở lại tông môn thì lão giả họ trình lại đột nhiên dừng độn quang lại nhìn hàn lập nói hàn sư đệ lần này cũng may là có ngươi không dối gạt sư đệ việc bổn tông trở thành khê quốc đệ nhất tu tiên tông môn là tâm nguyện cả đời của vô số đại trưởng lão hôm này đã thành hiện thực trong tay huynh Việc này cũng đủ để vui mừng suốt cả cuộc đời này rồi, vì vậy Vi Huynh và Lữ Sư Đệ đã thương lượng qua, sau khi ta tỏa hóa thì đem chức vị đại trưởng lão bổn tông giao cho Sư Đệ, không biết ý Sư Đệ như thế nào. chương 868, Luyện Hóa, Đại trưởng lão, vừa nghe lời này Hàn Lập sửng sốt, không sai, không dối gạt Hàn Sư Đệ, lúc đầu Sư Đệ mới tiến vào Nguyên Anh Sơ Kỳ Lão Phu muốn để cho Lữ Sư Đệ đảm nhiệm chức đại trưởng lão sau để cho Sư Đệ làm phụ trợ. Nhưng hôm nay sư đệ đã có thần thông như vậy và cũng tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ, rồi lại vừa vì tông môn lập công lớn như thế. Trước vị đại trưởng lão này tự nhiên là thuộc về hàn sư đệ, lữ sư đệ cũng sẽ không có ý kiến gì, dù sao đại trưởng lão một tông môn trên cơ bản đều phải là người có thần thông lớn nhất đảm nhiệm lão ghỉa trình họ mỉm cười nói. Đa tạ hảo ý của sư huynh, nhưng trước đại trưởng lão sợ rằng hàn mỗ không thể tiếp nhận sau khi im lặng trong chốc lát, hàn lập lại cự tuyệt. Sư đệ không nên quá khiêm nhường chức vị này cũng chỉ có sư đệ tiếp nhận mới đúng, sư đệ trung quy sẽ không để lữ mỗ là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ đảm nhiệm chức đại trưởng lão của khê quốc đệ nhất tông chứ. Lữ là cười khổ một tiếng rồi không chút do dự ra miệng khuyên nhủ. Không phải ta khiêm nhường mà thật là không muốn đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão. Hai vị sư huynh hẳn là biết hàn mỗ chỉ một lòng tu luyện là dạng khổ tu chi sĩ. Đối với những chuyện có khả năng ảnh hưởng đến việc tu hành thì đều là nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, người có loại ý nghĩ này thì sao có thể nào đảm nhiệm một tông môn huống hồ hàn mỗ sau này thường xuyên muốn bế quan tu luyện thời gian dài cũng không rảnh để quản lý tốt môn cũng như đái lĩnh lạc phân tông phát triển điếm trọng yếu là ta là nửa đường gia nhập bổn tông đệ tử cấp thấp không nói nhưng các kết đan kỳ sư điệt sư đệ cũng không có mấy người quen thuộc dưới tình hình này mà đảm nhiệm trước đại trưởng lão thì lại càng không thích hợp ta muốn làm một gã trưởng lão bình thường còn đại trưởng lão thì để lữ sư đệ đảm nhiệm đi Hàn Lập liên tiếp đưa ra lý do không cần suy nghĩ thốt ra. Nhưng sư đệ, trình sư huynh nhướng mày còn muốn nói gì nữa? Nếu tiếp tục đề cập đến việc này thì hai vị sư huynh chỉ có bước tại hạ rời khỏi Lạc Vân Tông Hàn Lập sắc mặt nghiêm lại, hơi có chút ngưng trọng ngắt lời nói. Được rồi, nếu sư đệ đã nói như thế thì việc nói sau đi lão giả họ trình cùng Lữ Lạc nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng nhìn ra Hàn Lập không phải là khách sáo nói như vậy mà thật sự là chết sống không muốn tiếp nhận chức vị đại trưởng lão. Hai người nhìn nhau, rồi cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này gác lại. Việc này không nói nữa. Hàn mỗ tuy không có đảm nhiệm trước đại trưởng lão nhưng chỉ cần vẫn là trưởng lão Lạc Vân Tông thì tự nhiên là sẽ chiếu cố cho bổn tông. Nếu không ra cái gì quá lớn ngoài ý muốn thì có thể làm cho bổn tông bảo trì hơn ngàn năm hưng thịnh, ta còn có thể nỗ lực làm được hàn lập thần sắc buông lỏng, chậm rãi nói. Trình sư huynh nghe vậy thì chỉ có thể cười khổ một tiếng, không nhắc lại việc này ngược lại hỏi một chút về dụng ý của trí dương thượng nhân lần này. Việc này cũng không có gì phải giấu giếm nên Hàn Lập dùng ngữ khí bình tĩnh nói vắn tắt qua một lần, cuối cùng còn hỏi lão giả họ trình một câu. Ta nghe ý tứ của Trí Dương nói thì tựa hồ việc này có thể có liên quan đến sự việc thất linh đảo cùng dòng suối lớn chảy mới xuất hiện. Nơi đó cách khê quốc chúng ta không xa, sư huynh chắc cũng thế không nghe thấy tin tức có liên quan đến những gì dị thường phát sinh nơi đây chứ. Tin tức dị thường, hình như không có. Bây giờ hầu hết chuyện đồn đều không phải là sự thật khi suối lớn chảy ra cùng thất linh đảo mới hiện ra, bởi vì cách Vân Mộng Sơn chúng ta không xa nên ta cũng đã phái ra một ít đệ tử đi trinh sát bất qua cũng không hoàn toàn giống lời đồn. Cũng chỉ là từ suối chảy tuôn ra rất nhiều linh khí nên nơi đó cùng với linh mạch trên thất linh đảo là vật hãn hiếu, ngoài ra thì cũng không có gì dị thường xảy ra. Về phần đại hội phân chia thất linh đảo thì lúc đó sư đệ đang mất tích chưa về nên bổn tông không tham gia đại hội này trình sư huynh cao mày nói. Nếu như vậy xem ra là phải chờ sau khi phó ước xong mới biết được nguyên do hy vọng chân tướng việc trí dương thượng nhân muốn mượn lực lượng của ích tà thần lôi sẽ không có gì nguy hiểm hàn lập thở dài một hơi nói. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, sư đệ nên cẩn thận một chút thì hay hơn. Ngay cả tam đại tu sĩ đều phải liên thủ xuất động, thậm chí lại muốn tụ tập nguyên anh trung kỳ tu sĩ thì việc này khẳng định là không tầm thường lữ là cũng lo lắng nói. Điểm này thì ta sẽ chú ý, bất quá nói vậy việc này cũng không khiến ta làm chuyện gì quá phận hàn lập đột nhiên cười rộ lên. Điều này cũng đúng, Sư đệ tuổi còn trẻ như thế mà đã tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ và cơ hồ là thần thông không dưới bọn họ, cho dù là tam đại tu sĩ cũng tuyệt không dễ dàng cùng sư đệ kết đoán lữ lạc cười ha ha nói. Hàn lập cười nhạt, cũng không nói gì, lộ trình tiếp theo ba người cũng không nói chuyện gì nữa, sau đó không lâu, bọn họ đã về đến Lạc Vân Tông. Hai người lão giả họ trình sau khi chia tay Hàn lập lập tức đi tới nghị sự đại điện. Bọn họ muốn lập tức triệu tập môn hạ trong yếu đệ tử tuyên bố tin tức bổn tông đã trở thành Vân Mộng Sơn Đệ Nhất Tông, đồng thời còn muốn thương thảo một ít đôi sách liên quan đến việc này. Mà Hàn Lập thì trực tiếp đi đến chỗ Nam Cung Uyển bị phong ấn. Sau mấy canh giờ, hắn thần sắc có chút mệt mỏi từ trong cấm chế đi ra. Sau đó hắn lập tức hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía động phủ trong tử mẫu phong. Mới vừa rồi trong mật thất hắn đã hao phí không ít nguyên khí thi triển một loại bí thuật để kiểm tra tình huống phong hồn chú trong cơ thể Nam Cung Uyển kết quả làm cho hàn lập vừa mừng vừa lo vui chính là yêu đan hỏa thiềm thú xác thực là hữu hiệu đã làm cho thần thức nam cung uyển trong phong hồn chú xuất hiện một tia yếu ớt lo chính là hỏa thú yêu đan này hiệu quả rõ ràng so với dự đoán lúc trước thấp hơn không ít cứ như vậy thì liệu có thể giải trừ phong hồn chú còn lại hay không phải quan sát trong một thời gian dài nữa mới có thể được có kết luận được cũng may làm cho hàn lập vui mừng chính là cho dù yêu đan này không cách nào một lần giải trừ độc chú nhưng cũng có thể kéo dài thời gian phát tác của hồn chú thậm chí còn làm yếu bất hiệu dụng của nó cuối cùng cũng không uổng công sức chuyến trụy ma cốc sát thú lấy đan nửa ngày sau hàn lập xuất hiện trong mật thất bế quan của đông phủ thân hình không nhúc nhích hai mắt khẽ nhắm ngồi xuống hắn bây giờ cũng chỉ có dùng tu luyện để bắt buộc đem chuyện nam cung uyển tạm thời quên đi nếu không cứ nghĩ mãi về việc này thì có thể sinh ra tâm ma tình trướng Hàn Lập từ khi bắt đầu tiên vào mật thất vẫn ở trong trạng thái nhập định, hôm nay rốt cuộc tâm đã như thủy, chậm rãi dương đôi mắt. Hắn há mồm phun ra một đoàn kim sắc ti đoàn to cỡ hạt nhãn sau khi quay tròn tại trước ngực một trận thì phiêu phù trên không. Nhìn ti đoàn, Hàn Lập mặt không chút thay đổi khoát tay, búng ngón tay bắn ra một đạo pháp quyết màu xanh kích lên ti đoàn. Bỗng nhiên một tiếng sấm phát ra, trên kim đoàn hiện ra một tia tinh tế điện hồ bắn lên sau đó hóa thành một đoàn kim mang trượt cuồng hiện vài cái rồi tất cả điện hồ chợt biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại một tiểu đoàn màu lam hỏa diễm nhỏ như hạt đậu hỏa đoàn này vừa mới hiện ra hàn lập căn bản không để cho nó kịp có phản ứng gì đã lại há mồm phun ra một hỏa diễm cùng nhan sắc đem hỏa đoàn này cuốn vào trong đó sau đó trong nháy mắt hóa thành một hỏa đoàn to như quả trứng gà bắn nhanh mà quay về rồi bị hàn lập nuốt vào trong bụng Hàn Lập không nói gì lập tức trong tay kết xuất một cái pháp ấn cổ quái, hai mắt lần nữa nhắm lại. Hắn bắt đầu luyện hóa một tia kiền lam băng diễm cuối cùng từ hư thiên đỉnh. Nếu luyện hóa được hỏa diễm này thì sau đó không lâu có thể giúp cho hắn khu xử được hư thiên đỉnh, như vậy đủ cho hắn có thể tung hoành thiên hạ không có trở ngại. Hơn nửa tháng sau, Hàn Lập từ trong nhập định tỉnh lại, hai mắt sau khi chấp động một chút thì đột nhiên quả đấm vừa nhấc, một ngón tay dựng lên. Phục một tiếng, chỗ đầu ngón tay chợt xuất hiện một tiểu đoàn hỏa diễm màu xanh. Nhìn đoàn lam sắc hỏa diễm, mồm hắn mím chặt không nói một lời, nhưng một lát sau ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một chút. Ngọn lửa theo đó thoáng một cái trong nháy mắt hóa thành một con lam sắc hỏa xà mảnh khảnh, sau đó bay lượn rất nhanh quanh quần ga gao quấn lấy đầu ngón tay. Đi hàn lập trong miệng quát khẽ một tiếng, nhất thời lam sắc hỏa xà trên lưng sinh ra một đôi hỏa xí, đôi cánh run lên rồi rời khỏi ngón tay bay lên nóc nhà bay nhưng khi sắp động tới nóc nhà thì nó xoay quanh một cái rồi nương theo bốn vách tường mật thất cực kỳ linh hoạt bay múa. Hàn lập yên lặng xem nhất cử nhất động của hỏa xa, Sa, sau đủ một chén trà nhỏ công phu thì mới đột nhiên vươn một ngón tay điếm chỉ một cái. Bịch một tiếng, hỏa xa trên không trung tự động bạo liệt hóa thành vô số ngọn lửa giống như mưa rào bắn về phía hàn lập, nhưng rồi tất cả chợt lóe lên rồi nhập vào cơ thể hàn lập. Hàn lập lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười đi ra, thì thào tự nói xem ra việc luyện hóa kiền lam băng diễm này thật sự càng lúc càng nhanh ngay từ đầu phải mất nửa năm thậm chí là một năm mới có thể luyện hóa được một tia nhưng bây giờ dĩ nhiên nửa tháng có thể luyện hóa được một tia băng diễm sau đó hàn lập hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ đưa tay vỗ túi chữ vật bên hông sau khi một đoàn thanh quang hiện lên thì một cái tiểu đỉnh hiện lên ở trong tay đỉnh này to cỡ một tấc nhưng có cổ sắc cổ hương tinh xảo dị thường đây đúng là hư thiên đỉnh lập thu được nhìn thấy đỉnh này hàn lập mặt lộ vẻ trầm ngâm nhưng rồi hắn lập tức đem cái đỉnh này hướng lên không trung nhẹ nhàng ném đi nhất thời tiểu đỉnh quay cuồng rồi vững vàng lơ lửng trên không trung hàn lập hai tay trà sát lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên phát ra từ lòng bàn tay rồi một đạo lam sắc hỏa cầu to cỡ nắm tay hiện lên và theo sau là đạo lam sắc hỏa diễm to cỡ ngón tay cái bắn nhanh ra vừa lúc kích lên bề mặt lam sắc hỏa cầu nhất thời hỏa cầu một trận quay cuồng và cấp tốc cuồng trướng lên một lát sau một phiên hỏa cầu to cỡ đầu người vô thanh vô tức hiện ra trước ngực hàn lập hỏa cầu này chợt đại cho tiểu chấp động không ngừng mặt ngoài lam diễm cuồn cuộn nhưng lại không tỏa ra một tia nhiệt độ thật sự có chút quỷ dị hàn lập ngẩng đầu xem tiểu đỉnh một chút tâm niệm vừa động hỏa cầu nhất thời hóa thành một đoàn lam quang bắn nhanh ra đánh trúng tiểu đỉnh trên không trung một màn quỷ dị xuất hiện tiểu đỉnh bị đánh không có bạo liệt ra mà ngược lại như thủy hỏa giao dung hợp thành một thể Băng diễm vì vậy trên đỉnh thượng hung hung bốc cháy mà hư thiên đỉnh trong băng diễm lại chậm rãi chuyển động. Hàn lập lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trên tiểu đỉnh, hai mắt híp lại, theo sau cường đại thần thức thả ra đem đỉnh này bao bọc ở trong đó rồi bắt đầu cẩn thận quan sát xem tiểu đỉnh trong băng diễm có khác gì trước kia hay không. Thời gian trôi qua, hàn lập lông mày dần dần nhíu lại. Kiền lam băng diễm sau khi bị luyện hóa bao vây tiểu đỉnh, thì tiểu đỉnh cũng không có bất cứ biến hóa gì. Hàn lập cúi đầu ngấm lại một chút rồi mạnh mẽ nhấc tay đem linh lực trong cơ thể hướng vào trong mắt tập trung vào. Nhất thời một đôi đồng tử có lam mang lấp lóe nhìn chăm chăm vào hư thiên đỉnh không chớp mắt. chương 869, Luyện Hóa sau khi thi triển thần thông thanh minh linh nhãn ngưng thần nhìn tiểu đỉnh không lâu thần sắc hàn lập rốt cục vừa động phảng phất như phát hiện cái gì hắn khoát tay rồi trịnh trọng hướng về phía tiểu đỉnh điểm một chỉ chỗ đầu ngón tay có ánh lam sắc chấp động rồi vài đạo linh ti mỏng manh bắn ra chợt lóe lên rồi biến mất trên hư thiên đỉnh có ánh lam quang chấp động rồi trong vòng vây của băng diếm cuông trướng lên. Tiểu đỉnh nguyên bồn to cỡ vài tấc trong trước mắt đã to lên cỡ một trượng rồi hình ảnh hoa điểu trùng ngư, sơn thủy thụ một phía mặt ngoài trở nên rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy được. Nhìn biến hóa của cự đỉnh Hàn Lập bình tĩnh đứng dậy hướng lên không trung ngoắc một cái khiến cho cự đỉnh hạ xuống một chút rồi dừng lại trước ngực Hàn Lập vài thước. Sau khi một lần nữa đánh giá cự đỉnh một chút Hàn Lập không cần suy nghĩ khoát tay, bịch một tiếng, bàn tay hắn trực tiếp xuyên qua lam sắc băng diễm áp vào thành đỉnh. Một màn quỷ dị xuất hiện. Lam Diễm Nguyên bổn đang hung hung thiêu đốt xung quanh đột nhiên hóa thành một con rồng nương theo gió tiến lên trời, sau đó có tiếng long ngâm xé gió chuyển ra, một con lam dao dài cỡ một trượng hiện lên trong gió. Sau khi lắc đầu vẫy đuôi một cái, đầu rồng bỗng nhiên hướng xuống phía dưới rồi chợt lóe lên nó đã trực tiếp tiến vào cự đỉnh biến mất. Cùng lúc đó, vách ngoài cự đỉnh vốn có màu đạm lam sắc trong nháy mắt đã chuyển hóa thành vi lam minh mông. Mặt trên vách đỉnh bốn phía vốn có hình ảnh chim bay thú chạy nhưng sau một trận quang hoa đại phóng thì đột nhiên như sống lại, tại trên thành đỉnh chạy nhảy hoạt động không ngừng. Thật sự là khó tin, nhưng Hàn Lập khi chứng kiến màn này thì sắc mặt lại không ngạc nhiên chút nào, phía trên bàn tay áp lên thành linh quang chấp động không ngừng, vô số đạo thanh hà quang thông qua bàn tay nhanh chóng rót vào trong đỉnh, bộ rán cuồn cuộn không ngừng. Mà theo đại lượng tinh lực rót vào, phía trong đỉnh dần dần có thanh âm ông ông nổi lên. Ngay lúc Hàn Lập đang chú tâm nhìn thì vô số lam sắc cổ văn từ trên đỉnh hiện lên rồi hướng lên không trung bay lên, sau khi lam quang sao động một cái thì tại phía trên đỉnh khoảng 3 trượng đám cổ văn kinh này hình thành một thiên pháp quyết kinh văn cổ quái. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay rót linh khí vào đỉnh không khỏi trì hoãn lại khiến cho văn tự trong không trung trở nên ảm đạm đi, bộ dáng như sẽ lập tức tan đi. Hàn Lập cả kinh vội vàng tiếp tục rót thêm linh khí vào kinh văn trên không trung lúc này mới lại khôi phục sự ổn định, tản mát ra linh quang thản nhiên. Kinh văn này không dài, chỉ xó hơn ngàn chữ mà thôi nhưng Hàn Lập sau khi vừa nhìn thì trên mặt đầu tiên là vui vẻ nhưng cuối cùng lại lộ ra vẻ cười khổ. Xem ra không cần hao tổn tâm cơ phá giải cái gì, vì phần kinh văn này đã trực tiếp đem phương pháp khu sử hư thiên đỉnh viết vào trong đó. Kinh văn mở đầu nói rất rõ ràng rằng nếu muốn khi sử đỉnh này thì cần hai điều kiện lớn, một là trước hết phải luyện hóa được kiềm lam băng diễm trên đỉnh, hay là phải tu luyện một loại thượng cổ công pháp có tên là thông bảo quyết loại pháp quyết chuyên dùng để khu xử thông thiên linh bảo hơn nữa mỗi một kiện thông thiên linh bảo đều có tính chất và uy lực đặc biệt chỉ có pháp quyết phù hợp mới có thể khu xử được thông thiên linh bảo kể từ đó thông bảo quyết đã đem thông thiên linh bảo cùng cổ bảo bình thường hoàn toàn phân biệt ra chỉ có cổ bảo có được thông bảo quyết thì mới có thể trở thành thông thiên linh bảo bởi vì sau khi tu luyện pháp quyết này mới có thể đem thông thiên linh bảo phong ấn trong thân thể chậm rãi bồi luyện Đương nhiên loại bồi luyện này cũng không giống loại bồi luyện pháp bảo bình thường là đem tâm thần cùng bảo vật dung hợp với nhau mà là có chút giống ma khí. Tạm thời đem Thông Thiên Linh Bảo giấu ở trong cơ thể sau đó dùng Thông Bảo quyết ngày đêm ảnh hưởng đến linh tính của bảo vật mà thôi. Dần dần đem thần thức hòa hợp với bảo vật để từ đó khu xử Thông Thiên Linh Bảo diệt địch. Bất quá bởi vì Thông Thiên Linh Bảo uy lực thật sự quá lớn, khi khu xử bảo vật này thì thần thức người tu tiên cũng chỉ đóng vai trò phụ trợ mà thôi. Bảo vật này cũng không như bổn mạng pháp bảo là không cách nào cướp lấy, còn thông thiên linh bảo ở thời điểm xảo diệu lại có thể dễ dàng bị người khác đoạt đi, nhưng người đoạt được cũng không cách nào lập tức sử dụng được ngay mà cũng phải dùng thông bảo quyết bồi dục một phen thì mới có thể thay đổi linh tính ẩn chứa trong thông thiên linh bảo. Ngoài mấy thứ này thì trong kinh văn còn đề cập đến mấy thứ đơn giản khác. Xem đến đây thì Hàn Lập trong lòng lại vui mừng lãn sợ hãi dị thường nhưng sau khi nhìn pháp quyết phía dưới thì sắc mặt lại có chút khó coi. Bởi vì pháp quyết này thoạt nhìn thì đơn giản, nó được chia làm ba tầng mà thôi nhưng muốn tu luyện thông bảo quyết tầng thứ nhất thì phải có tu vi nguyên anh trung kỳ, còn tăng thứ hai cùng thứ ba thì phải sau khi tiến vào nguyên anh hậu kỳ và hóa thần kỳ mới có thể tu luyện. Theo đó cứ cho là có thể đem tầng thứ nhất thông bảo quyết luyện thành thì cũng chỉ mượn được một chút huy của thông thiên đỉnh mà thôi, việc này so với dự đoán ban đầu của hắn lại không giống. Hàn lập buồn bực rút tay về, ngừng rót linh lực vào khiến cho kinh văn lập tức biến mất. Hàn lập nhìn chằm chằm cự đỉnh trước người, sắc mặt âm trầm, môi mím chặt. Mặc dù không biết Kinh Văn nói mà một chút huy là rốt cuộc có bao nhiêu nhưng Hàn Lập đối với điều này cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Chẳng lẽ uy lực của nó có thể so với đại canh kiếm trận cùng tử La Thiên Hỏa. Sau khi yên lặng trong chốc lát, Hàn Lập thở dài một hơi. Tốt nhất là tước tiên đem thông bảo quyết tầng thứ nhất tham mộ xong đã, cho dù chỉ có pháp quyết tầng thứ nhất thì trước cứ đem hư thiên đỉnh phong ấn trong cơ thể và chậm rãi bồi luyện. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập khẽ phát tay áo bảo bắn ra một cổ thanh quang đem cự đỉnh bao lại trong ánh sang mở cửa đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại, trong phút chốc đã khôi phục lại như lúc đầu. Một tay cầm lấy tiểu đỉnh, sau đó linh quang chợt lóe hắn đã thu tiểu đỉnh vào túi chữ vật. Làm xong hết việc này Hàn Lập mới khoanh chân ngồi chậm rãi nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra pháp quyết thông bảo quyết tầng thứ nhất yên lặng tìm hiểu. Công pháp này cũng không phức tạp, Hàn Lập phỏng chừng nhiều lắm là một tháng có thể hoàn toàn tìm hiểu thành công. Nhưng thật ra thời gian bồi luyện linh tính của hư thiên đỉnh dài hay ngắn thì kinh văn cũng không nói gì đến, có lẽ là một năm hay mười năm gì đó. Cũng may là thông bảo quyết cũng tự hành vận chuyển, chỉ cần đem thông thiên linh bảo phong ấn trong cơ thể, từ từ dùng thần thức tạo ảnh hưởng đến linh tính. Hơn hai tháng sau Hàn Lập từ bế quan thất đi ra. Thời gian tham ngộ thông bảo quyết còn nhanh hơn so với dự đoán của hắn. Chỉ cần hơn 20 ngày đã tham mộ thấu triệt và đem hư thiên đỉnh nọ thuận lợi phong ấn vào cơ thể mà thời gian còn lại hắn lợi dụng tài liệu do lão già họ trình đưa tới cùng một ít xác khôi lỗi đắc thủ tại hư thiên điện năm xưa để luyện chế ra một con khôi lỗi cấp bậc nguyên anh kỳ điều này làm cho hàn lập trong lòng rất tiếc nuối nhất thời lại cảm giác đau đầu không cần hỏi khôi lỗi đại diễn thần quân muốn luyện chế khẳng định là càng thêm phức tạp cao cấp so với khôi lỗi này như vậy xác suất thành công chẳng phải là càng thêm đáng thương sao chẳng lẽ tài liệu ban đầu chuẩn bị còn không đủ phải kiếm thêm chuyện này căn bản là không có khả năng cũng may hắn là khi nhắc tới việc này, đại diễn thần quân cực kỳ đắc ý giải thích một phen. Nói tới phương pháp luyện chế là do hắn tự mình nghiên cứu ra nên xác suất thành công căn bản là không cần lo lắng, trên cơ bản sẽ không thất bại. Trên thực tế việc luyện chế thật bay hơn phân nửa là do phương pháp luyện chế còn có khuyết điểm nên không khiến Hàn Lập phải chuẩn bị lại tài liệu. Nghe đến đó Hàn Lập thở phào một hơi, bây giờ sau khi rời mật thất hắn trước tiên đi xem tình hình của Nam Cung Uyển, xem việc giai nhân giải chú đến đâu rồi lại quay về động phủ mấy ngày để luyện chế một số đan dược hữu dụng cho việc kết đan nhằm cấp cho một phái linh rồi hắn lên đường đi phó ước lão già họ trình và lữ lạc mặc dù vì việc tiếp thu tư nguyên linh quạng mỏ mà cực kỳ bận rộn nhưng vừa nghe thấy việc này thì vẫn đến đưa tiễn hàn lập ra khỏi vân mộng sơn rồi mới quay về điều này làm cho hàn lập trong lòng mỉm cười sau khi rời khỏi lạc vân tông hàn lập hóa thành một đạo in hồng nhằm hướng bắc bay đi thất linh hải nằm trong vô biên hải ở ngay phía bắc khê quốc Nghe nói chỉ cần sau khi đến bờ biển cũng chỉ mất có một ngày lộ trình là có thể nhìn thấy dòng đại suối chảy cùng thất linh đảo nọ. Mà lấy tu vi đáng sợ của Hàn Lập thì cho dù không toàn lực bay đi độn tốc cũng đã cực kỳ kinh người. Bảy ngày sau, Hàn Lập đã ra ngoài khơi, mặc dù vẫn chưa phát hiện ra thất linh đảo nọ nhưng cũng đã cảm thấy phụ cận hải vực có biến hóa kinh người. Nguyên bổn nước biển ô nhiễm đục nhờ nhờ nay chưa hoàn toàn trong trẻo nhưng đã có vài phần xanh đậm. Thần thức Hàn Lập thoáng đảo qua thì thấy trong biển cũng xuất hiện một ít tôm cá nhỏ, nhưng sinh vật trong biển nước kia có tồn tại vài loại hải thú hung ác thì nay không thấy con nào Linh khí chung quanh còn nồng đậm hơn lúc đầu, cách biệt một trời một vực xem ra lời đồn thật không sai Hơn nửa ngày sau, Hàn Lập rốt cuộc cảm thấy tại nơi phi thường xa xôi, có một nguồn linh khí thật lớn và rất rõ ràng Mà phụ cận luồng linh khí này có 7 điểm linh đang ba động chuyển đến, xem ra đây chính là thất linh đảo Hàn Lập lòng hiếu kỳ nổi lên độn tốc bất giác nhanh hơn 3 phần Lúc Hàn Lập mơ hồ nhìn thấy một điểm đen trên biển thì phía trước lại xuất hiện một tiểu đội tu sĩ khoảng 6-7 người, trong đó đại đa số đều là tu sĩ trúc cơ và cầm đầu là một tu sĩ kết đan kỳ. Đó là một cung trang phụ nhân có vài phần tư sắc. Hàn Lập không có che giấu hành tích của bản thân nên khi chạm mặt đám tu sĩ này, bọn họ tự nhiên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hàn Lập và trực tiếp lại chào đón. Tham kiến tiền bối, vãn bối là đệ tử hợp hoan tông phụng mệnh các vị tiền bối phong toàn hải vực này không biết tiền bối đến đây có việc gì, có thể cho vãn bối biết để thông báo một chút được không? Cung trang phụ nhân ánh mắt nhìn Hàn Lập rồi khẽ đảo qua một chút, nhất thời sắc mặt đại biến cung kính thi lễ nói. Phong tỏa, xem ra trí dựa đạo hữu thật không có hư ngôn, nơi này thật đúng có vấn đề Hàn Lập không có trả lời ngược lại nhướng mày lẩm bẩm nói. Các hạ chẳng lẽ là Lạc Vân Tông Hàn Lập tiền bối? Cung trang phụ nhân sau khi trộm quan sát Hàn Lập vài lần thì sửng sốt sau đó đột nhiên cẩn thận lên tiếng hỏi không sai, đúng là hàn mỗ. Ta đáp ứng với trí dưỡng thượng nhân tới đây, liệu có cần bẩm báo một tiếng rồi mới có thể đi không? Hàn lập như cười như không nói. Chúng tu sĩ đối diện vừa nghe tên hàn lập thì lập tức nổi lên một trận giao động. chương 870, vô biên ma khí. Hàn lập hôm nay tại thiên nam tu tiên giới không người nào không biết tới, không người nào không hiểu nên đám tu sĩ nọ sau khi nghe tên thì cả kinh, trên mặt đều lộ vẻ kính sợ. Nếu là hàn tiền bối đã nói thì tự nhiên là không cần bẩm báo gì đó, Chí dương tiền bối đã sớm phần phó khi nào tiền bối tới thì mời qua luôn. Vãn bối trước tiên mời tiền bối đi linh quy đảo. Nữ tử cung trang cung kính nói, không dám có chút chậm trễ nào. Hàn lập gật đầu, mặt không có chút thay đổi không nói gì mà cung trang phụ nhân sau khi nhìn đám tu sĩ phía sau phân phó vài câu thì liền dẫn Hàn lập quay về phía sau bay đi. Điểm đen phía xa xa dần dần lớn lên, quả nhiên là một toàn đảo nhỏ diện tích không lớn, đại khái khoảng hai ba mươi mét vuông. Hàn tiền bối hợp hoan tông chúng ta chiếm cứ linh phượng đảo thái chân môn chiếm cứ linh quy đảo hai đảo này nằm cạnh nhau phụ nhân tựa hồ biết hàn lập lần đầu tiên đến đây nên có ý giải thích nói hàn lập theo hướng phụ nhân chỉ dẫn liếc mắt một cái đại khái do khoảng cách quá xa nên nhất thời vẫn chưa phát hiện ra cái đảo nhỏ khác nhưng ở một phương hướng khác xuất hiện một nguồn linh nguyên cực lớn linh khí ba động kinh người như thế thì nguồn phát ra phải rất mạnh tuyệt đối là đại suối qua nghe đồn là phun ra đại lượng linh khí Hàn Lập trong lòng tự định giá đồng thời theo cung trang phụ nhân tiếp tục bay đi. Hơn nửa canh giờ sau hắn đã thấy Linh Quy đảo nọ. Đảo này so với Linh Phượng đảo do hợp hoan tông chiếm cứ lớn hơn một chút. Từ phía trên nhìn xuống hình dán thật là có vài phần gần giống như Linh Quy. Khi đến gần phía trước hòn đảo nhỏ cung trang phụ nhân đã sớm phát ra truyền âm phù cho nên khi Hàn Lập vừa bay tới đã có một đạo bạch quang từ trên đảo bay đến nghênh tiếp. Là trí dương đạo hữu sao, đạo hữu tự mình tới đón khiến Hàn mỗ thẹn không dám nhận chứng kiến độn quang quen thuộc Hàn Lập nhất thời dừng lại truyền âm tới. Ha ha, Hàn Đạo Hiếu là người thủ tín, bần đạo tự nhiên là phải từ xa nghênh đón rồi. Chí Dương Thượng Nhân nhìn thấy Hàn Lập thì tựa hồ thật cao hứng, đồng dạng lãng lãng truyền âm đến. Sau đó bạch quang bay tới trước người Hàn Lập hơn 10 trượng thì quang hoa thu liếm hiện ra thân ảnh đạo sĩ. Hàn Lập mỉm cười nhìn người đối diện chắp tay chào, đạo hữu trước tiên theo ta đến động phủ tụ họp đã. Ta đã thông chi cho ngụy vô nhai đạo Hiếu còn hợp hoan lão quái vật có chuyện quan trọng trong người nên không cách nào phân thân tới được. Chí Dương Thượng Nhân phân phó cho cung trang phụ nhân đi về trước sau đó xoay người nhìn Hàn Lập mỉm cười nói. Cũng tốt, theo lời đạo hữu nói đi, Hàn Lập không phản đối, lúc này hai người lập tức bay đi. Trên đường đi Hàn Lập dùng thần thức quét qua toàn bộ hòn đảo một chút, kết quả chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày. Trên đảo quả nhiên có một cái tiểu linh mạch thật tốt, dài cỡ 10 dặm mà tu sĩ trên đảo không nhiều lắm nhưng mỗi người tu vi đều cực cao. Điều này hoàn toàn ngược lại với dự đoán của Hàn Lập là không có tu sĩ cấp trung và thấp có mặt trên đảo, điều này làm cho Hàn Lập có chút nghi hoặc. Không bao lâu sau, Hàn Lập theo lão đạo sĩ tiến vào một tòa động phủ mới được khai mở không lâu. Động phủ này nằm trong một tòa núi bình thường, không có gì bắt mắt nhưng lớn và sạch sẽ. Hàn Lập theo trí dương thương nhân đi đến một gian đại sảnh đồng thời ngồi xuống. Sau đó có hai gã họa đồng ra dâng linh trà, Hàn Lập sau khi dùng trà thì bắt đầu cùng trí dương thượng nhân nói chuyện với nhau. Vị lão đạo trong tam đại tu sĩ này tựa hồ không muốn đề cập tới nguyên nhân Hàn Lập đến đây, ngược lại rất bình tĩnh giới thiệu với Hàn Lập tình hình hải vực phụ cận cũng như các tông môn trên thất linh đảo. Bộ dáng của hắn hơi có chút bàng quan, xem ra trước khi ngụy vô nhai đến, vị tu sĩ này cũng không có ý định tiết lộ cho Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng có chút không hài lòng nhưng nét mặt tỏ vẻ như không biết, đồng dạng nhìn như cùng trí dương thượng nhân tùy ý tán gẫu. Sau công phu chừng một bữa cơm, Ngụy Vô Nhai đã đến ngoài động phủ, sau đó được lão đạo sĩ ra đón vào trong đại sảnh sau khi vừa thấy mặt hàn lập thì tự nhiên lại có một phen khách sao tự biểu hiện thoạt nhìn ngụy vô nhai ra tay trong suốt sắc mặt hồng nhuận tựa hồ sau trận đánh ở trụy ma cốc nguyên khí không chỉ đã khôi phục mà còn dư thừa dị thương điều này làm cho hàn lập trong lòng âm thơ ưng ấy làm kỳ theo hắn biết trong lần vào trụy ma cốc đó vị ngụy đại tu sĩ này chân nguyên hao tổn không ít thế nhưng trong thời gian ngắn như thế đã có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí, xem ra linh đan rượu dược dùng không ít. Ngụy vô nhai cũng là người nhanh nhẹn, lợi khẩu, mới vừa ngồi xuống đã mở miệng hỏi, Chí Dương Huynh đã đem tình huống bàn với hàn đạo hữu chưa? Tự nhiên là chưa, chuyện bực mình này trong tình huống có hai trong ba người chúng ta ở đây, để Ngụy Huynh đến nói ra thì tốt hơn. Ngụy Huynh nói cho hàn đạo hữu việc này còn bần đạo ở một bên bổ sung là được. Chí Dương Thượng Nhân thần sắc như thường mà nói, cũng tốt, để ngụy mỗ nói cũng được việc này cũng không thể kéo dài hơn nếu không sẽ di họa không nhỏ ngụy vô nhai sau khi hơi tự đánh giá thì đáp ứng nói di họa không nhỏ hàn lập vừa nghe thấy vậy thì trên mặt hiện ra vẻ hứng thú xem ra việc này thật đúng là không nhỏ hàn đạo hữu câu chuyện thì dài nhưng ngụy mỗ sẽ nói ngắn gọn một chút lại nói tiếp chuyện này có liên quan đến cổ ma ngụy vô nhai mở miệng lại nói ra chuyện kinh người đem hàn lập hù dọa giật mình cổ ma nọ không phải là đã trọng thương chạy trốn rồi sao? Hàn lập ngẩn ngơ nói, nói như thế cũng không sai, nhưng đạo hữu không cảm thấy thời điểm đại tuyển qua xuất hiện rất khéo léo. Cơ hồ là bên kia cổ ma mới vừa bị chúng ta đuổi đi thì bên vô biên hải này lại xuất hiện loại dị tượng này, hơn nữa phụ cận đại tuyển qua chúng ta còn phát hiện được một ít chứng cứ xác thực. Hàn đạo hữu hẳn là biết một đoạn thời kỳ trước khi cổ ma nọ bị vây diệt đã từng đi khắp nơi tàn sát một ít tu tiên gia tộc cùng tiểu tông môn, ba người chúng ta sau này lại phát hiện đám gia tộc tông môn đó dĩ nhiên đều có dấu ma khí hoặc là nghe đồn có thể có được thế lực của ma khí trong đó có ba kiên ma khí đã bị cổ ma này thu được mà ở phụ cận đại tuyền qua ở một chỗ bí ẩn đã phát hiện ra một kiện tà hài ma khí mất tích ma khí đó phảng phất như đã phải thừa nhận một lực thật lớn nên mới có thể trực tiếp bị hủy cho nên ba chúng ta hoài nghi cổ ma nọ đầu tiên là chạy tới vô biên hải này hành động tay chân gì đó rồi sau đó mới bị chúng ta vây khống bị đánh trọng thương đào tẩu khỏi thiên nam ngụy vô nhai ngưng trọng nói việc đại tuyền qua xuất hiện có liên quan đến cổ ma hay không thì có cái gì không ổn chăng nếu cứ coi như là do cổ ma động tay chân cái gì đó thì ba vị đạo hữu cũng không phải như vậy mà coi là chuyện nghiêm trọng như vậy hàn lập sau khi trầm ngâm một chút thử dò xét hỏi thăm hàn huynh hỏi không sai nếu đại tuyền qua này chỉ là việc phun linh khí và nổi lên bảy hòn đảo nhỏ thì ba chúng ta sao lại để ý đến việc này Vấn đề mấu chốt là chúng ta đã phát hiện ra đại tuyển qua này không biết bao nhiêu năm trước là trận nhãn của một cái phong ấn đại trận mà bảy tòa linh đảo này cũng chỉ một bộ phận của pháp trận này mà thôi. Đạo hữu hẳn là biết trong đó nghiêm trọng ra sao. Chí Dương Thượng Nhân cười khổ nói. Phong ấn pháp trận, cái này muốn phong ấn cái gì mà lại lớn như thế. Hàn lập rốt cục sắc mặt đại biến, có chút hoảng sợ. Mặc dù hắn không biết cái pháp trận này rốt cuộc có bao nhiêu lớn nhỏ nhưng chỉ cần nhìn khoảng cách giữa bảy toàn đảo nhỏ thì có thể tưởng tượng ra pháp trận này lớn thế nào. Chuyện này chúng ta cũng không biết do không có đầu mối nhưng vật bị phong ấn khẳng định có liên quan đến cổ ma giới cùng cổ ma. Chuyện này muốn xin mời Trí Dương Huynh nói một chút, dù sao ngày đó Trí Dương Huynh cũng đã lặn xuống tầng dưới chót của đại tuyển qua, xem tình hình nơi đó. Nhụy vô nhai chậm rãi nói, bần đạo thấy gì nói đó thôi, đại tuyền qua này thật ra tất cả đều là vô biên ma khí sâu không lường được cụ thể bao nhiêu thì căn bản không cách nào dò xét rõ ràng được toàn bộ đều dựa vào vạn trượng tinh thuần linh khí trong suối chảy trấn áp nên lúc này mới không lao thoái ra khỏi tận nhưng vạn nhất bao phát ra thì khẳng định đây là một hồi đại kiếp đối với thiên nam chúng ta cả thiên linh khí của thiên nam đều sẽ lập tức thay đổi thậm chí ta cũng hoài nghi vô biên hải trước kia bộ dáng vốn kinh khủng như vậy nói không chừng đáy biển này cùng ma khí đó có liên quan đạo sĩ bình tĩnh nói Hàn Lập khi nghe đến đó trong lòng không nói gì. Ba vị đạo hữu nếu bây giờ gọi Hàn Mỗ đến đây thì hẳn là có phương pháp giải trừ kiếp nạn này sao? Nếu ba vị cũng không có cách nào thì Hàn Mỗ càng thúc thủ vô sách. Hàn Lập hơi nhíu mày thản nhiên nói. Ma khí bộc phát cố nhiên là Lạc Vân Tông khẳng định bị ảnh hưởng lớn nhưng Ma Tông cùng tránh đạo minh khẳng định cũng không dễ chịu tí nào. Chỉ có cửu quốc minh ở quá xa thì có thể đặt mình ra ngoài nhưng nếu thật sự non nửa linh khí tại thiên nam bị mất thì cửu quốc minh sao có thể thật sự kê cao gối không lo. Các tông phái thiếu nơi tu luyện cùng tư nguyên khẳng định là một lần nữa khơi màu đại chiến cướp đoạt tư nguyên tu luyện. Cho nên Hàn Lập lúc này ngược là rất chấn định. Ba người chúng ta sau khi phát hiện ra họa lớn này lập tức đi khắp nơi siêu tầm tư liệu giải quyết kiếp nạn này. Kết quả là chúng ta đã tìm được tài liệu có liên quan đến phong ấn pháp trận này. Lại nói tiếp việc này thật là có chút khó tin, sự tình dĩ nhiên lại còn liên quan tới đại tấn tu tiên giới. Ngụy Vô Nhai khi nói tới đây thì nhìn Chí Dương thượng nhân liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Đại tấn, Hàn Lập lúc này thực sự giật mình, đạo hữu cũng biết là điển tịch này liệu có tìm được chỗ nào khác sao? Chí Dương thượng nhân cười khổ một tiếng có chút bất đắc dĩ nói. Ý tứ của thượng nhân là có chút khó hiểu, Hàn Lập mơ hồ đoán được cái gì, vẻ mặt kinh ngạc nói. Xem ra Hàn đạo hữu đã đoán được Tư liệu có liên quan đến thượng cổ phong ấn pháp trận này đúng là do bổn môn tìm được trong một quyển điển tịch bí ẩn qua đó cũng thuận tiện tra ra một ít vấn đề sâu xa của Thái chân môn chúng ta. Thời cổ đại bổn môn là một trong ba đại đạo môn tại đại tấn tu tiên giới chân cực môn mà một nhánh được cử đến thiên nam này là để trông coi thượng cổ phong ấn pháp trận này. Đạo sĩ lộ ra một điệu cười khổ khó coi nói, chương 871, tham dù đại tuyển qua. Quý môn xuất thân đại tấn, không sai, nhưng đó là sự tình chẳng biết bao nhiêu năm trước. Bởi vì đã lâu năm lắm rồi, thái chân môn đã sớm đoạn tuyệt cái phương diện truyền thừa này rồi ngoại trừ vài loại công pháp đặc biệt từ xưa đại bộ phận pháp quyết hiện tại của bổn môn cùng truyền thừa sớm cùng cực chân môn không hề có quan hệ nữa nếu không có chuyện ta vô ý tìm được thượng cổ điển tịch giấu tại bí địa của nội tông việc này đại khái sẽ vĩnh viễn không bị người biết được trí dương thượng nhân cảm thán nói trí dương đạo hữu trong điển tịch đối với phong ấn pháp trận nhắc tới chút gì không có hay không tìm được biện pháp giải trừ kiếp nạn ở bên trong hàn lập có chút đăm chiêu hỏi bên trên mặc dù sự tình phong ấn nói cực kỳ trịnh trọng nhưng tin tức liên quan lại tương đối mơ hồ. Cũng không có kể lại rõ chi tiết đặc biệt gì, cũng may nó cung cấp vị trí cấu hình của phong ấn pháp trận. Ba người chúng ta tập hợp một ít trận pháp đại sư, trải qua mấy năm nghiên cứu, cuối cùng tìm được một phương pháp chữa trị pháp trận đạo sĩ vẻ nghiêm trong nói. Chẳng qua phương pháp này, ngoại trừ phải tập trung lượng lớn tu sĩ cao cấp, còn đưa một trận bàn trôn ở nơi chúng ta chỉ định sâu trong đáy biển mới được. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta muốn tìm hàn đạo hữu tới đây cũng chỉ có ích tà thần lôi hộ thân của hàn đạo hữu mới có thể chân chính khắc chế ma khí ma hóa khi nhập thể có thể xâm nhập tra xét đến tận cùng ngụy vô nhai bình tĩnh nói hàn lập nghe đến đó nhíu mày một cái nhìn bộ dáng mấy vị đạo hữu hẳn là đã nghiên cứu phương pháp này một thời gian mà hàn mỗ gần đây mới trở về lạc vân tông trước đó không biết mấy vị đạo hữu định dùng phương pháp gì tống ma khí vào sâu trong trận hàn lập sau khi nhíu mày thong dong nói Ngụy Vô Nhai cùng Chí Dương Thượng Nhân vừa nghe câu này không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra sự tình này không thể gạt được Hàn Đạo Hữu. Chúng ta trước đúng là có chuẩn bị một phương pháp, vốn định thỉnh vài thế lực lớn xuất ra vài kiện thối ma trí bảo, tập trung trên người một tu sĩ tu luyện loại công pháp tị tà, làm cờ tiến vào trong ma khí thử trước một lần. Nhưng ma khí phía dưới thực lợi hại, loại phương pháp này chỉ nắm chắc 4 đến 5 thành mà thôi, thất bại có thể tính là rất lớn. Nhưng ích tà thần lôi của Hàn Đạo Hữu không giống uy lực chính của ích tà thần lôi chính là chuyên môn khắc chế ma khí. Đối cho hàn đạo hữu làm việc này cơ hồ là chuyện dễ dàng trí dương thượng nhân cười nói. Thì ra là như thế, đấy cũng là một phương pháp không tồi hàn lập cười khẽ nói. Theo lý thuyết sự tình liên quan cả thiên nam, tại hạ tự nhiên nên một lời đáp ứng việc này, nhưng trước khi đáp ứng, hàn mỗ có thể trước đi xem một chút ma khí vô biên kia lợi hại như thế nào không? Tại hạ không muốn làm những việc không nắm chắc hàn lập ánh mắt chấp động vài cái, tiếp theo nói như vậy cái này tất nhiên là phải làm hiện tại hợp hoan lão mà đang ở đại tuyền qua giám thị biến hóa của ma khí không bằng đạo hữu hiện tại đi xem một chút dù sao sớm đem ma khí phong ấn một lần nữa ta mới có thể sớm an tâm thêm một ngày trí dương thượng nhân không cần suy nghĩ đồng ý luôn ngụy vô nhai cũng gật đầu không có ý phản đối chứng kiến biểu hiện của hai người hàn lập trong lòng thoáng buông lỏng. xem ra việc này không có bẫy hơn phân nửa là không có vấn đề gì vì thế ba người lúc này rời động phủ của trí Dương Thượng Nhân, hướng thẳng đến nơi Hàn Lập cảm ứng có linh nguyên rất lớn mà đến. Vừa ra khỏi linh quy đảo, ba người lập tức hóa thành ba đạo trường hồng hướng phía tây phi độn tới. Ước chừng bay hơn trăm dặm, rốt cục cũng chứng kiến một cụm ánh sáng mênh mông xa xa trên mặt biển lè lè sáng lên, mảng lớn ngũ sắc hà quang trên cao không ngừng ngưng tụ xoay tròn, giống như một cái phiểu thật lớn đang treo ngược, mà một mặt như có chút không liên kết với phía dưới quang đoàn, hình thành gì cảnh cực kỳ khác lạ. Hàn Lập đứng nhìn nó, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thần thức của hắn cảm ứng bên dưới, bất luận bạch sắc quang đoàn hay là ngũ sắc hà quang cũng ẩn chứa linh khí tinh thuần kinh người. Đến nơi là linh mạch đỉnh cấp cũng không được như vậy. Đây là đại tuyền qua, Hàn Lập thì thào tự nói một câu, không sai, chính là trong này, hợp hoan lão mà chính là ở bên trên tiểu thạch kia đả tọa. Chúng ta trước cùng hắn hội hợp rồi nói tiếp chí dương thượng nhân hướng phía xa chỉ một cái, đột nhiên nói thuận theo phương hướng được chỉ, thần thức đảo qua, quả nhiên ở bên kia phát hiện một gã hắc bào đại hán đang khoanh chân ngồi ở trên một khối đá ngầm cách quang đoàn hơn 10 dặm. Chính là hợp hoan lão ma, thần thức của Hàn Lập sau khi đảo qua hợp hoan lão ma hai mắt đóng chặt bỗng nhiên mở ra, một đôi mục quang lãnh liệt hướng Hàn Lập bên này liếc mắt một cái, đột nhiên đứng dậy. Tiếp theo thân hình thoáng một cái, lão ma đã xuất hiện trên không trung Lúc này, độn quang của mấy người Hàn Lập cũng phi nhanh tới. Hợp hoan, hàn đạo hữu đã đến xem ra chúng ta không lâu nữa có thể đem pháp trận một lần nữa chứa trị trí dương thượng nhân sau khi dừng đột quang ở phụ cận hợp hoan lão ma mỉm cười hô hàn lập cùng ngụy vô nhai cũng trước sau hiện ra ồ hàn đạo hữu nguyện ý ra tay hỗ trợ tự nhiên là chuyện tốt có ích tà thần lui bực thần công này đương nhiên sẽ mã đáo thành công rồi hợp hoan lão ma cũng không có lộ ra nụ cười chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn hàn lập sau đó nói bộ dáng lại có một chút lạnh lùng hàn lập thấy tình hình này trước là có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được sao lại thế này, không khỏi hơi mỉm cười. Ích tà thần lôi chuyên môn khắc chế ma công, đối với một ít ma đạo tu luyện ma tu thượng của ma công tự nhiên có uy hiếp rất lớn. Vị này thân là ma đạo đệ nhất tu sĩ, đương nhiên không có khả năng cho hắn một cái sắc mặt tốt gì, mà trí dương thượng nhân lần trước cùng hắn gặp mặt thì khách khí dị thường, đại khái cũng có ý nghĩ muốn mượn sức hắn đến đối kháng với ma đạo. Hàn lập âm thầm lắc đầu, mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng không có để trong lòng lấy tu vi hiện tại của hắn cho dù hợp hoan lão ma có ý định giết hắn việc tự bảo vệ mình cũng có thừa không cần quá sợ hãi càng huống chi hắn cũng tin tưởng rằng lão ma này cũng tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình không chút không ngoan này ngụy vô nhai xem thấy hàn lập muốn xem ma khí muốn nói một chút về việc này hợp hoan lão ma nghe vậy mày nhân lại nhưng vẫn gật đầu đồng ý dưới sự dẫn dắt của ba người Hàn Lập theo đuôi bay về phía quang đoàn cách đó không xa. Sau khi lại gần một chút, cái gọi là đại tuyển qua liền rơi vào trong mắt Hàn Lập hết sức rõ ràng. Ở trên mặt biển cách đó không xa, một đại động đường kính ba bốn trăm trượng xuất hiện nơi này. Nói là suối, nhưng ở giữa một giọt nước cũng không có. Ngược lại từ bên trong thỉnh thoảng tuôn ra một làn bạch sắc linh khí tinh thuần. Tiếp theo linh khí bay lơ lửng trên trời dưới ánh mặt trời, hóa thành một phiến lớn hà quang che khuất một cả nửa bầu trời, vẻ diễm lệ dị thường. Hàn Lập hít sâu một ngụm hải khí ẩm ướt, cảm thụ sự tinh thuần của linh khí xung quanh, trong lòng có chút hoảng sợ. Đại tuyền qua này xuất hiện đã một thời gian dài, nếu mỗi ngày đều phóng thích linh khí như thế, lượng linh khí trôi đi thực là cực kỳ kinh người. Bởi vì ở bên cạnh không thấy rõ lắm tình hình bên trong đại tuyền qua, Hàn Lập không nói không rằng, thanh quang trên người chợt ẩn chợt hiện, người liền bỗng nhiên xuất hiện trên cao nhìn xuống trung tâm, định xuống phía dưới để xem xét. Nhưng vừa mới hiện hình trên không trung, Hàn Lập liền cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại làm thân hình hắn trầm xuống, sau đó cự lực đem hắn xé ra ép hắn túm xuống. Hàn Lập cả kinh, nhưng hộ thể linh quang điên cuồng lóe sáng, lập tức hình thành một tầng hào quang minh mông bảo vệ toàn thân. Bằng vào tu vi cao thâm, người hắn chỉ rơi xuống dưới hơn trượng liền lập tức bất động như không có việc gì vậy. Lúc này Hàn Lập mới yên tâm nhìn xuống phía dưới, lam quang trong đồng tử có chút chấp động. Một màn này làm mấy người trí dương bên ngoài đang nhìn kỹ Hàn Lập, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chí Dương Huynh, ta nhớ rõ lần trước quý môn có nguyên anh trung kỳ mã trưởng lão cũng không dùng pháp bảo gì bay trên không đến nơi này, nhưng hình như bị rơi xuống liên tiếp hơn chục trượng mới có thể miễn cưỡng dừng lại thân hình ngụy vô nhai xoay đầu, bỗng nhiên ngưng trọng hướng Chí Dương Thượng Nhân nói. Không sai, đúng là có chuyện này. Hấp lực tại trung tâm xoáy nước không phải là nhỏ, đúng là do chúng ta không đề phòng cũng muốn hoảng một chút vị đạo sĩ mắt cũng lộ ra dị sắc nói. Điều này cũng không sai, trước kia ta đã cảm giác được hàn đạo hữu công pháp tựa hồ có chút quỷ dị rõ ràng so với tu sĩ đồng cấp cao thâm hơn rất nhiều hiện tại sau khi tiến cấp đến nguyên anh trung kỳ pháp lực liền càng thêm tinh thuần tu sĩ phổ thông còn xa mới sánh bằng thật không hiểu hắn chủ tu pháp quyết ra sao mà lại có loại hiệu ứng bất ngờ này ngụy vô nhai tấm tắc hai tiếng có chút hâm mộ nói cũng không rõ ràng lắm tuy nhiên có vài đỉnh cấp công pháp đích xác có thể làm cho pháp lực tu sĩ tăng lên nhiều nhưng là nếu không phải rất khó tu luyện thành, nếu không cũng có khuyết điểm cực lớn nào đó, có chút mất nhiều hơn được. Vị hàn đạo hữu này không biết là có tu luyện một loại trong đó không chí dương thượng nhân trần trừ một chút, cũng không thể khẳng định mà nói. Hợp hoan lão mà ở một bên một câu cũng không nói, nhưng sắc mặt âm trầm xuống. Lúc này thân hình hàn lập trên không trung nhoáng lên, thanh quang sau khi hiện ra, người đã trở về bên canh ba đại tu sĩ. Xoáy nước này bên trong quả nhiên linh khí kinh người, trên mặt biển mà còn có hấp lực lớn như thế. Không biết xâm nhập tiếp xuống phía dưới còn có nguy hiểm gì nữa hàn lập bình tĩnh nói. Bởi vì có vạn trượng linh khí tương cách, thần thức không cách nào xâm nhập xuống phía dưới. Muốn quan sát ma khí cũng chỉ có cách xâm nhập đến đáy mới có thể chứng kiến. Mặc dù áp lực phía dưới đều không giống như chúng ta cố ý chuyển ra như vậy, căn bản không thể ngăn cản. Nhưng thời điểm đạo hữu đi xuống, vẫn là còn có xuất ra vài món bảo vật tốt, hơn nữa bên trong xoáy nước còn có lượng lớn xoáy nước nhỏ một khi bị cuốn vào trong đó cũng có chút nguy hiểm. Như vậy đi, bần đạo liền cùng đạo hữu đồng thời đi một chuyến trí dương thượng nhân chẳng biết nghĩ thế nào lại nói như thế. Thượng nhân đồng ý bồi tiếp hàn mỗ cùng đi, dĩ nhiên là rất tốt, làm phiền trí dương huynh hàn lập nghe vậy mừng rỡ, những băn khoăn nhất định ban đầu trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này, hàn lập cùng trí dương thượng nhân hóa thành hai đạo cầu vồng đột nhập vào trong xoáy nước không thấy bóng dáng. Nhất thời trên biển chỉ còn ngụy vô nhai cùng hợp hoan lão ma hai người hai người yên lặng nhìn chỗ trung tâm xoáy nước, trong lúc nhất thời không có nói cái gì. Ngụy Huynh, người đối với vị lạc phân tông hàn đạo hữu thấy thế nào thời gian bao lâu không biết, hợp hoan lão ma đột nhiên lên tiếng, đầu cũng không chuyển, thản nhiên nói. Nhận thấy như thế nào, lời này của đạo hữu là có ý gì? Ngụy vô nhai nghe vậy nhẹ cười rộ lên, ung dung nói. mươi 872, ma khí trị uyên. Hừ, Ngụy Huynh biết rồi cần gì phải hỏi. Ta cũng không tin đạo hữu không có vài phần hơi kiêng kỵ người này cũng đã tiến cấp đến nguyên anh trung kỳ hơn nữa thân còn mang vài loại thần thông uy lực cũng không nhỏ chờ sau khi tiến cấp đến nguyên anh hậu kỳ thiên nam còn chỗ nào cho ta sống yên ổn chứ hắc bảo đại hán lạnh lùng nói hắc hắc cái nhìn của ta cùng với hợp hoan huynh có chút bất đồng ngụy vô nhai liếc hợp hoan lão ma một cái uể oải cười nói có cái gì bất đồng ngụy huynh không ngại nói một chút xem Chẳng lẽ tiểu tử này sau khi tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ ngụy huynh vẫn có tự tin áp chế được hắn Hợp hoan lão ma âm trầm nói, áp chế, vì cái gì phải áp chế? Lão Phu là tu sĩ già nhất trong ba vị, nhiều lắm thì hơn trăm năm nữa là tỏa hóa, hắn cho dù là chân tiên chuyển thê, trong vòng trăm năm cũng không có khả năng lại tiến cấp. Nếu đúng như lời nói, cho dù hắn về sau có khả năng thông thiên, có thể quét ngang cả thiên nam, cái này lại có liên quan gì đến lão Phu chứ? Ngụy vô nhai thản nhiên nói, Ngụy huynh cam tâm để thế lực tâm huyết giúp đỡ đi lên cuối cùng đều bị hắn một mình đoạt đi sao? nếu đạo hữu có lời đồng ý cùng ta liên thủ, ta sẽ nhượng bộ huynh một chút hợp hoan lão ma hai mắt khép hờ nói. Tại hạ không có hứng thú đa sự, càng huống chi hợp hoan huynh không cảm thấy hiện tại làm mấy hành động này, đầu óc có chút trì trệ sao chứ. Nếu người này còn là nguyên anh sơ kỳ thì đạo hữu đồng ý nỗ lực trả giá tất cả, tại hạ khả năng có chút động tâm. Nhưng hiện tại đối phương tu vi còn không cùng đẳng cấp với ta, nhưng thần thông so với ta không yếu hơn. Tại hạ không có hứng thú kết một cừu gia đồng cấp, lại càng không nghĩ muốn cấp cho bổn môn một mối họa khôn cùng A. À. Hợp hoan đạo hữu cũng không nên quên loại tồn tại cấp bậc như chúng ta, muốn hoàn toàn diệt sát cơ hồ không có khả năng. Cho dù kế hoạch trước sau có chu toàn cũng có khả năng rất lớn là thất bại trong gang tắc. Đương nhiên nếu có thể dùng trận pháp lần trước đối phó với cổ ma thì cũng có thể. Nhưng lấy cái nhìn của ta, đạo hữu hay là không nên làm mấy cái động tác vô dụng này, ngược lại còn chọc vào định ý của người này dù sao cơ hội người này thực sự thống nhất thiên nam cũng sẽ không kéo dài bao lâu không nên quên kết cục của tên tu sĩ hóa thần kỳ lúc trước từng tung hoành cả thiên nam ngụy vô nhai khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói hợp hoan lão mà nghe mấy lời này thì ngẩn ra lập tức có chút đăm chiêu im lặng cũng không biết có nghe thấu mấy lời này của ngụy vô nhai hay không mà lúc này hàn lập và trí dương thượng nhân đã xâm nhập xuống phía dưới lốc xoáy mấy ngàn trượng do linh khí đè nặng bên dưới hai người đương nhiên không có khả năng bay tới tận đáy trong nháy mắt mà chỉ có thể chậm rãi xuống dưới. Hàn lập sớm đem lam quang thuẫn ra, hóa thành một tầng hào quang màu lam bảo vệ toàn thân. Đồng thời hơn 30 thanh phi kiếm hóa thành tầng tầng kiếm ảnh, chuyển động không ngừng, bay quanh thân thể hắn, thân hình không ngừng trầm xuống. Về phần trí dương thượng nhân bên cạnh thì càng thêm khoa trương, lại từ đầu đến giờ, bằng vào một thanh phi kiếm trắng lở mở hóa thành một đạo cầu vòng xoay quanh thân thể hắn không ngừng, liền dễ dàng phá vỡ tầng tầng bạch sắc linh khí, cùng hàn lập sóng vai hạ xuống. Điều này làm cho Hàn Lập nhìn thấy trong lòng khâm phục. Mấy lão quái vật nguyên anh hậu kỳ quả nhiên đều tồn tại một ít bất thường. Nghĩ tới đây, Hàn Lập lại dùng thần thức quét qua phía dưới một chút. Kết quả sau khi thẩm thấu xuống phía dưới gần 10 thước, thần thức đã bị phản ngược lại, một chút hiệu quả cũng không có. Về phần minh thanh linh nhãn, thật ra có thể nhìn thấu khoảng cách xa hơn, đạt tới 3-40 trường, nhưng trong mắt, chỗ xem được vẫn là một mảnh minh mông màu trắng. Thật ra ở đây thỉnh thoảng xuất hiện lốc xoáy linh khí nhưng không thể thoát khỏi thần thông của linh nhãn tất cả đều bị hàn lập trước đó nhìn thấy đã xảo diệu chọn qua hắn mỗi lần đều có thể trước đó đoán trước cùng né qua lốc xoáy linh khí bí ẩn mà hành động tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của trí dương thượng nhân đạo sĩ thầm cảm thán ý muốn mượn sức hàn lập càng mạnh cho nên hàn lập có hay không tiến cấp đến nguyên anh hậu kỳ việc nhất thống các đại thế lực lão đạo một chút lo lắng cũng không hắn tự vấn mình tuyệt đối không có nhìn lầm loại khổ tu tu sĩ nhất tâm truy tìm thiên đạo như hàn lập chỉ cần việc không liên quan đến mình liền chỉ biết yên lặng khổ tu mà thôi, căn bản sẽ không làm loại sự tình phí công tốn sức, nếu không, lấy thần thông của Hàn Lập, không muốn nói Lạc Vân Tông, dù là khống chế cả khuê quốc cũng là sự tình tuyệt đối dễ dàng. Mà trước đây, căn cứ theo nội tuyến của Chính đạo Minh tại khuê quốc hồi báo, bất luận đối phương tại Nguyên Anh sơ kỳ hay khoảng thời gian sau khi tiến cấp trung kỳ, vị tu sĩ trẻ tuổi này không có chút dấu hiệu về khía cạnh này. Kể từ đó, làm cho lão đạo càng thêm yên tâm sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập đánh giá không sai biệt lắm đã hạ xuống sâu hơn vạn trường, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn một cái. trên đỉnh đầu đồng dạng một mảnh minh mông bị linh khí ngăn cách, không cách nào nhìn ra xa được. mà ở bốn phía, trên phi kiếm đều truyền đến áp lực rất lớn, làm cho hắn đoán chừng nếu muốn xâm nhập đến độ sâu như thế, thật đúng là ít nhất phải có tu vi nguyên anh trung kỳ mới có khả năng. nếu không phải thanh nguyên kiếm quyết hắn tu luyện vốn so với tu sĩ đồng cấp pháp lực thâm hậu hơn nhiều chỉ sợ hiện tại cũng có chút cố hết sức rồi. Hàn Lập đang tự định lượng, Chí Dương Thượng Nhân ở một bên đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói. Hàn Đạo Hiếu, sắp đến đáy rồi, phải cẩn thận một chút, đa tạ Đạo Huynh thức tỉnh. Hàn Lập vội vàng đem tâm thần thu vào, ngưng trọng nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên sau khi lần nữa xuống hơn 10 trượng, sâu phía dưới xuất hiện quang mang màu trắng sữa, ánh sáng chói mắt, phảng phất hình dáng một tầng quang mạc rất dày. Thấy tình hình phía dưới, thân hình vừa chậm, một lát sau cùng trí dương thượng nhân đồng thời đứng ở trên quang mạc trên không. Dưới sự hiệp trợ của Linh Nhãn, Hàn Lập có thể thấy rõ ràng sau màn ánh sáng trắng trong, vô số luồng ma khí không ngừng nhúc nhích, xuất hiện đen đặc. Đây là ma khí bị chân áp, quả nhiên phiền toái không nhỏ. Hàn Lập nhìn chằm chằm quang mạc, thì thảo nói, không sai, ma khí bên dưới nhiều lắm, đã hình thành một ma khí thâm uyên căn bản chẳng biết sâu bao nhiêu cùng rộng bao nhiêu. Không dối gạt đạo hiếu, Lão phu tự nhận thấy công pháp tu luyện cũng có chút tính chất trừ tà, cũng từng tự tiến vào thể nghiệm một lần, nhưng là xâm nhập vào trong trăm trược, liền tự biết không cách nào đợi lâu, lập tức lui ra ngoài. Ma khí này bất luận ma tính hay số lượng, thật sự không phải tu sĩ bình thường có thể tiếp xúc. Nếu tu luyện thượng cổ ma công mà tiến vào đó, mặc dù tu vi có khả năng tăng vọt nhưng tuyệt đối sẽ bị ma khí quán nào, vì thế mà thần trí đại thất trí Dương thượng nhân hướng Hàn Lập giải thích. Hàn Lập nghe đến mấy lời này gật đầu ngưng trọng nhìn ma khí sau quang mạc một từ cũng không phát mà tự đánh giá cái gì đó chí dương huynh người chờ ở đây một chút tại hạ tiến vào xem ma khí lợi hại đến trình độ nào rồi một lát sau hàn lập mới mở miệng vậy hàn huynh cẩn thận chí dương thượng nhân sớm đã đoán được hàn lập sẽ nói lời này bởi vậy cũng không kinh ngạc hàn lập không nói lời thừa sau khi thân hình lắc một cái người liền xuất hiện ở gần khu vực phía trên quang mạc trong gang tấc mũi chân hướng phía dưới điểm nhẹ một đạo thanh sắc kiếm khí dài từ người bắn nhanh ra nháy mắt đã xuyên thấu quang mạc bắn vào trong ma khí không thấy chút bóng dáng nào hàn lập mặt hơi ngẩn ra nhưng lập tức hiểu được quang mạc này đúng là chỉ hữu hiệu cấm chế ma khí ngay lập tức bỏ qua ý định tiếp tục thi triển bí thuật phá cấm mà vào trong lòng nghĩ như vậy kim sắc kiếm ảnh bao quanh tứ phía vang lên một trận tiếng sấm từng đạo kim sắc điện hồ hình cung từ trên phi kiếm bắt đầu động đậy hết hóa thành một điện võng lớn phiêu phủ bốn phía quanh hàn lập sự lĩnh ngộ và nắm giữ ích tà thần lôi hắn chính là đã sớm đến một cái cảnh giới khó tin hai tay bắt quyết điện võng kịch liệt biến nhỏ lại trong khoảnh khắc liền áp sát vào lam quang thuần hóa thành một màn hào quang phía trên hình thành một khối cầu điện võng cực lớn mà phi kiếm này dưới sự thúc động của thần thức liền thu nhỏ lại nối nhau bay vào trong cổ tay áo bị thu vào trong cơ thể lúc này thân hình hàn lập mới vô thanh vô tức chìm vào trong quang mạc không bị bất cứ trở ngại gì tiến vào trong ma khí oanh ầm ầm thanh âm chợt vang lớn phương hướng vừa tiến vào ma khí đen thui bị giam cầm mà đánh tới nhưng đang trong tiếng sấm ma khí bị đánh cho sơ xác nhưng phía sau vẫn đang nối nhau tiếp tục hướng vòng vây công tới hàn lập thực không có hành động chỉ đứng tại chỗ nhìn từng đoàn ma khí bị kim hồ đánh cho sơ xác lại ngưng tụ thành hình nhằm phía vòng bảo hộ hàn lập nhướng mày đánh giá tốc độ tiêu hao ít tả thần lôi có chút lưu tâm sau đó hắn nghiêng đầu ngẫm lại rốt cuộc hướng tới chỗ sâu trong ma khí bay tới Giờ phút này Hàn Lập căn bản không dám đem thần thức lộ ra ngoại vòng bảo hộ. Dù sao nơi này ma khí nồng đậm như thế, sợ rằng ma tính ẩn chứa ngay cả thần thức của tu sĩ chỉ sợ cũng có thể dơ bẩn. Hắn cũng không muốn bởi vì khinh thường mà làm cho chính mình bị nhiễm bẩn. Hiện tại duy nhất có thể dựa dẫm vào chỉ có minh thanh linh nhãn. Nhưng ở ma khí trị uyên này tối đen như mực, linh nhãn cũng chỉ có thể nhìn được xa mấy trượng mà thôi, là không thể thấy rõ cái gì nữa, thân hình tự nhiên cực kỳ thong thả bất quá không có xâm nhập quá xa, bay được khoảng gần 200 trượng thì Hàn Lập liền dừng thân hình, tại bốn phía giò xét trong chốc lát. Một lát sau, hắn không chút suy nghĩ, án theo đường cũ phản hồi ra ngoài. Ích tà thần lôi quả nhiên sắc bén, đạo hữu bên trong thời gian dài như vậy, vẫn không chút bị thương, quả nhiên đúng như danh tiếng Hàn Lập mới từ trong quang mạc đi ra, chi dương thượng nhân đã cười tán thưởng. Không có gì, đây cũng là do ma khí không người thao túng, cho nên mới có thể dễ dàng đánh tan chúng như vậy ta bây giờ trước trở lại bên trên rồi nói tiếp Hàn Lập cười một cái. Thân sắc như thường nói, trí Dương Thượng Nhân không có hỏi nhiều, lúc này gật đầu đồng ý. Vì thế Hàn Lập đem kim hồ thu lại, sau đó lần nữa thả ra tất cả phi kiếm, hai người hướng phía trên bay đi. Thế nào, lấy ích tà thần lôi của Hàn Đạo Hiếu, ở trong ma khí hắn vô ngại chứ? Hàn Lập cùng đạo sĩ mới từ trong lốc xoáy phi độn ra, hai người ở phụ cận bên ngoài hiện thân thì ngụy vô nhai cũng không chút hoang mang hỏi thoạt nhìn thì hàn mỗ có thể thử đi vào một lần. Bất quá, trước khi đáp ứng cũng hỏi qua các vị đạo hữu một chút, rốt cuộc là định đem trận bàn kia đặt ở nơi nào. Nếu xâm nhập vào ma khí quá sâu, chỉ sợ ích tà thần lôi của tại hạ cũng không thể duy trì tốc độ tiêu hao hàn lập sau khi tự đánh giá, liền không trần chờ hỏi. Vị trí cụ thể chờ quay về động phủ hãng nói tiếp đi. Cái trận bàn kia bây giờ còn ở trong tay mấy vị pháp trận đại sư, chúng ta đi trước mang tới trận bàn, lại cẩn thận thương lượng tiếp một chút, mới có thể thực làm cho hàn đạo hữu có đường lui. Dù sao cách chế tác trận bàn này cũng không đổi, cũng không thể để mắt hợp hoan lão ma thản nhiên nói. chương 873, Đắc Linh Đảo Đối với lời nói của hợp hoan lão ma, nhóm người Hàn Lập không có ý kiến gì, đoàn người về quy linh đảo trước. Hàn Lập hỏi trí dương thượng nhân muốn một gian mật thất, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một đêm. Mà mấy người ngụy vô nhai trước tới chỗ trận pháp sư lấy trận bàn. Sáng sớm hôm sau, Hàn Lập ở trong mật thất nhận được truyền âm của Chí Dương thượng nhân, lúc này mới đến đại sảnh. Chỉ thấy Ngụy Vô Nhai ba người ngồi trên ghế, tụ lại một chỗ nói cái gì đó. Hai hàng lông mày nhíu lại, Hàn Lập cũng không khách khí tiêu sái đi tới. Hàn Đạo Hữu mời ngồi, đây là vị trí cụ thể phải chôn trận bàn căn cứ theo nghiên cứu về pháp trận phong ấn, hy vọng Đạo Hữu mang trên người và nhớ kỹ Ngụy Vô Nhai vừa thấy Hàn Lập lại đây lập tức khách khí hô, bàn tay vừa lật, đem một khối ngọc giản màu đỏ đặt trên chiếc bàn trước người tiếp đó bất động thanh sắc nói. Ngoác tay một cái, phù một tiếng tự động bay tới, bị hắn cầm trong tay, sau đó tùy ý chọn một cái ghế khác gần đó ngồi lên, đem thần thức đắm chìm trên ngọc giản. Một lúc sau, hàn lập thần sắc dần dần biến đổi, chờ hắn đem thần thức từ trong ngọc giản rút ra thì sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm hẳn xuống. Ba vị đạo hữu mời hàn mỗ xâm nhập vào nơi sâu như thế bố hạ trận bàn, có phải muốn cho tại hạ có đi không có về không? Hàn lập đem ngọc giản hướng trên bàn ném đi, ngẩng đầu lạnh lùng nói. Đạo hữu thế nào lại nói câu đó chứ? Mặc dù vị trí trận bàn bố trí ở sâu, nhưng hàn đạo hữu có ích tà thần lôi hộ thân, tới đó hắn là hoàn toàn không thành vấn để hợp hoan lão ma bất động thanh sắc, bình tĩnh nói. Có phải không, chẳng lẽ hợp hoan huynh cho rằng ích tà thần lôi của hàn mỗ vĩnh viễn không tiêu hao sao chứ? Hay chỉ cần đem trận bàn bày bố tốt là không cần lo lắng chuyện quay lại? Hàn lập liếc lão ma một cái, dùng ngữ khi có chút tức giận nói. Nghe ý tứ của đạo hữu Ích tà thần lôi có được không đủ duy trì người tới lui một chuyến. Nhưng Ngụy mẫu nhớ, lúc cùng cổ ma nó đánh một trận trong trụy ma cốc, lượng ích tà thần lôi đạo hữu điều khiển không ít. Hắn không phải là vấn đề chứ Ngụy Vô Nhai nhướng mày chậm rãi nói. Mấy vị đạo hữu chính là tiến vào trong ma khí, chỉ sợ không có xâm nhập xuống được bao sâu hàn lập mặt lộ một tia cổ quái nói. Đạo hữu nói thế là, Ngụy Vô Nhai sững sốt, hợp hoan lão mà ánh mắt chớp động vài cái, lại không nói gì. Mà trí dương thượng nhân cúi người xuống, tựa hồ xem xét điều gì đó. Nếu là xâm nhập quá xuống dưới một độ sâu nhất định mà nói, hắn là sẽ rất rõ ràng ma khí thâm nguyên kia càng đi xuống sâu, mà tính ẩn chứa trong ma khí cũng càng lợi hại, ít tà thần lôi tiêu hao cũng càng nhanh. Đây là tại hạ sau khi xâm nhập xuống hai ba trăm trượng mới cho kết luận. Hàn mỗ tuy nắm giữ chút ít tà thần lôi, nhưng ở trong ma khí phía dưới mấy ngàn trượng, tuyệt không duy trì được bao lâu hàn lập hai tay hướng trước ngực. 10 ngón tay đan vào nhau, sau đó lạnh lùng nói. Có loại chuyện này sao Chí Dương Huynh, trong ba người chúng ta ngươi là xâm nhập ma khí sâu nhất, có thật hay không có việc này? Ngụy vô nhai cao mày, chuyển sang hỏi Chí Dương Thượng Nhân một câu. Thực sự vấn đề này không dễ nhìn thấy, thời điểm tại hạ vận dụng bí công xâm nhập sâu xuống ma khí một chút, đích xác cảm thấy pháp lực tiêu thất so với lúc vừa mới tiến vào nhanh hơn một chút. Ta nguyên bổn nghĩ rằng hàn đạo hữu không có xuất hiện hiện tượng này. Đang muốn nhắc nhở một chút, Chí Dương Thượng Nhân thở dài, gật đầu thừa nhận nói. Nói như thế, nếu lúc trước chúng ta cho tu sĩ mang theo trí bảo trừ ma tiến vào trong ma khí, cho dù lúc đầu bình yên vô sự, nhưng sau khi xâm nhập vào đó, cũng có thể bị nguy hiểm do ma hóa hợp hoan lão ma sắc mặt cũng khẽ biến đứng lên. Không sai, cho nên bần đạo đối với kế hoạch lúc trước hứng thú không lớn. Nhưng tại hàn đạo hữu chưa xuất hiện, trước mắt lại không có biện pháp cho nên cũng không ngăn cản Chí dương thượng nhân lộ ra một chút cười khổ. Hàn lập thở ơ, lạnh nhạt nhìn ba người nói chuyện cùng vẻ mặt họ nhưng trong lòng lại có chút buồn bực hắn thật sự nhìn không ra ba vị này thực không biết việc này hay là cố ý hứa tốt mà tâm thì bất lương nhưng mặc kệ nói như thế nào đây cũng là để đối phó với sai lầm mà thôi hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng việc này đại sảnh nhất thời lâm vào trong yên tĩnh rõ ràng biết là đi chịu chết còn để cho người ta đi bố trí trận bàn cho dù là ai cũng khẳng định sẽ không đi làm về phần dùng phần đại nghĩa này áp lên hàn lập đây lại càng là sự tình không thể những người đang ngồi đều hiểu được tu vi đến loại tình trạng này của bọn họ đừng nói là nửa tiểu thiên nam chịu ảnh hưởng của ma khí cho dù cả thiên nam đều bị hủy những người đang ngồi cũng tuyệt không có ai lại làm loại sự tình xả thân vì người khác này tệ nhất cũng chỉ là bọn họ vỗ mông rời khỏi thiên nam lấy tu vi bọn họ đặt chân đến nơi nào cũng đều là chuyện dễ dàng mà cả thiên nam ngoại trừ hàn lập ra lại không có người có thể tiến vào trong ma khí để hoàn thành nhiệm vụ tam đại tu sĩ toàn bộ lâm vào trạng thái nhìn nhau. Đúng lúc này, Hàn Lập ánh mắt chấp động mấy cái, đột nhiên mở miệng chậm rãi nói, ta cũng biết việc này cũng đích xác là sự tình trọng đại, mấy vị đạo hữu cũng có chút khó xử hai mặt. Tại hạ có một chủ ý có thể thử một lần, chủ ý thế nào, Hàn đạo hữu cứ việc nói ra đi trí dương thượng nhân vội vàng nói. Ngụy vô nhai cùng hợp hoan lão ma tinh thần cũng rung lên, vội vàng nhìn lại. Rất đơn giản, ta tự nhận ích tà thần lôi kiên trì đến lúc bố trí trận bàn xong là có thể làm được nhưng khi trở về thì muốn phiền toái đây, cho nên trí bảo chu ma ích tà mấy vị đạo hữu chuẩn bị ban đầu phải để tại hạ dùng một chút mới có thể được. Như vậy hàn mỗ mới có thể kiên trì một chút thời gian. Bất quá loại cách làm này đương nhiên cũng nguy hiểm không nhỏ đến đây thanh âm của hàn lập một lần nữa có chút trần chờ hẳn lên. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể bố trí tốt trận bàn, trừ ma trí bảo cấp cho đạo hữu là hoàn toàn có thể ngụy vô nhai sắc mặt vui vẻ, vội vàng mở miệng nói. Đương nhiên, việc này nguy hiểm như thế, ba người chúng ta cũng sẽ không để cho hàn đạo hữu nhận lấy sự nguy hiểm này là vô ích hợp hoan huynh ý ngươi sao trí dương thượng nhân đúng lúc này đột nhiên hướng hợp hoan lão ma cười nói hợp hoan lão ma vừa nghe nói có chút ngẩn ra nhưng sau đó do dự một chút cũng liền gật đầu nói đúng là như thế thật ra không có việc này thì ba người chúng ta ban đầu cũng định đem một đảo trong thất linh đảo tặng cho hàn đạo hữu tặng cho tại hạ một tòa linh đảo sau khi nghe nói thế đồng tử của hàn lập không khỏi co rụt lại không khỏi cả kinh. Không sai, thật ra lúc trước khi phân chia bảy hòn đảo, mặc dù thoạt nhìn là bị thất đại tông môn phân chia, nhưng mấy cái tông môn này lại thuộc ba thế lực lớn chúng ta. Vừa lúc thừa ra một tòa không dễ phân chia, nguyên bổn định giữ lại cấp cho Long Xá cùng Phượng băng hai vị đạo hữu của Quý Minh. Nhưng vợ chồng hắn vừa đúng lúc này cả hai lại bế quan, không thể tới đây, đành phải tạm thời cho một tiểu môn phái không nổi danh ở tạm. Hiện tại đạo hữu một khi đã nguyện ý lấy thân phạm hiểm, tòa linh đảo này phân cho lạc vân tông của hàn đạo hiếu. Nói thế cũng sẽ không có người nào nói gì trí dương thượng nhân vẻ mặt ôn hòa nói. Thực có loại sự tình này sao? Hàn lập có chút ngạc nhiên, dù sao hắn cũng nghe nói, mấy tòa linh đảo không chỉ có linh mạch thượng cấp, đồng thời trên đảo còn có lượng linh thạch quáng không nhỏ. Điều này cực kỳ chân quý, bảy tòa tiểu đảo một khi đã là một bộ phận trong đại trận, pháp trận chữa trị hoàn toàn, mấy tiểu đảo này chẳng phải sẽ chìm xuống biển sao. Hàn lập ngẫm lại, có chút lo lắng hỏi, yên tâm, phương pháp chữa trị chúng ta dùng cùng phong ấn pháp trận nguyên bổn có chút bất đồng. Mấy cái tiểu đảo này đương nhiên không thể lãng phí, không cho chúng chìm xuống được. Đương nhiên tông môn tu sĩ chiếm cứ mấy tiểu đảo này, từ nay về sau đương nhiên cũng có nghĩa vụ cùng nhau bảo vệ phong ấn pháp trận ngụy vô nhai không chút hoang mang giải thích. Một khi ba vị đạo hữu đã hứa một trọng lễ như thế, hàn mỗ về tình về lý không đi chuyến này cũng không được. Nhưng sau khi kết thúc việc này, tại hạ sẽ không tiếp tục tham gia vào sự tình sau này hàn lập sau khi trầm ngâm một chút không khách khí nói ha ha đạo hữu chỉ cần đồng ý đem trận bàn bố trí tốt cho dù phải làm việc lớn hơn sự tình đó cứ giao cho ba người chúng ta là được ngụy vô nhai cười lớn một tiếng đáp ứng một cái rồi nói hợp hoan lão ma cùng chí dương thượng nhân tuy lúc trước tâm tư có chút bất đồng lúc này cũng cảm thấy an tâm hơn lúc này ngụy vô nhai lại từ trong túi chữ vật móc ra một vật hình tròn màu trắng đưa qua Hàn Lập đi tới xem qua một cái. Một kiện trận bàn tinh xảo bằng bàn tay chế tạo bởi Bạch Ngọc, bề mặt linh quang chấp động, được khắc các loại phù ấn cực kỳ phức tạp, vừa thấy đã biết tuyệt không phải vật tầm thường. Thanh quang trong tay Hàn Lập sau khi lóe sáng một cái. Trận bàn không thấy bóng dáng, bị thu vào trong túi chữ vật. Tốt, hiện giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Không biết Hàn huynh định lúc nào đi xuống, Ngụy Vô Nhai lộ vẻ hài lòng nói, việc chữa trị pháp trận, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Tại hạ nghỉ ngơi qua một đêm, khôi phục chút pháp lực hao tốn ban đầu. Nếu ba vị đạo hữu mang thối ma chi bảo trên người như đã nói, tại hạ cũng nên đi xuống trước đem trận bàn bố trí cho tốt. Chậm một hai ngày, ai biết ma khí có thể có biến hóa gì chứ? Hàn Lập nghiêm sắc mặt, ngưng trọng nói. Nghe câu này của Hàn Lập, ba đại tu sĩ trong sảnh cũng không có ý kiến gì. Mà vài món thối ma chi bảo bọn họ vất vả mới kiếm được tự nhiên cũng mang theo tùy thân. Lúc này đều lấy ra, nhất nhất giao cho Hàn Lập một cái dao ngọc như ý, một mặt hỏa hồng bát quái kính, một kiện chiến giáp màu vàng rực rỡ, cùng một cây tiểu kỳ đen thui. Hàn Lập cũng không có kiên kỵ ba người, tại đương chàng đem bốn kiện bảo vật thử qua công hiệu một lần, quả nhiên mỗi kiện đều là trí dương trí cương bảo vật, đối với ma khí đích xác có đại hữu kỳ hiệu, về phần hắc kỳ thì lại trái ngược, lại là một món bảo vật ma đạo danh khí không nhỏ. Nghe hợp hoan lão ma nói, cây kỳ này mặc dù ban đầu sử dụng chính là âm phong quỷ dị, nhưng chính là thu nạp ma khí cho nên có thể dùng để bảo vệ mình nhìn cây cờ này trong lòng hàn lập vừa động trầm ngâm đem thử vài cái sau đó cuối cùng mới thu vào trong túi điều này làm hợp hoan lão ma có chút kinh ngạc hàn lập đem bảo vật thu xong liền cùng ba người rời động phủ của trí dương thượng nhân thẳng hướng đại du sơn mà đi mấy canh giờ sau hàn lập phi thường thuận lợi xuất hiện dưới đáy xoáy nước lúc này đây hắn chỉ có một mình nhìn ma khí phía dưới quang mạc hàn lập không nói hai lời hai tay nắm chặt thành quyền, xét đánh rền vang một tiếng, trên người nhất thời bắn ra mấy đạo kim hồ thô to, lại hóa thành điện võng bám vào trên màn hào quang. Nhìn chút kim sắc điện hồ này, Hàn Lập khóe miệng nhấp nháy một chút, hiện ra vẻ trào phúng. Đám người ngụy vô nhai đúng là lão gian cự hoạt, cũng không thể nghĩ đến hắn có được 72 thanh kim lôi trúc phi kiếm chứ. Dựa theo đánh giá của hắn, đừng nói đi qua đi lại một lần, dù chạy lên xuống hai lần cũng có thừa khả năng bảo vệ mình nếu không hắn như thế nào lại có thể tiếp nhận sự tình mạo hiểm này chứ? cho nên lúc trước cùng bọn họ có kèm mặc cả một phen, phương diện thứ nhất tự nhiên nghĩ đến lúc trước tại bách sảo viện, trí dương thượng nhân từng cho hắn lời nhắc nhở quả thật là việc tốt. điều nữa chính là căn bản không muốn cho ba người này biết chi tiết sự tình của mình, cố ý để bọn họ đánh giá sai số lượng ích tà thần lôi. sau này tại thiên nam có thể tạo thành uy hiếp tới hắn cũng chỉ có tam đại tu sĩ này cùng mấy vị mộ lan thần sư thôi. hàn lập không thể không phòng bị một tay chương 874, Thạch Bi tàn Phiến. Giống như lần trước tiến vào ma khí, sau khi Kim Cô che chở, Hàn Lập hướng phía thâm nguyên tối đen nhảy xuống. Tiếng sấm xé gió dần nhỏ đi, Kim Quang ích tà thần lôi trong bóng tối dần dần đi xa, cuối cùng vô tung vô ảnh mà biến mất. Mà ở trên mặt biển, đám người Trí Dương đang nói chuyện với nhau. Trí Dương huynh, có chắc ích tà thần lôi của Hàn Đạo Hữu có đủ để đi một chuyến không? Ngụy vô nhai hai tay chắp lưng hướng phía Trí Dương thượng nhân hỏi. Ngụy huynh lời này có ý gì? Chẳng lẽ đạo hữu lời nói lúc trước của bần đạo là giả sao? Đạo sĩ sắc mặt trầm xuống từ từ đứng lên. Ha, ha, thượng nhân ngài vạn lần không nên hiểu lầm. Ta không có ý này, chỉ là cảm thấy hàn đạo hữu sau khi đáp ứng thì rất thống khoái, cho nên có chút tò mò mà hỏi một câu thôi Ngụy vô nhai thản nhiên cười nói. Nếu nói như thế, bần đạo cũng không thật rõ ràng, nhưng mà ma khí ở thâm nguyên quả thật là càng vào sâu pháp lực tiêu hao càng lớn, nếu muốn bình yên mà đi một chuyến, vậy thì ích tà thần lôi cần một số lượng kinh người, ta không cho rằng hàn đạo hữu thật có nhiều thần lôi như vậy mà sử dụng, có lẽ hàn đạo hữu ngoài ích tà thần lôi còn có thần thông khác có thể trồng cự ma khí này trí dương thượng nhân thần sắc thản nhiên nói. Nói như vậy, thật cũng có khả năng, dù sao tu tiên giới kỳ công bí thuật nhiều vô số mà. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, có thể hóa giải kiếp nạn này đúng là một chuyện tốt ngụy vô nhai vừa cười vừa nói, sau đó ánh mắt đảo qua, liếc xem hợp hoan lão ma bên cạnh hắc bào đại hán vẫn khoanh tay nhìn chỗ trung tâm xoáy nước, mặt không chút thay đổi, một lời không nói. Ba người nhất thời yên tĩnh không nói gì, tại độ sâu ba nghìn trượng trong ma khí, màn hào quang màu vàng điện quang lơ lửng ở không trung không nhúc nhích. Trong màn hào quang, Hàn Lập cầm lấy miếng ngọc giản ghi vị trí trận bàn, ngưng trọng nhìn trong ngọc giản. Một lúc sau, Hàn Lập đem thần thức quét ra, nhìn xung quanh một chút. Tựa hồ đã ở dưới đáy của thâm uyên, không cách nào nhìn được ra xa. Hàn Lập nhíu mày, đột nhiên hé mồm một thanh tiểu kiếm bay ra kim quang chợt lóe kim sắc tiểu kiếm phát ra vòng bảo hộ đồng thời một tầng điện hồ hiện lên trên thân kiếm xoay quanh một cái sau đó bay lên đỉnh đầu hàn lập rồi quay tròn hóa thành một hào quang màu vàng quay tròn rất kỳ lạ hàn lập đưa tay kết quyết chỉ lên quầng sáng một cái quầng sáng dừng lại một chút rồi hóa thành một đạo kim mang bắn nhanh đi hàn lập không chút do dự động thân bám theo sau vòng bảo hộ sau khi phi hành mấy trăm trượng tiểu kiếm màu vàng phía trước đột nhiên biến đổi phương hướng bỗng nhiên bắn nhanh về phía trước phanh một tiếng trầm đục phi kiếm đụng phải một vật gì ở dưới cắm vào nửa đoạn bất động luôn nhìn thấy một màn này trên hàn lập mặt lộ vẻ vui mừng xuất hiện trên thân kiếm hơn trượng ánh mắt đảo qua bốn phía vẫn một mảnh đen tuyền nhưng trên tiểu kiếm điện hồ chớp động quang mang yếu ớt cũng có thể nhìn rõ nơi đó vài phân hàn lập phát hiện tiểu kiếm cắm xuyên vào hình như là một khối cự thạch bằng phẳng hàn lập trầm ngâm một chút hai tay vừa nhấc, bàn tay đồng thời đặt ở trên vách chắn. Đột nhiên màn hào quang chói mắt xuất hiện, đồng thời vài đạo kim cô từ màn hào quang bắn ra, hóa thành mấy cái kim sắc cự mãng xoay vòng tại phụ cận. Trong vòng phạm vi hơn 10 trượng, tất cả ma khí bị bị kim mãng bay qua, đều bị xóa sạch không còn một mảnh. Phía dưới cự thạch được linh quang chiếu rọi, hiện ra rõ ràng. Hàn Lập chăm chú nhìn một chút, sắc mặt ngẩn ngơ. Không phải là cự thạch, rõ ràng là một chỗ giống như mặt trên của tế đàn, thoạt nhìn diện tích không nhỏ, kim cô bao trùm một phạm vi mà còn nhìn không hết được toàn cảnh. Hàn lập trong lòng có chút ngạc nhiên, trận pháp sư nghiên cứu ra nơi trôn trận bàn tại trận nhãn, dĩ nhiên lại là địa phương này cũng có chút ý tứ. Hàn lập lập tức thúc giục kim cô, bay quanh tế đàn một vòng, cuối cùng đã có ấn tượng đại khái. Nơi đây là một cái đài hình vuông diện tích khá lớn, bốn phía thạch bích ẩn hiện đồ án, niên đại phi thường cổ xưa, khẳng định là sản phẩm của thượng cổ tu sĩ làm. Hàn Lập bay về chỗ phi kiếm cắm trên mặt đất, vẫy tay một cái, nhất thời tiểu kiếm hóa thành một đạo kim quang bay về trên người Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng đánh giá một chút, lập tức hướng tới trung tâm đài mà bay đi. Kết quả một lát sau, bạch quang chấp động ở phía xa không thôi. Trong lòng hắn chợt động, độn tốc nhanh lên ba phần, rốt cuộc cũng nhìn rõ được tình hình ở trung tâm đài. Một khối bia đá bị chấn thành mấy đoạn, lặng lặng nằm ở nơi đó, chỉ có một chút bia đá còn lành lặn. Ánh mắt chấp động vài cái, đánh giá tấm bia đá bị bể này vài lần. Tấm bia mặc dù bị hủy, nhưng vẫn có thể nhìn ra một số ký hiệu ở trên, mà tấm bia đá kia cũng không biết là tài liệu gì luyện chế thành, linh lực vẫn chưa mất, thỉnh thoảng linh quang màu trắng sữa lại chấp động. Không lẽ đây lại là một loại chân quý không thua kém kim lôi trúc? Hàn lập nghĩ đến đây, hướng trên mặt đất khua một chảo, một khối bia đá vỡ bằng nắm tay bay đến, năm ngón tay linh quang chợt lóe, bàn tay bao bọc bởi thanh quang chộp tới hòn đá, cúi đầu chăm chú nhìn. Cho bụi bám vào, không có gì khác lạ, nếu như không phải thỉnh thoảng hòn đá phát ra linh quang nhẹ nhẹ, thì căn bản Hàn Lập không nhìn ra chỗ nào khác biệt. Hàn Lập lật qua lật lại nhìn mấy lần, lòng chờ động, năm ngón tay đột nhiên dụng một chút lực, một cỗ lực mạnh tác động vào vật ấy. Một màn quỷ dị xuất hiện, hòn đá không như Hàn Lập tưởng tượng có thể dễ dàng thúc dục hoặc dễ dàng hóa thành bụi đá, mà là bạch quang chấp động vài cái thì trở nên mềm mại vô cùng, năm ngón tay lún vào sâu trong hòn đá. Hàn Lập hoảng sợ, đây là cái gì? đại diễn tiền bối, người có biết vật này không? Hàn lập nhướng mày, hướng tới đại diễn thần quân truyền âm. Không có, lão phu chưa bao giờ gặp thứ này, cái này cũng không có gì kỳ quái, thời thượng của tài liệu cổ quái có rất nhiều, ai có thể có khả năng nhận ra tất cả mọi đồ vật được. Bất quá ngươi không ngại thì ném một khối vào cho ta nhìn một chút, lão phu đang nhàn rỗi, nghiên cứu một chút xem đại diễn thần quân âm thanh lười biếng truyền đến. Hàn lập không suy nghĩ nhiều, ném hòn đá về hướng ống trúc sau lưng ống trúc chấp động linh quang, một mảnh bạch hà bắn ra, đem hòn đá của quái thu vào bên trong. Mà lúc vừa rồi Hàn Lập nhặt hòn đá cũng từ chỗ vỡ nát nhìn ra, thời gian tấm bia đá bị phá hủy là gần đây thôi, xem ra tấm bia đá kia là vật quan trọng chân áp của trận nhãn, cho nên cùng lúc pháp trận gặp chuyện không may, thì tấm bia đá này cũng bị phá. Như thế tấm bia đá này cũng là tài liệu tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ tới đây, Hàn Lập cũng không khách khí, một mảnh thanh hà đảo qua, tất cả mảnh vụn còn lại của tấm bia đá đều được thu vào túi chữ vật, 10 ngón tay vung lên, 10 đạo kiếm khí màu xanh bắn nhanh ra đánh vào gốc tấm bia đá, muốn đánh lát mang đi nốt. Oang, oanh tiếng vang liên tiếp truyền ra, ngoài mong muốn của Hàn Lập, sau khi thanh quang lóe lên đều vô thanh vô tức biến mất lặn vào trong gốc của tấm bia đá, một chút hiệu quả cũng không có. Ồ, thật cô quái, Hàn Lập lấy làm kinh hãi, do dự một chút, cũng không để ý đến tài liệu còn thừa này nữa, mà bắn ra mấy đạo kiếm khí lên mặt đất. Mặc dù còn nhiều ích tà thần lôi đủ để duy trì một thời gian dài, nhưng Hàn Lập cũng không dám ở địa phương nguy hiểm này lâu, chuẩn bị bày ra trận bàn. Một chuỗi tiếng nổ truyền tới, tại bên cạnh tâm bia đá, xuất hiện một cái hố to gần trường. Hàn Lập bất động thanh sắc, vừa lật tay bạch quang hiện lên, kiện trận bàn tinh xảo xuất hiện trong tay, Hàn Lập không chút do so dự tay vung lên, trận bàn nháy mắt biến thành đoàn bạch quang bay vào trong hố sâu. Hai tay vừa kết ấn, nhất thời trong hố linh quang chấp động không ngừng, Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào trận bàn không chớp mắt. Một lát sau, trận bàn phát ra một tiếng thanh minh, sau đó một đạo cột sáng màu trắng sữa bổng nhiên từ trận bàn bắn lên trên trời, trong nháy mắt biến mất ở phía trên không thấy bóng dáng. Hàn Lập trong lòng cảm thấy an tâm, nếu trận bàn này vẫn bình thường, tìm được chỗ chôn xuống cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây Hàn Lập thần sắc buông lỏng, tay áo rộng phất một cái, tuôn ra một cổ cuồng phong minh mông. Cuồng phong qua đi, đất đá vụn bốn phía được lấp vào hố to. Một đạo pháp quyết đánh ra, vốn đá vun đống, dưới tiếng chú ngữ trầm thấp hàn lập phát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt xuất hiện, sau đó đá vụn chịu tác động của pháp lực hòa tan dung nhập thành một thể. Một lát sau, mặt bên ngoài của hố to trở nên bóng loáng dị thường, như là chưa bao giờ có cái hố nào ở đây vậy. Đi quanh hố to vài vòng, xem xét tất cả đều bình thường không có gì khác lạ, hàn lập gật đầu, lộ vẻ hài lòng hướng ra phía ngoài tiện tay vung ra vài đạo pháp quyết hướng tới mấy kim sắc điện mãng. Vài tiếng nổ bạo liệt truyền ra, kim mãng biến thành nhiều điểm sáng như những ngôi sao hư không tiêu thất vô tung vô ảnh, vốn ma khí bị ngăn cản ở phía xa, nhất thời quay cuồng vây quanh trở lại. Hàn Lập trầm ngâm một chút, ngay lập tức màn hào quang kim cô chợt lóe, người phi lên trời, bay trở lên mặt biển. Nhưng vào lúc này, thần thức của Đại Diễn Thần Quân lại truyền đến. "Tiểu tử, chậm đã, tiền bối có gì chỉ giáo sao?" Hàn Lập ngẩn ra, thân hình ngưng lại, không lập tức rời khỏi đài. Nơi này nếu là nơi đặt trận nhãn, hẳn là ma khí rất nồng đậm, mà lượng ma khí này bị trấn áp từ thời thượng cổ đến nay không chừng, có khả năng hình thành vài khối ma tủy toàn, thứ này theo thượng cổ điển tịch ghi lại, là tài liệu luyện chế trí bảo ma đạo độc nhất, người đến bên phụ cận của đài tìm ở dưới đất một chút, xem có tìm được vật ấy hay không. Đại diễn thần quân thản nhiên nói, ma tủy toàn, hàn lập trên mặt xuất hiện tia dị sắc, suy nghĩ một chút, không trần trừ nắm tay hướng túi chữ vật vỗ một cái, một kiện lang thủ ngọc như ý màu vàng minh mông xuất hiện trong tay. Đây là cổ bảo lúc đầu ngân nguyệt ký thân, mặc dù không thấy linh khí, nhưng vẫn có thể thi triển thổ độn thuật đơn giản, chỉ là không được xuất thần nhập hóa như ngân nguyệt. chương 875, Tu Phiến, trong miệng hô một tiếng nhỏ, hào quang trên người Hàn Lập bỗng nhiên mở rộng ra một lần nữa, tiếp theo bạch quang trong áo bắn ra, một người xoay vòng một cái xuất hiện trước mắt. Đúng là ngân nguyệt biến hình thành tiểu hồ trắng như tuyết, thời gian không nhiều chúng ta chia nhau đi tìm đồ vật kia đi hàn lập vừa bay vừa nói, một đoàn điện cầu màu vàng trong tiếng sấm hiện lên ở trong lòng bàn tay, không trần chờ ném đi. Âm một tiếng lớn, điện cầu hóa thành điện võng bám vào thân thể bạch hồ. Nhớ kỹ, thần lôi này có thể duy trì trong khoảng thời gian không dài, nếu có dấu hiệu suy yếu, ngay lập tức quay trở lên trên mặt đất, ta sẽ sớm quay lên hàn lập nghiêm giọng nói. Vâng chủ nhân, bất quá mà tủy toàn kia bộ dáng ra sao? tiểu tỳ không biết bạch hồ truyền ra giọng nữ nhân trẻ tuổi êm ái dễ nghe. Ma tủy toàn đen như mực, giống như tinh thạch, bên trong có chứa ma khí kinh người, cứ như thế mà tìm không chờ Hàn Lập nói, đại diễn thần quân đã mở miệng trả lời. Nếu là như vậy, thì dễ làm rồi, tiểu tỳ đi trước bạch hồ gật đầu, trên người ngân quang chợt lóe, chui vào bên trong bãi đá không thấy bóng dáng. Hàn Lập bản thân cũng không có nhàn rỗi, trong tay vung ngọc như ý lên, hào quang màu vàng xuất hiện. Người bao bọc trong vòng bảo hộ, Vô Thành vô tức nhập vào dưới đài. Trên đài rộng lớn thời không thấy một bóng người, thời gian trôi qua, bốn phía yên tĩnh dị thường, trên đài trở thành thiên hạ của ma khí, ma khí một đoàn đen kịt âm u như u minh địa ngục. Không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên có tiếng vang lên, tiếp theo kim quang chợt lóe, Hàn Lập trong màn hào quang hiện ra trên đài. Nhìn mọi nơi một chút, không thấy bóng dáng ngân nguyệt đâu, Hàn Lập ngẩn ra, một lúc sau lộ ra một vẻ lo lắng.